Người khác đều nguyện ý chúng mỹ nhân kế, riêng cậu thì lại khác, sợ chúng mỹ nhân kế. Ha, ha, hôm nay nếu cậu đã đến đây thì sẽ không thể buông tha cậu được. Nào, đến đây, cùng tôi so sánh giữa công viên rừng rậm và quảng trường nhân dân, theo cậu thì công trình nào về sau sẽ hấp dẫn ánh mắt của người dân thành thị hơn? Liên Nhược Hạm không đồng ý. Cao lão, hạ tưởng tới đây là để tiễn đưa ngài, không phải tới để nói chuyện về công việc và thiết kế. Mà bây giờ công việc cũng đã nghỉ rồi, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút, có phải không? Cao lão hiểu rằng đây là Liên Nhược Hạm đang trách ông ta không để hạ tưởng yên, ông ta liền bật cười ha hả. Tốt, tốt, chuyện kia tôi chịu khó nhẫn nại chút đỉnh. Năm sau sẽ gặp lại chàng trai trẻ này để tham khảo một chút. Sau đó ông lại có bộ dạng chưa hết luyến tiếc, liếc mắt nhìn hạ tưởng một cái rồi nói. Vào lúc ăn cơm cậu phải lộ ra cho tôi một chút về ý tưởng thiết kế quảng trường nhân dân nhé. Tất cả mọi người đều mỉm cười. Mấy người còn lại đều là cán bộ thuộc tầng trung tâm của tập đoàn Viễn Cảnh, được Liên Nhược Hạm gọi tới giúp Cao lão thu dọn các đồ đạc. Ngồi trong chốc lát, Liên Nhược Hạm gọi hạ tưởng ra bên ngoài, cô lắc lắc cái hông, làm vài động tác vận động rồi nói. Dịp đón Tết này em không về Bắc Kinh, một mình ở lại thành phố Yến cũng không có ý nghĩa gì, làm sao bây giờ? Rất rõ ràng là ý đồ xấu xa, muốn hạ tưởng phụ trách sắp xếp hành trình của cô trong dịp này. Hạ tưởng ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Anh phải về đón năm mới với các cụ, cô bé Lê cũng sẽ quay về thành phố Đan Thành, chẳng lẽ em cũng muốn đi theo? Đan Thành cũng rất đẹp, nghe nói đây là cố đô, có rất nhiều di tích lịch sử, đi xem cũng rất tốt, có phải không? Liên Nhược Hạm cũng không chút nào khách khí với hạ tưởng, lại càng không có đem mình trở thành người ngoài. Trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Dù sao chú Hạ và cô Trương cũng biết em rồi. Chẳng lẽ cô chú lại không cho em tới làm khách? Sao có chuyện lại như vậy, hai người đó còn cao hứng không kịp nữa chứ? Hạ tưởng hơi gãi đầu, người nhà mình chắc chắn sẽ hoan nghênh Liên Nhược Hạm, điểm này thì không cần hoài nghi. Liên Nhược Hạm giúp em trai mình một ơn lớn như vậy, cô muốn tới nhà mình để đón Tết thì ai chẳng giơ cả hai tay lên hoan nghênh. Tuy nhiên, điều duy nhất mà hắn có chút lo lắng chính là cùng với Liên Nhược Hạm trở về nhà như vậy thì có lẽ là cô bé Lê sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng khó đảm bảo là Tào Bá Bá không có suy nghĩ khác. Vậy là tốt rồi, vậy đầu tiên anh thông báo trước cho chú Hạ là em muốn tới nhà ăn Tết. Mà thôi, Liên Nhược Hạm nghiêng đầu lo lắng. Em định ở nhà anh, nhưng quên đi, ở nhà anh rất nguy hiểm. Em có muốn ở thì anh cũng không để em ở đâu, trong lòng Hạ tưởng thầm oán, chẳng lẽ cô thật sự muốn ở nhà mình, chẳng những ba mẹ mình sẽ nghĩ nhiều, ngay cả cô bé Lê cũng sẽ có suy nghĩ khác. Lúc này đúng là cực kỳ rắc rối. Vào dịp đón Tết, chỉ việc cô ấy về nhà mình chơi thì cũng đã làm cho người ta phải suy nghĩ. Nếu để mỗi ngày ăn cô đều ăn ở trong nhà mình thì lúc này bất cứ ai cũng cho rằng cô ta là bạn gái chính thức của mình, thế cô bé Lê thì làm sao bây giờ? Hạ tưởng nhìn Liên Nhược Hạm mấy lần, thấy vẻ mặt mừng thầm của cô, biết ngay rằng cô chắc chắn lại có ý đồ gì không tốt, hắn thòng trước một câu để đề phòng. Đến nhà anh thì có thể được. Nhưng thứ nhất là phải duy trì sự lễ phép, thứ hai là phải nghe lời của anh nói, thứ ba là không có những hành động gì để người nhà anh hiểu lầm quan hệ của hai chúng ta. Cũng được. Liên Nhược Hạm với vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy, gật đầu lia lịa. Tất cả đều theo sự sắp xếp của chủ nhiệm Hạ. Ăn bữa trưa với Cao lão, Hạ tưởng không ngừng bị Cao lão chuyển hướng đề tài về thiết kế quảng trường nhân dân. Người già thì tính tình càng lúc càng trẻ con, Cao lão là người như vậy. Hạ tưởng không nói, ông ta lại quấn quýt không rời. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải lộ ra một tí chút tin tức, tuy nhiên vẫn chưa đạt đến mức độ vừa lòng của Cao lão. Ông ta có vẻ bất mãn nói. Tôi phải đón một năm mới với sự không thoải mái, đây đều là do tiểu Hạ cậu làm hại. Cao Tấn Chu ở một bên không dám nói lời nào, y vừa mở miệng là bị Cao lão mắng chặn cổ. Đường đường là phó chủ tịch tỉnh, ở trước mặt Cao lão cứ giống như một học sinh tiểu học. Có lẽ trước kia Cao Tấn Chu thường xuyên bi ai như thế này. Buổi tối quay về Tào gia, Hạ tưởng trải qua suy xét thận trọng, hắn thấy rằng nên nói cho Tào Bá biết sự việc Liên Nhược Hạ muốn đi đến Đan Thành để ăn Tết ở đó. Tào Vĩnh Quốc thấy Hạ tưởng nói có vẻ trầm trọng, cũng biết tâm tư của hắn, hơi trầm tư một chút, nghĩ rằng có một số việc có phòng bị cũng chẳng bằng không làm gì, do vậy tâm tư cũng trở nên phóng khoáng, nói. Việc này cũng tốt. Quan hệ giữa Nhược Hạm và Thù Lê cũng không tồi,
qua đợt này tình cảm chị em chúng nó cũng sẽ tiến triển thêm. Một cô gái xinh xắn như vậy mà ngay dịp đón Tết cũng không trở về nhà, chẳng lẽ là quan hệ với những người trong nhà không tốt? Hạ Tưởng lắc đầu. Tình huống cụ thể thì cháu cũng không rõ lắm, cũng không hỏi qua mà cô ta cũng chưa nói. Có lẽ là cha mẹ không ở bên cạnh, hoặc là cha mẹ có sự bất hòa. Tào Thù Lê nghe được tin Liên Nhược Hạm cũng quay về Đan Thành cùng mình thì cao hứng nhảy dựng lên. Tào Vĩnh Quốc thấy cảnh mừng rỡ thật tâm của cô con gái của mình thì âm thầm thở dài một tiếng, nghĩ thầm rằng cô con gái mình đúng là tâm tư đơn thuần, cho tới bây giờ cũng không có một chút cảm giác nguy cơ nào cả. Mình là bố, có một số việc nói rõ cũng không tốt, đành phải đợi có cơ hội nào đó để Vương Vu Phân và con bé Thù Lê giao lưu với nhau một chút, hai mẹ con cùng là phụ nữ, nói một số chuyện cũng dễ dàng hơn. Ngày hôm sau, các cuộc điện thoại cần gọi đi thì hắn đã thực hiện. Hạ Tưởng hẹn ước với Liên Nhược Hạm gặp nhau ở đoạn đầu đường cao tốc. Hắn ngồi ở trong xe của Tào Vĩnh Quốc, đảm nhiệm trọng trách vai trò lái xe. Tào Vĩnh Quốc không ngồi ở ghế sau mà là ngồi ở ghế phụ lái, nói chuyện với Hạ Tưởng. Các phương án phân phối các phúc lợi của Ủy ban Nhân dân thành phố cuối cùng cũng đã được phê chuẩn. Theo quy định thì cháu cũng có thể được phân phối một căn phòng để ở. Năm sau, cố gắng thu xếp thời gian trong công việc, làm các thủ tục đi để mà nhận nhà. Ánh mắt của Tào Vĩnh Quốc vẫn nhìn thẳng về phía trước, ông ta cười cười nói chuyện. Lâu lắm rồi không lái xe, có lẽ bây giờ trình độ kém lắm rồi. Bây giờ chức quan càng lớn lên thì chức năng của thân thể lại ngày càng giảm đi. Hạ Tưởng cười cười. Phòng ở của Ủy ban Nhân dân thành phố thì chất lượng cũng khá tốt, so với các phòng ở đang giao dịch ở bên ngoài thì cũng tốt hơn nhiều. Chắc chắn cũng sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người đây. Hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn Tào Vĩnh Quốc một cái. Không phải là Tào bá bá ngứa nghề đấy chứ? Bác định lái xe một đoạn ạ. Tào Vĩnh Quốc đúng xứng với danh ông lão bộc phát thì hơn hẳn thiếu niên phát cuồng. Khi tới đoạn bắt đầu đường cao tốc, đoạn tụ hội với Liên Nhược Hạm, Tào Thù Lê lên ngồi cùng xe với Liên Nhược Hạm, Tào Vĩnh Quốc đổi chỗ cho Hạ Tưởng, tự ông lái chiếc Audi. Điểm mạnh của xe Việt dã chính là đi trên đường trường với mọi địa hình, không thích hợp với chạy tốc độ cao. Tào Vĩnh Quốc sau khi khởi hành một chút, chỉ trong chốc lát không ngờ chạy vượt qua Land Rover, lại còn lượn lách trong dòng xe đang đan xen không ngớt trên đường, liên tiếp vượt các xe cùng chiều. Ông ta lái có vẻ thích chí, Hạ Tưởng ngồi ở bên cạnh nhéo mình một cái, cảm giác ngồi bên cạnh còn mệt hơn so với lái xe. Sau đó dưới sự phản đối mãnh liệt của Vương Vu Phân thì Hạ Tưởng mới được thay thế để lái xe. Hạ Tưởng lên ghế lái, sau một lúc lâu không nói chuyện, Tào Thù Quân mới thở dài một tiếng nói. Tốt rồi, rốt cuộc có thể an tâm ngủ được rồi. Tào Vĩnh Quốc bất mãn nói. Thằng nhãi này, dám chê ba mày lái xe không tốt à? Từ nhỏ đến lớn, mày ngồi xe ba lái không biết bao nhiêu lần, sao trước đây không nói? Trước kia là kiến thức ít, không biết so sánh trình độ cao thấp. Tào Thù Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Anh Hạ Tưởng lái xe vừa nhanh lại chắc chắn, ổn định. Ba lái xe thì đi nhanh nhưng xe lắc lư quá, qua đó có thể thấy được trình độ đúng là có sự chênh lệch nhất định. Tất cả mọi người cười ồ lên, rất nhanh đã tới thành phố Đan Thành. Vốn Tào Vĩnh Quốc nghĩ qua Tết mới quay về Đan Thành, bởi vì chẳng may nếu Ủy ban Nhân dân thành phố có việc thì ông ta cũng có thể xử lý kịp thời. Tuy nhiên, năm nay ông cụ trong nhà thân thể không được tốt, vẫn nhắc với ông ta, bảo ông ta về sớm một chút, vì thế ông ta phải quay về, ở lại nhà trong 3 ngày. Tới thành phố Đan Thành, đoàn quân chia làm 2 đường. Sau khi để Liên Nhược Hạm, Tào Thù Lê chở mình đến nhà, hai cô lại xuất phát đi đến Tào gia. Vốn đã biết được con trai mình quay về, Hạ Thiên Thành và Trương Lan sớm ngồi ngay tại cửa nhìn xung quanh, vừa thấy bóng dáng Hạ Tưởng liền mừng rỡ chạy ra đón. Hạ An từ phía sau chạy nhanh ra, ôm cổ Hạ Tưởng. Anh, cuối cùng anh cũng đã trở về, làm em nhớ đến chết. Hạ Tưởng đấm cho Hạ An một cái. Công tác thế nào rồi? Có làm ba mẹ bực mình không? Hạ An ngại ngùng cười. Công tác mọi việc đều thuận lợi, ba mẹ đối với em cũng xem như vừa lòng. Hạ Thiên Thành tiến lên giữ chặt lấy tay hắn rồi nói. Ở đơn vị mới có mệt không? Cũng không thấy béo lên chút nào. Mùa đông, không có nắng nên cũng thấy trắng trẻo được một chút. Sau đó lại nhìn xung quanh phía sau Hạ Tưởng. Sao lại không thấy Thù Lê? Tất cả mọi người vào trong nhà. Hiện tại thì Hứa Ninh và Hạ An ở cùng một chỗ, chờ năm sau sẽ kết hôn.
Hứa Ninh vừa thấy Hạ Tưởng liền hỏi. Anh và chị dâu khi nào thì kết hôn? Nếu không em và Hạ An cưới trước đi đấy. Nói cái gì vậy, không có chút suy nghĩ nào. Hạ An liền phê bình Hứa Ninh. Chị dâu còn đi học ở trường đại học, còn phải 2 năm nữa mới tốt nghiệp, còn rất sớm. Đúng là anh trai có phúc khí, tìm được chị dâu rất trẻ. Hứa Ninh tức giận nói. À, ý của anh là em nhiều tuổi. Hạ Tưởng liền đưa cho hai người, mỗi người một gói quà tặng. Giờ quà tặng ra đi, đừng náo loạn nữa. Nghe nói cả nhà Tào Vĩnh Quốc đang ở quê, Hạ Thiên Thành và Trương Lan đứng ngồi không yên, muốn đến Tào gia để thăm hỏi. Hạ Tưởng cũng hiểu được đây là ba mẹ hắn đang muốn chủ động đến vấn an Tào bá bá, liền đưa hai người đi đến đó. Bố mẹ Tào Vĩnh Quốc hiện tại đang ở trong một khu nhà tập thể, cách một đoạn là có viện dưỡng lão. Khi Hạ Tưởng đến dưới sân thì thấy một đám người đang vây quanh ở dưới tòa nhà của Tào gia, không ngừng huyên náo, lại còn có mấy xe cảnh sát. Hỏi ra mới biết hóa ra chính quyền thành phố Đan Thành không biết từ nơi nào nghe được tin tức, biết được phó thị trưởng thường trực thành phố Yến về nhà thăm người thân nên thị trưởng và một gã phó thị trưởng vội vàng chạy đến, lại có xe cảnh sát mở đường, tới để làm thân với phó thị trưởng Tào. Bình thường Hạ Thiên Thành thấy xe cảnh sát là sợ hãi, vừa thấy là xe của chính quyền thành phố Đan Thành đậu ở dưới lầu, liền hơi khiếp đảm, không dám đi lên. Hạ Tưởng cười cười, đi trước dẫn đường, lại bị hai gã cảnh sát ngăn lại, trong đó một người nói. Nơi này đang giới nghiêm, người không phận sự miễn vào. Hạ Tưởng cũng lười nói lý với bọn họ, hắn liền nói thẳng. Chúng tôi đến thăm phó thị trưởng Tào, đồng chí cảnh sát. Tôi và phó thị trưởng Tào cùng nhau từ thành phố Yến trở về đây. Những người phía sau là ba mẹ tôi, đây toàn là thân thích của phó thị trưởng Tào. Tốt nhất là các anh để chúng tôi đi vào, nếu không phó thị trưởng Tào sẽ rất bực mình đấy. Hai gã cảnh sát thấy Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, không quá tin tưởng lời của hắn, bọn họ nói. Rất xin lỗi, chúng tôi đang chấp hành công vụ, không thể tùy tiện để người đi vào. Anh có giấy chứng nhận không? Nếu có, xin mời đưa ra. Hạ Thiên Thành thấy thái độ của cảnh sát không tốt, ông ta nói. Hạ Tưởng, thôi vậy, chúng ta về trước đi, chờ phó thị trưởng Tào thư thả rồi lại đến. Bây giờ cũng rất nhiều người, cũng khó nói chuyện. Hạ Tưởng khoát tay, lấy ra giấy tờ đưa cho cảnh sát mở ra liền thấy, quả nhiên là cán bộ công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố Yến, lại nhìn thấy cấp bậc là phó cục trưởng, lập tức hoảng sợ. Đối với thành thị cấp địa tương đương thị xã ở bên mình đi gì, mà nói thì cấp bậc phó cục trưởng là cấp bậc sơ bộ đã bước vào vòng trung tâm quyền lực. Hai người cảnh sát lập tức giật mình, biết Hạ Tưởng không nói lung tung. Lập tức nghe doạt một cái, bọn họ đứng nghiêm trang lại chào và giơ tay mời đi qua. Mời lãnh đạo lên lầu. Hạ Thiên Thành khá là sợ hãi, đứng một bên hồi lâu rồi mới cất giọng hỏi. Sau khi bọn họ trả giấy tờ lại cho con lại còn cúi chào. Con nhiều chuyện nhỉ, sao người ta lại đứng chào khi trả giấy tờ lại cho con? Không có việc gì đâu ạ. Ba, nếu con lái xe phạm quy, cảnh sát giao thông lúc lại xử phạt cũng phải đứng nghiêm chào. Ở trước mặt cha mẹ, Hạ Tưởng cũng không muốn khoe ra việc này. Tuy nhiên, vì ba hắn tò mò hỏi đến nên tốt nhất là nói cho ông biết tình hình thực tế. Con vừa mới thăng lên cấp phó cục trưởng. Khả năng là bọn họ cảm thấy cấp bậc phó cục trưởng coi như một cấp bậc không lớn cũng không nhỏ, do vậy họ có động tác để thể hiện sự kính trọng. Phó cục trưởng, thật hay giả vậy con? Hạ Thiên Thành giật mình kinh hãi. Chỗ đơn vị nơi ông công tác thì tổng giám đốc mới là cấp phòng, cấp bậc phó cục trưởng như vậy không phải là cùng cấp với phó cục trưởng cục xây dựng à? Bình thường trong mắt ông ta, được diện kiến tổng giám đốc thì cũng đã vênh váo lắm rồi. Không nghĩ tới con trai của mình so với lãnh đạo của ông ta còn lớn hơn. Vì thế, thắt lưng ông ta cũng có chút thẳng lên. Này, đừng có lừa ba. Cả đời ba già cả thế này rồi mà nhìn thấy cán bộ cấp phòng đã thấy sợ hãi. Nếu có một đứa con có chức phó cục trưởng thì về sau như thế nào ngủ ngon được. Không nghĩ tới ba mình nói chuyện cũng khá khôi hài, Hạ Tưởng liền đem giấy chứng nhận cho ông ta nhìn qua. Hạ Thiên Thành xoa nhẹ con mắt rồi mới tin tưởng con trai của mình đúng thật là một lãnh đạo cấp phó cục trưởng, thốt ra mấy tiếng tốt, tốt, còn chưa kịp nói tốt ở chỗ nào thì đã đi đến cửa của Tào gia. Chương 215, Liên Nhược Hạm lẻ loi và cô đơn. Tào Thù Lê đã sớm nghe được thanh âm, ra mở cửa, nhiệt tình mời Hạ Thiên Thành và Trương Lan đi vào. Trương Lan vừa thấy Tào Thù Lê liền rất thích thú, cười rạng rỡ,
kéo tay Tào Thù Lê ân cần hỏi han, cứ như mẹ ruột của cô bé vậy. Trong phòng đứng đầy người, Tào Vĩnh Quốc đang cùng một người nói chuyện, người đàn ông này đeo cặp kính nhìn qua đầy vẻ hào hoa phong nhã, hiển nhiên đây chính là thị trưởng thành phố Đan Thành Đan Sĩ Kỳ. Hạ Tưởng còn không kịp tiến lên chào hỏi Tào Vĩnh Quốc thì bị Hạ Thiên Thành giữ chặt lại. Hạ Thiên Thành chỉ vào Đan Sĩ Kỳ, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Người kia nhìn rất quen mặt, gặp ở trên TV rồi, rất giống thị trưởng thành phố Đan Thành. Ba có nhìn nhầm không? Hạ Tưởng gật đầu. Đúng vậy, chính là thị trưởng Đan. Hạ Thiên Thành hoảng sợ. Thị trưởng, chức quan to như vậy, ba không dám gặp đâu. Nếu không ba đi về trước đây. Hạ Tưởng không khỏi bật cười. Tào bá bá cũng là phó thị trưởng, hơn nữa là cùng cấp với thị trưởng Đan, ba thế nào mà lại không sợ bác ấy. Thị trưởng cũng là người, thời điểm nói chuyện không quay lên TV thì cũng rất hòa ái, dễ gần. Ba cũng đừng sợ. Tào Vĩnh Quốc nơi này cũng phát hiện Hạ Tưởng và Hạ Thiên Thành, liền chủ động đứng lên tiến lại chào đón. Lão Hạ, đến đây mà cũng không nói tôi một tiếng. Tôi đang nói chuyện với thị trưởng Đan, không thấy anh đi vào, anh mau ngồi xuống đây. Có lẽ nguyên nhân là cảm thấy có quan hệ gần gũi với phó thị trưởng Tào nên Hạ Thiên Thành đối với Tào Vĩnh Quốc thì không sợ hãi chút nào. Cũng vì trước đây có quen biết nhau, ông ta và Tào Vĩnh Quốc hàn huyên vài câu. Vừa ngẩng đầu lên, ông ta đã thấy Đan Sĩ Kỳ tới trước mặt, chợt nghe thị trưởng Đan tò mò hỏi. Phó thị trưởng Tào, vị này chính là... Hạ Thiên Thành là một người dân bình thường nên khi thấy thị trưởng của thành phố thì có một loại bản năng sợ hãi, liền muốn bước lui về phía sau. Hạ Tưởng giữ chặt lấy ông ta, vừa lễ phép nói. Xin chào thị trưởng Đan, tôi tên là Hạ Tưởng, công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố Yến. Vị này chính là ba của tôi, tên là Hạ Thiên Thành, hiện tại đang làm việc ở Đan Thành. Đan Sĩ Kỳ đầu tiên tiến đến bắt tay với Hạ Thiên Thành rồi nói. Lão Hạ à, anh có một đứa con quý hóa lắm đó. Sau đó lại cùng bắt tay với Hạ Tưởng. Chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô Hạ Tưởng, đại danh của cậu thì tôi đã sớm nghe qua. Hôm nay thấy được người, so với trong tưởng tượng của tôi thì còn muốn trẻ tuổi hơn, rất đầy nhiệt huyết cách mạng. Thị trưởng Trần tổ chức cải tạo thôn nội đô có giá trị tham khảo cực kỳ lớn, chính quyền thành phố Đan Thành cũng cố ý muốn tham khảo một chút kinh nghiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố Yến. Chủ nhiệm Hạ, trưa nay, tôi đại biểu thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố mời phó thị trưởng Tào ăn cơm, cậu nhất định phải hạ cố đến tham dự, đến lúc đó tôi còn có vấn đề muốn xin thỉnh giáo cậu. Hạ Thiên Thành nghe được thị trưởng nói có vấn đề muốn thỉnh giáo con trai của mình, liền cảm thấy có một sự hạnh phúc khôn cùng, cảm giác mọi việc giống như đang nằm mơ, dưới chân cũng dường như đang cưỡi lên mây, bay lơ lửng trên bầu trời. Không nghĩ tới tiếp theo Đan Sĩ Kỳ nắm chặt tay Hạ Thiên Thành và nói. Lão Hạ, chốc lát nữa anh cũng tham gia cùng, được không? Đích thân thị trưởng mời ăn cơm, đây là sự kiện mà trước kia chưa bao giờ tưởng tượng được. Hạ Thiên Thành chỉ cảm thấy dường như mình mất đi năng lực khống chế, chỉ biết liên tục gật đầu, nói không ra lời. Hàn huyên trong chốc lát, Hạ Tưởng mới phát hiện Liên Nhược Hạ một mình trầm tư ở trong góc, không nói chuyện với bất cứ ai, bộ dáng buồn bực không vui. Hắn tiến lại hỏi, làm sao vậy, mất hứng à? Thật ra Liên Nhược Hạm đã sớm thấy Hạ Tưởng, tuy nhiên cô không chạy lại mà vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Nghe được lời nói quan tâm của Hạ Tưởng, đột nhiên cô cảm thấy sống mũi cay cay, thiếu chút nữa nước mắt rớt xuống. Không có gì, không có buồn bực cả. Cái chính là em cảm thấy rất lẻ loi, cô đơn, cảm giác toàn bộ thế giới giống như không hợp với em vậy. Hạ Tưởng biết chắc chắn Liên Nhược Hạm có chuyện buồn cũ, chỉ có điều cô không nói ra. Hắn cũng không tiện mở miệng hỏi mà cô lại không muốn thổ lộ. Không giống như Tào Thù Lê rất có lực hấp dẫn, có thể rất nhanh chóng tạo ra ấn tượng tốt với người khác thì Liên Nhược Hạm trong trẻo nhưng lạnh lùng và ngạo nghễ, khiến cho người khác cảm thấy cô cao ngạo mà không dám tới gần. Ngẫm lại, cô muốn về nhà mình để đón Tết, có lẽ chính là làm sao muốn thể nghiệm một chút không khí ấm áp quây quần đầy tình người của gia đình. Bỗng nhiên vào lúc này, Hạ Tưởng cảm thấy Liên Nhược Hạm thật đáng thương. Thầm nghĩ phải quan tâm nhiều đến cô để tạo sự an ủi và để trong lòng cô thấy ấm áp. Tuy nhiên, trong thời điểm này thì không thể làm các hành động đó được, hắn liền cười an ủi. Được rồi, cũng đừng có như vậy, cùng lắm thì tối nay em đến nhà anh ở. Tuy nhiên, cô bé Lê sẽ ở cùng với em, được không? Vâng ạ. Liên Nhược Hạ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo,
bộ dáng nghe lời có dáng vẻ giống như là một cô bé, vẻ dịu dàng này Hạ Tưởng chưa từng gặp qua. Sau một hồi thăm hỏi nói chuyện với nhau, dưới sự mời mọc thịnh tình của thị trưởng Đan, Tào Vĩnh Quốc bất đắc dĩ đành phải đồng ý cùng đi dự tiệc. Một xe chở cả nhà Tào Vĩnh Quốc, cả nhà Hạ Tưởng, lại còn cả Liên Nhược Hạm. Đoàn xe chở hơn 10 người của cả hai gia đình chậm rãi đi theo xe cảnh sát mở đường, chạy thẳng đến chỗ dự tiệc. Nhìn đoàn người đi, mọi người trong khu nhà này nhìn thấy đều rất hâm mộ. Thị trưởng đích thân mời ăn cơm, đây là quy cách và đãi ngộ kiểu gì? Tất cả mọi người đều ghen tị Tào Vĩnh Vượng có một người anh trai như vậy, cũng ghen tị Hạ Thiên Thành có một người con quá quý hóa. Buổi tiệc được tổ chức ở nhà khách của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hạ Tưởng được sắp xếp ngồi cùng bàn với Tào Vĩnh Quốc, Đan Sĩ Kỳ. Những người còn lại ngồi ở bàn khác, được ngăn cách bởi tấm bình phong. Trước khi buổi tiệc khai mạc, sau khi Đan Sĩ Kỳ đọc diễn văn thì còn mời Tào Vĩnh Quốc nói chuyện mấy câu. Tào Vĩnh Quốc chối từ, tuy nhiên cũng đứng dậy nói vài câu cảm ơn khách sáo. Cảm tạ sự nhiệt tình hiếu khách của thị trưởng Đan và của mọi người. Đã ngồi vào bàn tiệc thì mọi người không nên khách khí, ha ha. Mọi người uống thật nhiều vào để đón mừng năm mới. Sau 3 tuần rượu, Đan Sĩ Kỳ đúng là rất quan tâm đến cách tổ chức, bố trí, chức năng, phương thức hoạt động của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô của thành phố Yến. Y liên tục hỏi han, đề nghị Hạ Tưởng cố vấn. Hạ Tưởng thì cũng biết thì nói nấy, tuy nhiên hắn cũng nhìn ra Đan Sĩ Kỳ là người khéo léo, y tham khảo mình như vậy thật ra chính là một phương thức để kéo gần quan hệ. Thành phố Đan Thành phát triển quá chậm. Lại là một thành thị già cỗi, không có bao nhiêu thôn nội đô có thể cải tạo. Tuy nhiên đối với sự thân thiện của Đan Sĩ Kỳ thì Hạ Tưởng cũng rất nhiệt tình đáp trả. Hắn đoán rất đúng, ánh mắt của Đan Sĩ Kỳ rất độc, liếc mắt một cái đã nhìn ra mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê là không tầm thường. Hơn nữa Hạ Tưởng tốt xấu gì cũng là cán bộ cấp phó cục trưởng của Ủy ban Nhân dân thành phố Yến, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ không đếm hết được. Sớm làm quen với nhau trước thì cũng không có điểm gì bất lợi cả. Cho nên hắn cũng thả lỏng người, mượn cơ hội tâm tình cùng Hạ Tưởng. Hạ Thiên Thành và Trương Lan chưa từng được hưởng thụ qua cảnh được thị trưởng đương nhiệm đãi ngộ kiểu này, trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ hãi, đừng nói ăn cơm mà ngay cả ngồi cũng không yên. Tào Thù Lê nhìn ra vẻ bất an của hai người, liền đến ngồi bên cạnh, kể cho họ một ít điều lý thú, lại còn hỏi về chuyện hồi nhỏ của Hạ Tưởng, làm cho hai người bình tĩnh lại. Liên Nhược Hạm cũng đến để hỏi thăm hai người. Hạ Thiên Thành nhớ rất rõ Liên Nhược Hạm, nên nhiệt tình tiếp đón cô. Liên Nhược Hạm cũng cười duyên dáng cùng hai người nói chuyện, so với lần trước thì lần này có vẻ sôi nổi hơn nhiều. Tuy nhiên cũng làm cho Hạ Thiên Thành và Trương Lan liếc nhìn nhau, trong mắt hai người có vẻ thắc mắc và khó hiểu, một người con gái tốt như vậy sao dịp Tết lại không trở về nhà mà đến thành phố Đan Thành. Đừng nói là không có chuyện gì. Cuối cùng mọi người cũng kết thúc bữa ăn. Đan Sĩ Kỳ lại nhiệt tình muốn đưa tiễn Tào Vĩnh Quốc về nhà. Tào Vĩnh Quốc kiên quyết cự tuyệt, cuối cùng Đan Sĩ Kỳ không níu kéo nữa, chỉ cử xe cảnh sát đi mở đường, đưa cả nhà Tào Vĩnh Quốc trở về. Về đến nhà, Hạ Thiên Thành mới tính đến việc trò chuyện với Tào Vĩnh Quốc. Thừa dịp hai người bọn họ đang mải nói chuyện, Tào Thù Lê kéo Hạ Tưởng, lại gọi Liên Nhược Hạm, cả ba người cùng đi chơi. Hạ Tưởng lái chiếc Land Rover chở hai người đi thăm thú phong cảnh. Sau khi đi chơi thỏa thích, đến bữa cơm chiều, Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đến nhà Hạ Tưởng ăn cơm. Hạ An lúc gặp Liên Nhược Hạm thì rối rít cảm tạ. Hạ Thiên Thành và Trương Lan cũng luôn miệng cảm ơn, làm Liên Nhược Hạm đỏ mặt, xua tay liên tục nói. Chú, cô không cần phải cảm ơn cháu như thế. Một chút việc nhỏ như vậy không nên để ở trong lòng, cũng không cần phải cảm ơn như vậy làm cháu khó xử không dám ở nhà ta nữa. Tào Thù Lê đi đến hòa giải. Đúng đấy ạ, chú, cô đừng khách khí. Anh Hạ Tưởng sớm đã thay cô chú cảm ơn Nhược Hạm rồi. Hiện tại, Liên Tỷ đang đầu tư bất động sản tại thành phố Yến, vừa lúc cũng có quan hệ đến công việc của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đã giúp chị ấy thiết kế ra phương án xây dựng. Hơn nữa, Liên Tỷ đến nhà mình đón Tết chủ yếu là cảm thấy cô chú hòa ái, dễ gần, giống như là người trong nhà vậy. Nếu đã như người trong nhà thì không thể đối xử khách khí giống như người ngoài được. Như thế làm cho Liên Tỷ cảm giác xa lạ. Cô Trương thấy có đúng không ạ? Trương Lan hiểu ý tứ của Tào Thù Lê, cười nói. Tốt rồi, tốt rồi. Đúng là như Thù Lê nói. Nếu vậy thì Tiểu Liên, cô sẽ không khách khí với cháu nữa. Cháu ở trong nhà này thì cũng đừng coi mình là người ngoài, muốn ăn cái gì thì nói ra, cô sẽ làm cho cháu.
cô đẻ ra hai thằng con trai này, vẫn tiếc mãi không sinh được một cô con gái nào. Trong mấy ngày này, cô sẽ xem cháu như là con gái của cô. Liên Nhược Hạm thốt lên một tiếng vâng, đôi mắt đỏ lên. Có phải cháu muốn ăn gì thì cứ nói không ạ? Cô cố ý liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, ánh mắt đầy phức tạp và có thâm ý. Lại quay đầu nói với Trương Lan. Cháu muốn ăn sủi cảo nhân cà tím. Giọng điệu Liên Nhược Hạm giống như đang làm nũng, Hạ Tưởng trong lòng khẽ xúc động, cố gắng đè nén tình cảm xuống, cũng không khỏi nhìn cô mấy lần. Đến tận bây giờ, Liên Nhược Hạm mới chính thức toát ra vẻ của một cô gái yếu ớt và nhu nhược, như thể một cô bé khát vọng cha mẹ yêu chiều, nói ra bí mật nho nhỏ trong lòng của chính mình. Trương Lan cũng bị tình cảm của Liên Nhược Hạm làm cuốn hút, cười vẻ tự ái. Được, được, ngày mai cô sẽ làm cho cháu ăn. Khi Hạ Tưởng thu hồi ánh mắt, lờ đãng phát hiện ánh mắt Tào Thù lê lóe sáng, dường như đang dõi theo hắn. Ánh mắt này có vẻ hơi nghi hoặc, lại còn có một chút hương vị gì đó không thể diễn tả ra được, khiến trong lòng hắn hốt hoảng, vội vàng nhìn cô cười cười. Nhìn gì đấy, có phải thấy anh hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm? Tào Thù Lê mỉm cười đầy thâm ý. Các biểu hiện lúc trước thì vẫn có thể hiểu được, nhưng biểu hiện lúc vừa rồi thì làm cho người khác không hiểu gì cả. Hỏng rồi, chẳng lẽ cô bé phát hiện ánh mắt của mình và Liên Nhược Hạm lúc nãy quá cháy bỏng, không nên nha. Vừa rồi ánh mắt hắn và Liên Nhược Hạm lúc tiếp xúc với nhau cũng không có ẩn chứa nhiều hàm nghĩa phức tạp. Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng tìm một cơ hội ngồi một mình với Tào Thù Lê, hỏi cô lời nói mới rồi rốt cuộc có hàm nghĩa gì. Cô bé Thù Lê nghiêng đầu nói. Không có gì, là do anh nhiều suy nghĩ quá. Thật ra em cảm thấy Liên tỷ khá đáng thương. Chị ấy không trở về nhà vào dịp này chắc chắn là trong đầu chị ấy không nghĩ đến việc trở về. Bây giờ chúng ta là bạn bè tốt nhất của chị ấy, phải quan tâm và chiếu cố nhiều hơn với chị ấy. Còn nữa, nếu em chiếu cố còn chưa đủ thì giao việc bổ sung thêm cho anh. Dường như anh là người có tính khá cẩn thận, có phải không? Vừa hỏi cô bé đã thấy cô bé đưa ra một khảo nghiệm, Hạ Tưởng vội xua tay. Anh chỉ có thể an ủi bên ngoài cô ấy, không thể quan tâm quá sâu được, điều này không thích hợp, đúng không? Anh thấy em rất thân thiết cô ấy, dù sao cũng đều là con gái, nói chuyện với nhau cũng dễ hơn. Cũng có chút đạo lý đó. Tào Thù Lê ngồi ở trên giường, đôi chân không an phận đá tới đá lui. Anh bảo rằng mỗi người đàn bà đều là một quyển sách. Trước mặt người ngoài có dáng vẻ cứng cỏi như cái bìa vậy. Không hiểu sao em cảm giác bộ dáng vừa rồi của Liên tỷ giống như trang sách bên trong đã mở ra rồi. Anh cũng tiếp xúc nhiều với chị ấy, từng bước tiến sâu vào trong nội tâm, có lẽ anh đọc được một số bí mật nội tâm của chị ấy. Lập tức Hạ Tưởng nhớ tới thời điểm hắn muốn sờ soạng Tào Thù Lê đã nói ra lý luận này, cô bé bây giờ là đang khảo nghiệm hắn, chữ đọc này có hàm nghĩa rất sâu, không thể không phòng bị. Hắn liền ôm lấy cổ Tào Thù Lê, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn phất qua đôi môi của cô bé một cái rồi nói. Ý của em là muốn anh và Liên Nhược Hạm càng ngày càng gần nhau, sau đó sẽ đọc cô ấy giống như đọc em, có đúng không? Cái gì, ý đồ quá xấu xa. Tào Thù Lê đẩy Hạ Tưởng ra, để tiết ra cơn tức giận lại nhéo hắn một cái. Có đàn ông nào như anh, gặp ai cũng muốn đùa bỡn. Con người anh thật sự là rất xấu xa. Liên tỷ đáng thương như vậy mà anh chẳng tìm cách an ủi lại tìm cách hại chị ấy như vậy. Hạ Tưởng trong lòng kêu oan, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy bày ra trước mặt mà không dám bắt lấy. Còn có mấy lần Liên Nhược Hạm chủ động câu dẫn hắn, những lần đó hắn đều không bị rơi vào tay giặc. Quả thực mà nói thì hắn có thể đại biểu cho một nhân vật có sức kháng cự sắc đẹp kiệt xuất. Đương nhiên những ủy khuất như vậy thì không thể kể ra, hắn cũng chỉ trách là mình quá xui xẻo mà thôi. Ý tưởng của em không phải thế à? Ngẫm lại xem, đôi mắt to hung hãn của em cứ nhìn chừng chừng ở bên cạnh, cho là anh có ý đồ gì thì cũng không dám. Tốt nhất là anh thừa nhận đi, đã có ý tưởng dơ bẩn rồi, đúng không? Tào Thù Lê không đồng ý, uy hiếp Hạ Tưởng. Hạ Tưởng làm sao có thể để cô ức hiếp một cách tùy ý như vậy? Hắn nghiêng người đè cô xuống, sau đó giở trò, sờ soạng đủ thứ, đương nhiên môi miệng cũng không nhàn rỗi, hôn đủ nơi. Tào Thù Lê liên tục cầu xin tha thứ. Mau buông ra, đừng như vậy. Nước miếng anh vây hết cả mặt em, làm thế nào em đi ra ngoài gặp người khác bây giờ? Anh đúng là xấu xa. Tào Thù Lê nói là không mặt mũi gặp người khác, trong chốc lát sau đi ra ngoài, gặp mẹ Hạ Tưởng lại vừa nói vừa cười,
giống như không có sự tình gì phát sinh cả. Hạ Tưởng liền âm thầm giơ ngón tay cái lên về phía cô, khen cô có bản lĩnh. Tào Thù Lê trợn mắt lườm hắn rồi không để ý gì đến hắn nữa. Liên Nhược Hạm lại đi vào bên cạnh người hắn nói. Hai người vừa rồi ở trong phòng có phải hôn môi nhau? Nhiều người ở đây như vậy, gấp gáp làm gì, đúng là. Hạ Tưởng sững sờ đứng tại chỗ, cả nửa ngày sau cũng không nói gì ra được một câu. Nguy thật, phụ nữ nhiều quả nhiên là phiền toái cũng nhiều, danh ngôn đúng là chí lý. Ai mà không tin chắc chắn người đó chưa từng tự thể nghiệm qua điều này. Trong nhà có 3 phòng ngủ 1 phòng khách, buổi tối, Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê ngủ cùng một chỗ, tại phòng sát vách với Hạ Tưởng. Hiệu quả cách âm của phòng cũng bình thường, nên có thể nghe được cô hai người líu díu nói cái gì đó không ngừng, nhưng lại không nghe rõ rốt cuộc là nói chuyện gì, lại tiếng cười rúc rích không ngừng truyền đến. Hạ Tưởng nghĩ thầm, nếu chẳng may một ngày kia Tào Thù Lê biết sự tình giữa hắn và Liên Nhược Hạm, lúc đó cô sẽ cãi lộn hay là bỏ đi một mạch, không còn nhìn ngó tới hắn nữa. Suy nghĩ một lúc lâu cũng không rõ được điều này, mơ mơ màng màng đã ngủ mất. Ngày hôm sau Trương Lan đặc biệt chiêu đãi Liên Nhược Hạm món sủi cảo nhân cà tím. Liên Nhược Hạm ăn rất nhiều, lại còn khen không dứt miệng. Trương Lan thấy Liên Nhược Hạm như vậy cũng rất thích thú. Bà quay sang hỏi Tào Thù Lê thích ăn cái gì, Tào Thù Lê nói thích ăn mì chiên phồng, Trương Lan không nói hai lời, liền sắn tay đi vào bếp. Tào Thù Lê cũng đến một bên để giúp, tuy rằng không quá thành thạo, nhưng có vẻ cũng rất lăng xăng. Liên Nhược Hạm cũng không ngồi yên, cũng lại phụ giúp. Cô vừa ra tay lập tức sự nghiệp dư của Tào Thù Lê liền lộ ra. Liên Nhược Hạm bất kể là cắt, gọt, hay xào nấu thì đều biểu lộ ra tay nghề cao, ngay cả Trương Lan cũng phải tỏ ra kinh ngạc. Hạ Tưởng đứng một bên quan sát, trong lòng suy nghĩ, một gia tộc lớn quả nhiên là có quy củ, bồi dưỡng các cô gái chẳng những giáo dục về các lễ tiết, chuẩn tắc, mà ngay cả phương diện bếp núc cũng đào tạo ra tay nghề rất cao. Tào Thù Lê không phục, nhỏ giọng nói với Hạ Tưởng. Em vẫn đến trường nên không có thời gian học, chờ em tốt nghiệp, chỉ nửa năm thôi là đạt tới đầu bếp cấp 3, anh có tin hay không? Anh tin, cô bé Lê đúng là rất có ý tứ, không muốn thua kém người khác về mặt này, là mầm mống tốt cho vai trò người vợ hiền. Đến bữa cơm tất niên, Tào Thù Lê bị gọi đến nhà ông bà nội, Liên Nhược Hạm ở lại với gia đình của Hạ Tưởng. Cô cũng cảm thấy sự thoải mái và hạnh phúc chưa từng có từ trước tới nay, cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp của tình cảm gia đình. Hạ An Học theo Tào Thù Lê gọi cô là Liên Tỷ. Hạ Thiên Thành và Trương Lan gọi cô là con nuôi. Liên Nhược Hạm cũng rất hưởng thụ với cách gọi thân thiết này, mỗi lần như vậy đều rất cao hứng trả lời. Muốn ở lại thêm mấy ngày nữa, nhưng hắn và Tào Vĩnh Quốc đều phải có việc nên đành phải lưu luyến không nỡ rời đi, cáo biệt người nhà quay về thành phố Yến. Những ngày đầu năm như thế này, bình thường thì Hạ Tưởng cũng không có nhiều việc, nhưng ngày nào cũng phải có mặt tại văn phòng. Một ngày cũng quá nhàn rỗi, hắn bèn gọi điện cho Tiếu Giai, hẹn tối nay gặp cô thì vào thời điểm tan tầm làm việc, đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn, bảo hắn đến nhà của Sử Lão để gặp mặt. Chương 216, Hạ Tưởng phải làm phó chủ tịch huyện. Một quãng thời gian vừa rồi Hạ Tưởng cũng không gặp Lý Đinh Sơn, nên đành phải gọi lại điện thoại cho Tiếu Giai để xin lỗi cô. Thanh âm của Tiếu Giai nghe cũng không có gì không vui, chỉ nói là cứ việc đi đối ngoại, còn dặn dò thêm. Vào dịp đầu năm như thế này thì tất nhiên là có nhiều buổi xã giao. Anh cố gắng đừng uống nhiều rượu, có hại đến thân thể. Mặc dù anh chắc chắn có người ở bên cạnh chiếu cố, tuy nhiên em nhắc nhở thêm một chút thì cũng không phải chuyện xấu, mà để anh nhớ kỹ, đúng không? Hạ Tưởng áy náy nói. Bí thư Lý đã quay về, hẹn anh gặp mặt nên anh không thể không đến. Em yên tâm đi, bí thư Lý không quá thích uống rượu, anh ngồi với ông ta thì cũng không uống nhiều lắm. Ngẫm lại thì hắn luôn khiến cho Tiếu Giai thất vọng, hắn còn nói. Anh ở siêu thị Giai Gia có 6% cổ phần, là cổ phần không ghi tên. Đợt tới anh sẽ bảo Phùng Húc Quang chuyển cổ phần này sang tên của em, để em thay anh nắm giữ, thế nào? Tiếu Giai không cự tuyệt. Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói. Tất cả đều theo sự bố trí của anh, dù sao chỉ quản lý cổ phần thôi thì chắc chắn là em sẽ làm tốt. Hạ Tưởng như ngựa quen đường cũ, lập tức tới ngay nhà Sử Lão. Vẫn là Sử Khiết mở cửa, thái độ của cô đối với Hạ Tưởng cũng tốt hơn một chút, cười cười vẻ miễn cưỡng. Tiểu Hạ đến rồi đó à, Đinh Sơn đang ở bên trong chờ cậu. Gần một năm không gặp,
Lý Đình Sơn đen hơn, lại gầy đi một ít, phong thái lại càng có vẻ lãnh đạm. Vừa thấy Hạ Tưởng, Lý Đình Sơn liền nắm chặt tay hắn, vẻ mặt kích động. Tiểu Hạ, rốt cuộc chúng ta lại gặp mặt, cậu có vẻ hơi béo đấy. Hạ Tưởng cũng rất cảm khái. Bí thư Lý, ngài đúng là chịu vất vả. Sử Khiết ngồi bên cạnh, nghe xong những lời này, không biết vì sao hốc mắt đã ươn ướt, vội cúi đầu lại che giấu. Sử lão một tay cầm quả cầu tập thể dục, một tay chống quải trượng, cười ha hả. Tiểu Hạ, ngồi xuống. Hôm nay cậu và Đinh Sơn ngồi ôn chuyện với nhau đi. Mà đối với cậu, Đinh Sơn vẫn nhớ mãi không quên. Quả thật Đinh Sơn là một người rất nhiều tình cảm, anh ta lại không giống như cậu, tính tình thoải mái. Khi Đinh Sơn có chuyện buồn gì đó ở trong lòng, không có cậu bên cạnh, anh ta không tìm thấy ai để nói chuyện. Thời điểm Sử lão nói chuyện thì trong ánh mắt ông ta toát ra vẻ tự ái. Sự quan tâm của ông ta với Lý Đinh Sơn đúng là xuất phát từ tim phổi, chỉ sợ là đã vượt qua tình cảm của một người bố vợ với chàng con rể. Sử lão không có con trai, có lẽ ở sâu trong nội tâm, ông ta đã xem Lý Đinh Sơn như người con trai của mình. Lý Đinh Sơn tự biết mình có chút thất thố, cười ha hả, sau đó ngồi xuống, lại uống một ngụm trà che giấu sự thất thố vừa xong rồi mới nói. Lúc cậu ở bên cạnh thì cũng không cảm nhận được nhiều. Khi cậu rời đi rồi thì tôi mới biết được cậu ở bên cạnh tôi chẳng những có thể giúp tôi nhiều thứ, còn làm cho tôi cảm thấy rất an tâm, gặp chuyện không hoảng hốt. Hạ Tưởng, đợt tới cậu phải giúp tôi đó, thế nào? Vẻ mặt Sử lão trở nên nghiêm túc hiếm có, ông nói. Tiểu Hạ, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc. Hạ Tưởng hoảng sợ, vội vàng đứng lên. Sử lão nói như vậy là đề cao cháu quá. Ngài mà có việc, không tính đến quan hệ giữa cháu và bí thư Lý, chỉ riêng mấy lần cháu và ngài gặp mặt thì cháu cũng sẽ cố hết sức. Sử Khiết bưng tới một ly trà, tự cô hai tay cầm chén trà đưa cho Hạ Tưởng, thái độ hạ thấp xuống, nhẹ giọng nói. Tiểu Hạ, trước kia tôi thái độ không tốt, cậu đừng để ý. Tính tình của tôi vốn không tốt, nhưng đối với cậu thì không có ác ý gì. Cậu có thể giúp Đinh Sơn hay không vậy? Hạ Tưởng tiếp nhận ly trà của Sử Khiết. Hắn hoảng sợ nói. Sử lão, bí thư Lý, cô Sử, rốt cuộc mọi người muốn tôi làm chuyện gì thì cứ việc dạy bảo, đừng nâng cao tôi như vậy. Tôi hơi sợ, trong lòng không dám. Năm sau Đinh Sơn phải tới huyện An đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy. Vốn tôi cảm thấy việc này được an bài rất tốt, chịu khó quá độ một chút, sau đó chuyển đến nội thành làm chủ tịch quận. Không nghĩ sự tình này đột nhiên nảy sinh biến cố. Sử lão vẫy vẫy tay. Ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Sau khi chờ Hạ Tưởng ngồi xong, ông ta mới nói tiếp. Tôi đoạt được vị trí bí thư, tuy nhiên các vị trí chủ tịch huyện, phó bí thư phải nhường cho người khác. Một phó bí thư thì cũng không có chuyện gì, cái mấu chốt là vị phó bí thư và chủ tịch huyện đều là người từ Bắc Kinh tới, đều thuộc Thái tử Đảng. Nếu bọn họ liên thủ với nhau thì công tác của Đinh Sơn rất khó khai triển. Sử lão nói xong, khoát tay áo. Ra hiệu cho Lý Đinh Sơn tiếp tục nói. Lý Đinh Sơn nhấp chút nước để thanh cổ họng rồi nói. Tiểu Hạ, so với thế cục ở huyện Bá thì tình thế huyện An càng ác liệt hơn rất nhiều. Phó Bí Thư Mai Hiểu Lâm và Chủ tịch huyện Khâu Tự Phong đều là người đến từ Bắc Kinh, đều là người thuộc dòng dõi chính quy Thái tử Đảng. Hơn nữa, hai người bọn họ là nhân vật đại biểu cho hai gia tộc lớn, lại quen biết nhau, do đó chắc chắn sẽ kết thành liên minh. Vấn đề mấu chốt nhất chính là cục diện chính trị huyện An vẫn có sự bất hòa giữa bộ máy bên đảng và bên chính quyền. Một bí thư huyện ủy cũng đã bị Khâu Tự Phong xử lý phải rời đi rồi. Chỉ riêng một Khâu Tự Phong cũng đã làm cho người ta đau đầu, bây giờ đột nhiên điều tới một người tên là Mai Hiểu Lâm, có thể nói, huyện An là do hai người bọn họ nắm giữ. Tôi là một bí thư huyện ủy riêng lẻ đi đến đó, về cơ bản là ngồi cho có. Hạ Tưởng rất khó hiểu. Nếu thế cục huyện An phức tạp như vậy thì vì sao bí thư Lý không đi tới huyện khác? Lý Đinh Sơn cười khổ. Bây giờ thì cũng chỉ có huyện An là có ghế trống. Trong chính trị thì cũng không phải muốn thế nào là có thế đó, dù thế nào cũng phải chú ý tới sự thỏa hiệp cân bằng. Nếu không, chỉ riêng Khâu Tự Phong, anh ta đang đảm nhiệm chức vụ chủ tịch huyện đã hơn một năm qua, vị bí thư huyện ủy nơi đó bị tố cáo phải điều đi, về cơ bản thì anh ta sẽ tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy huyện An. Tuy nhiên, anh ta cũng không được lên, vì thế tôi mới có cơ hội tiếp nhận. Chủ tịch huyện 31 tuổi, quá là trẻ tuổi. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi,
không ngờ tiếp theo Lý Đình Sơn còn buông thêm một câu càng làm cho hắn chấn động. Phó Bí Thư Mai Hiểu Lâm càng trẻ hơn, là 28 tuổi. Hạ Tưởng Đến hít vào một hơi, cả người có vẻ lạnh lẽo. Cô ta có lai lịch gì? 28 tuổi mà đảm nhiệm thực chức của cấp phó cục trưởng, là phó bí thư huyện ủy, nhân vật số 3 của huyện, cũng hơi quá khoa trương đấy chứ. Lý Đình Sơn mỉm cười phản đối. Cậu 25 tuổi mà cũng đảm nhiệm thực chức phó cục trưởng, không phải cũng rất xứng gia nhập vào Thái tử Đảng hay sao? Bối cảnh của cô ta rất sâu, lai lịch cụ thể cũng khó nói, ngay cả Sử lão cũng không đụng đến được. Hạ Tưởng liền buồn bực. Nếu là Thái tử Đảng, muốn xuống dưới để mạ vàng thì cũng phải tìm một huyện nào tốt tốt ấy chứ. Như thế nào mà tất cả đều tụ tập tới huyện An, cũng là việc lạ. Lý Đình Sơn lắc đầu. Trên các phương diện thì huyện An cũng được. So sánh với các huyện khác, đây là huyện mà làm ra chiến tích cũng không dễ dàng, nhưng vững vàng mà vượt qua cũng không khó, có thể nói là cơ sở để làm nơi lăn lộn tốt nhất. Bọn họ được sắp xếp đến huyện An. Từ đó có thể phỏng đoán được hậu trường của bọn họ lấy việc cầu ổn định là việc chính, là nhân vật thuộc trường phái vững vàng, chắc chắn. Tuy nhiên, Sử lão chen vào nói. Tôi từ các tin tức quen thân hỏi thăm người ta một chút thì biết tính tình của Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm đều có vẻ cao ngạo, có một số việc thậm chí còn có mức nói là cực đoan. Cũng khó trách, bọn họ đều xuất thân trong gia đình cán bộ cao cấp, từ tính tình Sử Khiết ở đây là có thể suy đoán ra. Có một số con cái của các cán bộ cao cấp tính tình kiêu ngạo là cũng có thể lý giải. Sử Khiết đỏ mặt. Ba đừng nói con đang cố gắng sửa lại. Hạ Tưởng sau khi nghe xem như đã minh bạch chân tướng sự tình. Hắn liền hỏi. Lúc nãy Sử lão bảo muốn tôi giúp bí thư Lý, điều này là có ý tứ gì? Cậu và Đinh Sơn ở huyện Bá phối hợp với nhau có thể nói là rất ăn ý, vì thế tôi nghĩ nếu cậu và Đinh Sơn cùng đi tới huyện An, thì cục diện ở đó sẽ như thế nào? Sử lão nhìn Hạ Tưởng rất có hứng thú rồi nói. Phía chính quyền kia thì Khâu Tự Phong một mình kinh doanh, không ai xâm phạm vào được. Đinh Sơn đến đó, trong bộ máy chính quyền thì không có ai, hơn nữa chỗ đảng ủy lại có Mai Hiểu Lâm giữ cân bằng, muốn khai triển công tác, khẳng định là sẽ bó tay bó chân. Nếu cậu và Đinh Sơn cùng nhau đi đến đó thì chẳng khác nào Đinh Sơn đã cài vào được một cái đinh trong bộ máy ủy ban. Trong lòng Hạ Tưởng đột nhiên nhảy dựng lên, theo bản năng thốt ra một câu. Sử lão muốn an bài cháu đảm nhiệm chức vụ gì ở nơi đó vậy? Phó Chủ tịch huyện. Tuy rằng cấp bậc của chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô cũng là phó cục trưởng, văn phòng tổ cải tạo cũng xem như là một phòng ban quan trọng có thực quyền, nhưng nếu thực sự bàn đến con đường lý lịch truyền thống để lên chức thì tốt nhất là phải đến cơ sở đảm nhiệm một vị trí lãnh đạo của cơ quan đảng chính quyền. Đây là một bước đi để lại một dấu chân lớn trên mặt đất. Cho dù hắn lăn lộn ở Ủy ban Nhân dân thành phố lên cấp bậc cục trưởng thì chỉ sợ cũng chẳng lên nổi chức phó giám đốc sở, để phát triển được thì cũng phải thả ra ngoài làm chủ quản một phương. Tuy rằng một phó chủ tịch huyện chưa chắc có độ nở mày nở mặt của chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo, nhưng thuộc loại bước đi quan trọng trên quan trường, là trạm dừng chân trọng yếu, không thể thiếu sau một trận chạy bộ. Dừng ở trạm này khoảng 2 đến 3 năm. Sau đó mới có thể tiến bậc lên cấp trưởng được, chân chính trở thành nhân vật số 1 của chính quyền chủ quản một phương. Lúc này mới tính là chân chính bước vào đại lộ để tiến lên trời xanh. Tuy nhiên, tin tức này tới rất đột nhiên, Hạ Tưởng ngẩn người ra, nói ra lời rất thật. Ở trước mặt Sử lão và bí thư Lý thì tôi cũng không dám nói láo. Sau khi tôi đến thành phố Yến thì thị trưởng Trần đối xử với tôi cũng không tồi. Các chức vụ trưởng phòng và phó cục trưởng của tôi đều do một tay của thị trưởng Trần giúp tôi giải quyết. Nhất là cấp bậc phó cục trưởng, có thể nói là được hưởng lợi từ việc biên chế chính thức của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô được phê chuẩn. Đương nhiên, người mang tôi gia nhập quan trường là bí thư Lý, đúng là cảm tình của tôi đối với bí thư Lý cũng sâu nhất, cũng nguyện ý cùng bí thư Lý xông pha nơi chiến trận. Hiện tại chỉ có điều đột nhiên bỏ lại công việc của tổ cải tạo thì tôi cũng không muốn. Cũng cảm thấy có chút hổ thẹn với thị trưởng Trần. Hơn nữa, thị trưởng Trần cũng chưa chắc đồng ý thả người. Sử lão khoát tay. Tiểu Hạ, việc khác cậu không cần quan tâm, tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu có nguyện ý cùng với Đinh Sơn đi đến đó? Đối với việc nhậm chức này thì vấn đề có hai mặt. Tới huyện An, có thể đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch huyện thì vừa là kỳ ngộ lại vừa có tính khiêu chiến. Thái tử đảng thì có lẽ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là thế lực gia tộc phía sau lưng bọn họ, hơn nữa đây là hai người trong Thái tử đảng nhưng thuộc hai gia tộc khác nhau.
Nói không chừng, sau khi đi đến nơi này, chỉ cần một chút sơ suất là có thể có tai ương ngập trời. Ngay cả Sử lão cũng phải thận trọng như thế, làm một chuyện lạ lùng là trịnh trọng đề xuất yêu cầu với hắn, đề nghị hắn cùng đến huyện An cùng với Lý Đinh Sơn. Từ việc này, hạ tưởng có thể đoán ra, có đôi khi hậu trường cũng không phải lực lượng duy nhất có tính quyết định, trong chính trị thì để đánh giá vấn đề còn phụ thuộc vào thời điểm, hơn nữa còn so sánh với nhau về trí tuệ chính trị. Hậu trường của Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm có lẽ sẽ không động đến Sử lão, nhưng Sử lão cũng chưa chắc đã động được bọn họ, dưới tình huống thế lực của mọi người ngang nhau thì lúc này phụ thuộc vào người chơi ở dưới vũ đài đứng ra tranh cao thấp. Chỉ có thể nhìn ai hơn có trí tuệ, sự kiên nhẫn hơn cũng như ai có các kỹ xảo cao siêu hơn mới là người chiến thắng. Hạ tưởng chưa bao giờ e ngại khiêu chiến, chưa bao giờ sợ hãi tranh đấu. Nếu một người không có dũng khí tiếp nhận những kỳ ngộ này trong chốn quan trường thì người đó cũng chẳng làm được gì cả. Hắn ở tổ cải tạo thôn nội đô có gan chống đối trực diện với Vũ Phái Dũng, có gan khiến cho Kiều Bạch Điền phải thoái nhượng, cũng có gan kết bạn với Cao Kiến Viễn, hay các sự tình bảo hổ lột ra khác vì cái chính là trong lòng rõ ràng. Ở thời điểm giao hòa các loại thế lực đang lần lượt thay đổi này, chỉ cần nhìn chuẩn phương hướng, nhận thức chuẩn mục tiêu, chọn đúng thời điểm thì các nhân tố bất lợi đều có thể chuyển biến thành nhân tố có lợi. Nếu Sử lão đã nói đến như thế này rồi, hơn nữa hắn với Lý Đinh Sơn đúng là có cảm tình sâu đậm, nên không có lý do gì để từ chối cả. Hắn lập tức đáp ứng. Nếu Sử lão và bí thư Lý đã để mắt đến tôi như vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Sử lão vừa nghe hạ tưởng đáp ứng như vậy, vẻ mặt có ý cười, nhìn Lý Đinh Sơn nói. Đinh Sơn, con không nhìn lầm người. Tiểu hạ là người đáng kết bạn, thời khắc mấu chốt rất đáng tin. Sau đó ông ta lại vung mạnh tay lên, nói với Sử Khiết. Chuẩn bị cơm chiều, để ba uống với mấy đứa nhỏ này mấy chén. Ở trước mặt Sử lão, hạ tưởng ít nhiều hơi thở không được tự nhiên, cảm giác này so với khi ở trước mặt Tống Chiêu Độ thì cũng không khác nhau nhiều lắm. Có một loại cảm giác phải duy trì sự cẩn thận, thận trọng. Sau khi mấy chén rượu được uống, bỗng nhiên Sử lão như trong lúc vô ý nhắc tới Tống Chiêu Độ. Tiểu hạ, cậu gần đi cũng hay đi lại với Tống Chiêu Độ. Cậu thử nói xem, cậu nhận thấy anh ta là dạng người gì? Hạ tưởng do dự một chút. Khó mà nói, trưởng ban Tống nói không nhiều lắm, cũng có vẻ không hay cười. Tuy nhiên, tôi có thể nhìn ra ông ta đúng là quan tâm đến bí thư Lý. Đối với các sự tình của bí thư Lý, ông ta đều ghi nhớ ở trong lòng. Sử lão và Lý Đinh Sơn nhìn nhau cười. Lý Đinh Sơn thản nhiên nói. Chiêu Độ cũng coi như có tâm. Lời này rõ ràng là để Sử lão nghe. Tuy nhiên Sử lão nghe xong câu này, không tỏ vẻ gì, chỉ vào các món ăn nói. Nào, dùng đũa đi, thử xem các món ăn do tôi tự chuẩn bị có được không. Hạ tưởng nhìn ra manh mối. Sử lão đối với Tống Chiêu Độ không chỉ là có ý kiến riêng, hơn nữa ý kiến này còn có vẻ đang chuyển biến rất tốt. Hạ tưởng ở tại nhà Sử lão đến tận khuya mới rời đi. Sử lão nói rất nhiều, tuy nhiên tất cả đều kể về các chuyện cũ năm đó, hơn nữa cũng không lộ ra mạng lưới quan hệ của ông ta, lại không đề cập đến chính trị. Hạ tưởng cứ phải chăm chú lắng nghe, đây không phải là ông ta làm bộ, mà nói chung, người có tuổi càng nhiều thì lại càng thích nhớ lại chuyện cũ. Nhớ lại những chuyện đã từng trải qua. Hạ tưởng cũng có rất nhiều chuyện cũ, cho nên lúc nghe Sử lão nói về các giai thoại và các chuyện cũ trước kia, hắn cũng liên tưởng đến kiếp trước của chính mình, cũng có một chút cảm khái, lây sự cảm động. Sau khi rời khỏi nhà Sử lão, hắn quay về Tào gia thì không ngờ Tào Vĩnh Quốc vẫn còn chưa ngủ. Hạ tưởng liền tới nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc, đem việc an bài của Sử lão nói ra. Tào Vĩnh Quốc vô cùng cao hứng. Bác đang bảo sao hôm nay lại không thể ngủ được, trong lòng cứ lo lắng cho cháu, hóa ra đúng thật là có chuyện. Đây là chuyện tốt, thái tử đảng cũng không phải đáng sợ như suy nghĩ đâu. Hơn nữa các sự tình trong quan trường, bình thường cũng rất ít có thời điểm mà phải anh chết tôi sống, lại còn có Sử lão ở phía sau chiếu cố. Có cơ hội như thế này nên nhảy ra khỏi tổ cải tạo thôn nội đô, đi đến địa phương để nhìn một cái, xông vào một lần. Đối với đường đi của cháu về sau thì cái lợi thật lớn. Khi nào thì cháu nói một tiếng với bí thư Lý, bảo là bác mời ông ta đến nhà làm khách. Hạ tưởng hiểu được tâm lý của Tào Bá. Từ vụ việc bí thư Thôi và thị trưởng Trần bởi vì tổ cải tạo mà sinh ra mâu thuẫn thì ông ta vẫn có ý phê bình kín đáo với việc mình ở lại tổ cải tạo. Ông ta cảm thấy tổ cải tạo rất chói mắt, dễ dàng bị người ghen ghét, hơn nữa,
vấn đề mấu chốt là rất dễ trở thành vật hy sinh vì chính trị. Tuy rằng Hạ Tưởng tự tin có thể thong dong ứng phó với rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng cũng biết phân lượng của mình. Một khi sự tình đã náo loạn đến tình trạng không thể vãn hồi, sau khi cân nhắc thì Trần Phong cũng sẽ chùn bước bỏ qua tổ cải tạo để mưu cầu tự bảo vệ mình. Chính trị, từ trước đến nay không bao giờ ôn nhu mà có kết quả được. Mặc dù không thấy đao quang kiếm ảnh, nhưng cũng là nguy cơ ở xung quanh, ở chỗ mà không nhìn thấy được thì khói thuốc súng nổi lên cả bốn phía. Kỳ thật bây giờ hắn tháp tùng Lý Đinh Sơn đi tới huyện An, mở ra cục diện mới, cũng xem như là một cơ hội thoát thân hiếm có. Nói thật, bây giờ thì mục đích của hắn ở tổ cải tạo cơ bản đều đã đạt được. Đầu tiên là hắn đã thành công trong việc hóa giải xung đột giữa Cao Thành Tùng và Trần Phong, hơn nữa lại thuận lợi đẩy Thôi Hướng và Cao Thành Tùng về phía đối lập nhau, có thể nói nguy cơ của Trần Phong tạm thời được giải trừ. Tiếp theo, hắn tại văn phòng tổ cải tạo, mượn thân phận chủ nhiệm, điều kiện tiện lợi để kết bạn với Thẩm Lập Xuân, tiến tới gặp mặt Thành Đạt Tài, cũng bởi vậy mà trở thành bạn tốt với Tôn Hiện Vĩ, tiến thêm một bước nhận thức Phương Tiến Giang và Phương Cách. Có thể nói, thu hoạch coi như quá dày. Vấn đề cuối cùng, mượn việc thành lập biên chế chính thức của tổ cải tạo, trong thời gian ngắn ngủn không đến một năm, từ cấp bậc phó phòng lên tới phó cục trưởng. Có thể nói, hắn đúng là người chịu ơn rất sâu với tổ cải tạo thôn nội đô. Khu nội thành chính thì chỉ còn có 3, 4 thôn nội đô nằm trong đường Vành Đai 2, số lượng không còn nhiều lắm. Về phần từ đường Vành Đai 2 ra tới Vành Đai 3 thì vẫn đang còn nằm trong viễn cảnh quy hoạch, mà thời điểm khởi công đường Vành Đai 3 còn chưa có ấn định. Do đó việc cải tạo thôn nội đô còn không đề cập đến. Do vậy, từ nay về sau, trong một quãng thời gian rất dài, công tác của tổ cải tạo chủ yếu là giải quyết các tồn tại cũ, đã không còn nhiều tính khiêu chiến. Mặc dù tại thời điểm này Hạ Tưởng rời khỏi tổ cải tạo tổ là lựa chọn cực kỳ thỏa đáng, tuy nhiên, trong lòng hắn cảm thấy rất có lỗi với Trần Phong. Dường như sau khi hắn được thăng chức lên phó cục trưởng thì phải khẩn cấp phân rõ giới tuyến cùng với Trần Phong. Thật ra, không cần Sử Lão mở miệng, chỉ cần Lý Đinh Sơn mở miệng thì Hạ Tưởng đã không có lý do gì để cự tuyệt. Dù sao, ngay từ đầu, hắn đã muốn đem tiền đồ của hắn cột chặt một chỗ cùng với Lý Đinh Sơn. Trên thực tế thì Trần Phong đột nhiên tham gia vào, đây là điều không ngờ đến. Chương 217, công phu đánh bài. Hạ Tưởng gật đầu. Cháu nghĩ bí thư Lý sẽ rất vui vẻ khi nhận được lời mời của Tào Bá. À, mà còn việc này nữa. Phó Bí Thư Vương lúc trước Tết có bảo cháu tìm ông ta đánh bài. Tào Bá nói cháu có nên đi hay là không? Vương Bằng Phi. Tào Vĩnh Quốc vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy không ngờ. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nhìn Hạ Tưởng. Ấn tượng trong bác thì Phó Bí Thư Vương cũng không phải là người bình dị, dễ gần gũi, có mấy lần lên tiếng ở hội nghị thường vụ có vẻ là người rất hay gây sự. Ông ta hẹn cháu đánh bài thì chỉ sợ là có thâm ý khác. Đi, vì sao không đi? Có cơ hội có thể kéo gần quan hệ như thế này sao lại buông tha? Rất nhiều người cả đời đều mong muốn bắt được cơ hội như vậy một lần còn không được. Tào Vĩnh Quốc bỗng nhiên cảm thấy rất thỏa ý, mỉm cười nói, tiểu hạ, ngay cả bác cũng có điểm phải ghen tị vận khí quá tốt của cháu. Bác phát hiện ưu điểm lớn nhất của cháu chính là giỏi trong việc từ thế cục đầy rắc rối, phức tạp tìm ra được một điểm mấu chốt. Hơn nữa chẳng những cháu có thể tìm được, mà còn có thể bắt lấy. Điều đáng quý nhất chính là tuổi của cháu còn trẻ nhưng làm việc tuyệt đối không vội vàng sao động, không liều lĩnh, gặp chuyện đều bình tĩnh. Không thể không nói, cháu còn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bác. Hạ Tưởng bị Tào Vĩnh Quốc khen ngợi, hơi ngượng ngùng, liền sờ sờ vào cái mũi. Tào Bá, người trong nhà không cần khen nhau, nếu không có người lại hiềm nghi. Đèn phòng khách đột nhiên bật sáng, Vương Vu Phân từ trong phòng ngủ đi ra, bất mãn nói. Đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi mà hai người còn chưa ngủ, lại còn nói chuyện không để yên cho người khác. Không biết có chuyện gì nữa. Sau đó cô lại đẩy cửa phòng của Tào Thù Lê ra, kinh hãi kêu một tiếng. Lê Nhi như thế nào lại không ở phòng ngủ của nó? Cô vừa nói vừa quay đầu lại, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vội vàng thanh minh. Cháu vừa trở về, đang mới nói chuyện với Tào Bá, cũng không biết chuyện này. Vương Thu Phân theo Hạ Tưởng lên phòng của hắn thì thấy Tào Thù Lê mặc bộ áo ngủ, tay ôm gối, nằm thu lu với tư thế rất bất nhã ở trên giường, đang ngủ say. Cũng không biết cô đang mơ giấc mộng đẹp gì mà thỉnh thoảng miệng lại chép chép mấy cái, lại còn nói mớ. Hiển nhiên là cô lên phòng chờ Hạ Tưởng,
không ngờ chính cô lại ngủ quên trước. Vương Vũ Phân đang định bật đèn lên thì Hạ Tưởng ngăn lại. Hắn nhỏ giọng nói, đừng làm cô ấy tỉnh ngủ, để cháu bế cô ấy xuống, cứ để cho cô ấy ngủ thế đi. Câu nói này khiến Vương Vũ Phân phải gật đầu khen ngợi, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tưởng có thêm phần tự ái. Hạ Tưởng nhẹ nhàng ôm cô bé lên, cô bé ngay cả đang ngủ mà cũng không có chút thành thật nào, được Hạ Tưởng ôm lên, hai tay trong lúc mơ màng liền ôm lấy cổ hắn, thân hình còn chủ động quấn quanh người hắn, ôm hắn thật chặt. Hạ Tưởng đành phải nhìn Vương Vũ Phân cười cười vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng bước xuống tầng, đưa cô đặt ở trên giường, lại đắp cho cô cái chăn. Sau đó hắn quay người đi ra cửa, nhìn Vương Vũ Phân vẫn đứng ở một bên cửa nói. Cháu đi ngủ đây, cô ạ. Vương Vũ Phân gật đầu. Qua đây có thể thấy được rằng cháu đối với Lê Nhi đúng thật là không tồi. Lời Vương Vũ Phân còn chưa dứt, đột nhiên Tào Thù Lê nói mớ ra một câu. Hạ Tưởng, anh thật là xấu, anh là đồ háo sắc. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, chạy trối chết trong ánh mắt hoài nghi của Vương Vũ Phân. Ngày hôm sau, vào lúc ăn sáng, ánh mắt của Vương Vũ Phân đổi tới đổi lui, nhìn kỹ trên người Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Hạ Tưởng cả người không được tự nhiên, vội vàng ăn mấy miếng cơm rồi lấy cớ chuồn đi. Tào Thù Lê còn không biết chuyện gì đã xảy ra, muốn đi theo Hạ Tưởng, bị Hạ Tưởng tìm lý do từ chối. Anh đi tìm Phó Bí Thư Vương đánh bài, em đi theo làm gì? Tào Thù Lê gật đầu. Vậy buổi tối anh trở về cho đúng giờ, đừng để em chờ mà ngủ quên mất. À, ngày hôm qua dường như em đang ngủ ở phòng anh, sao lúc tỉnh dậy lại ở phòng em thế nhỉ? Hạ Tưởng không dành thời gian để giải thích, vội vàng đi ra khỏi cửa. Sự tình này là để lại cho mẹ con cô ấy giải quyết thì tốt hơn. Sau khi đi ra khỏi nhà, hắn liền gọi điện thoại cho Vương Bằng Phi. Điện thoại vừa đổ chuông đã thấy giọng nói Phương Nam của Vương Bằng Phi truyền đến. Ai vậy? Phó Bí Thư Vương, chào ngài. Tôi là Hạ Tưởng ạ. Giọng nói của Hạ Tưởng đầy kính cẩn và nhiệt tình. Lần trước, ngài bảo là nếu tôi có rảnh thì tìm đến ngài đánh bài. Không biết hiện tại ngài có thời gian hay không ạ? Vương Bằng Phi dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói. Tiểu Hạ à, cậu cứ tới đây đi, cậu tới quán trà Lục Vũ tìm tôi nhé. Quán trà Lục Vũ ở phía đông cầu của thành phố, hiện tại thì Hạ Tưởng đang ở phía tây, cách nhau hơi xa. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi bắt taxi tới đó. Vào trong quán trà, nhân viên tiếp tân vừa nghe Hạ Tưởng báo tên liền trực tiếp dẫn hắn gian phòng ở tầng 2. Đẩy cửa ra thấy bên trong đã có 3 người, ngoại trừ Vương Bằng Phi ra, không nghĩ tới là Thẩm Lập Xuân, một người khác là một người đàn ông tuổi chừng 50, mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, tóc búi lại phía sau, có dáng vẻ xuất thế. Thẩm Lập Xuân cười đứng lên. Cậu đến quá muộn, còn không mau chúc Tết Phó Bí Thư Vương và Viện Trưởng Dư. Hạ Tưởng liền cười ôm tay nói. Chúc mừng năm mới Phó Bí Thư Vương, chúc mừng năm mới Viện Trưởng Dư. Vương Bằng Phi gật gật đầu, Viện Trưởng Dư chỉ nâng mí mắt nâng lên, không nói câu nào cũng không gật đầu, trên cơ bản giống như không nhìn thấy Hạ Tưởng. Thẩm Lập Xuân vội hòa giải, hắn giới thiệu. Viện Trưởng Dư là Viện Trưởng Viện Thiết Kế của tập đoàn chúng tôi, có thể nói là nhân vật bắt đầu trong giới thiết kế tỉnh Yến. Hạ Tưởng minh bạch, chắc chắn Viện Trưởng Dư là nhân vật đại biểu cho trường phái học viện. Bình thường nhân vật thuộc trường phái học viện toàn là nhân vật có tầm mắt cao hơn trán. Hắn bị Viện Trưởng Dư có vẻ khinh rẻ, tuy rằng trong lòng cũng có bất mãn, tuy nhiên trên mặt không biểu lộ ra. Hắn liền nói mấy câu khách sáo đại loại như đã biết và ngưỡng mộ từ lâu. Trong lòng lại rõ ràng, giới thiết kế tỉnh Yến tuy rằng cũng không có nhân vật nào quá nổi tiếng, nhưng các chuyên gia thiết kế hạng nhất đều ở học viện kiến trúc. Viện Trưởng Dư cũng không biết thần tiên ở phương nào, lại dám xưng danh hiệu bắt đầu thì có vẻ người không hợp với danh. Vương Bằng Phi giơ tay chỉ. Đến đây Tiểu Hạ, ngồi xuống đánh bài. Hạ Tưởng và Thẩm Lập Xuân ngồi đối diện nhau. Lúc ở nhà, Hạ Tưởng nghĩ rằng Phó Bí Thư Vương sẽ chơi loại gì cao thâm, không nghĩ y chỉ chơi đánh tiến lên. Đánh tiến lên thì gần như ai ai cũng biết. Hạ Tưởng cũng không dám nói tinh thông, nhưng hồi đi học cũng rất hay chơi loại này, thường xuyên đại chiến suốt cả đêm. Hiển nhiên Thẩm Lập Xuân cũng là tinh thông loại này, y và Hạ Tưởng phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, liên tiếp thắng Phó Bí Thư Vương và Viện Trưởng Dư 3 ván. Hạ Tưởng không phải không muốn cố ý nhường bài, tuy nhiên, hắn xem tư thế của Thẩm Lập Xuân cũng không có ý tứ nhường cho Phó Bí Thư Vương thắng. Do đó hắn cũng đánh theo bài của Thẩm Lập Xuân,
Sau khi thua liên tiếp 3 ván, vẻ mặt của Phó Bí Thư Vương vẫn bình tĩnh, nhưng Viện trưởng Dư lại đem ném bài sang một bên, bất mãn nói. Không chơi nữa, chuyện gì cũng không quá 3 lần, bây giờ thua liên tục 3 ván, đánh tiếp thì còn có ý tứ gì? Vương Bằng Phi cũng bỏ bài sang một bên. Lão Dư, chúng ta già rồi, trí nhớ không còn minh mẫn, tinh lực cũng không so lại với mấy thanh niên tuổi trẻ, thua bài là chuyện bình thường. Nếu không đánh nữa thì trò chuyện cũng tốt. Viện trưởng Dư xem ra rất quen thân với Vương Bằng Phi, y liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi hỏi. Nghe nói phương án thiết kế công viên rừng rậm là do cậu thiết kế. Thiết kế quảng trường thư giãn thì cũng không tệ lắm, có cũng có chút ý tưởng. Nhưng phương án công viên rừng rậm thì quá đơn giản, bình thường. Hạ Tưởng cũng không biết như thế nào mà Viện trưởng Dư dường như có ý kiến đối với hắn. Tuy nhiên hắn vẫn cung kính nói. Tôi chẳng qua chỉ nêu ra một chút ý nghĩ, không tham dự đến các thiết kế chi tiết. Mà tôi vốn không là người thiết kế chuyên nghiệp. Tuy nhiên nghe thị trưởng Trần nói thì ý tưởng của cậu rất có điểm mới, suy xét lại chu toàn, so với toàn bộ chuyên gia thiết kế của tỉnh Yến thì còn mạnh hơn rất nhiều. Người trẻ tuổi, giọng điệu đó có phải quá lớn lối? Chẳng lẽ là lời nói của Trần Phong lọt vào tai Viện trưởng Dư, sau khi y nghe xong cảm thấy chói tai, cho rằng mình được nâng quá cao, làm tổn hại đến thanh danh của y. Trong lòng Hạ Tưởng cười khổ, chuyện này chẳng ra sao cả. Dù sao ông ta cũng là viện trưởng, sao lại có vẻ nhỏ nhen thế cơ chứ? Vì có mặt của Vương Bằng Phi ở đây, Hạ Tưởng cũng phải cấp cho ông ta một chút mặt mũi. Hạ Tưởng đành phải giải thích. Tôi chẳng qua là người mù vẽ voi, may mắn được nhận thiết kế quảng trường thư giãn một lần, không nghĩ tới lại được thị trưởng Trần thích thú và khen ngợi. Điều này cũng rất may mắn. Thật ra mà nói đến lĩnh vực thiết kế, so với Viện trưởng Dư thì tôi còn kém rất xa. Tôi làm công tác thiết kế này hơn mấy chục năm rồi, cậu được bao nhiêu? Nếu bây giờ cậu còn mạnh hơn tôi thì chẳng phải mấy chục năm qua tôi ăn cơm bố thí hay sao? Viện trưởng Dư tiếp tục châm chích, cũng không biết vì sao cứ nhằm Hạ Tưởng để giải phóng bất mãn. Hạ Tưởng liền nhìn về phía Vương Bằng Phi, sắc mặt của Vương Bằng Phi vẫn bình tĩnh, nhìn không có sự thay đổi gì. Lại nhìn về phía Thẩm Lập Xuân, trên mặt Thẩm Lập Xuân hiện ra vẻ xấu hổ, âm thầm lắc đầu. Hạ Tưởng liền cân nhắc, viện trưởng Dư cố ý gây sự với mình, đây là chủ ý của Phó Bí Thư Vương hay y là một kẻ thông thái dở muốn ra vẻ thanh cao. Thấy cả hai người đều không có ý tứ thay hắn giải vây, Hạ Tưởng cũng đành phải nói. Viện trưởng Dư có điều gì chỉ giáo thì xin nói ra. Tôi xin rửa tay nghe ngài nói. Viện trưởng Dư cười lạnh lùng. Chỉ giáo thì chưa dám nói, chủ yếu là muốn thỉnh giáo đồng chí Hạ Tưởng một chút. Thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã vì sao phải cải tạo thành quảng trường nhân dân? Nếu thôn Tây Lý có thể cải tạo thành công viên rừng rậm, trở thành lá phổi của thành phố Yến thì tại sao thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã thôn không thể cải tạo thành công viên Bách Thảo? Nếu như vậy, cùng với công viên rừng rậm ở thôn Tây Lý sẽ trở thành hai lá phổi của thành phố Yến. Con người có hai lá phổi. Nếu vậy một thành thị có hai lá phổi cũng được chứ, đúng không? Hạ Tưởng ít nhiều nghe ra một chút manh mối, phải nói là viện trưởng Dư muốn mô phỏng hình thức của thôn Tây Lý, cũng cố ý muốn quảng trường nhân dân cải tạo thành công viên Bách Thảo. Có lẽ y cho rằng hình thức công viên rừng rậm càng có thể mang đến ưu đãi cho tập đoàn đạt tài, hoặc là từ việc cải tạo thành công viên Bách Thảo thì y có thể đứng ở giữa thu được lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng mặc kệ như thế nào, quảng trường nhân dân là do chính mình đề xuất với Trần Phong, lại thông qua Trần Phong truyền đạt cho tập đoàn đạt tài, cuối cùng chiếm được sự tán thành của thành đạt tài. Khả năng nguyên nhân đúng là như vậy, vì thế viện trưởng Dư mới xem mình trở thành quân địch. Sao lại tự dưng có việc này rơi trên đầu? Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Nhưng nếu viện trưởng Dư muốn đối mặt tranh luận về luận chứng của việc này thì hắn cũng không sợ hãi, không một chút do dự nói ra quan điểm của chính mình. Thôn Tây Lý không nằm trong vùng trung tâm của thành thị, hơn nữa cũng là đầu hướng gió, cho nên kiến tạo thành công viên rừng rậm là thích hợp nhất. Tuy nhiên, thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã ở trong trung tâm thành phố, kiến tạo thành công viên Bách Thảo tuy rằng cũng có thể tạo ra một số tác dụng nhất định như tinh lọc không khí, nhưng bởi vì không ở đầu hướng gió nên tác dụng bị hạn chế. Cái quan trọng nhất là ở khu vực trung tâm thành phố kiến tạo một công viên Bách Thảo, vừa lãng phí đất không nói, còn dễ dàng mang lại những yếu tố không an toàn. Các rừng cây này tuy có lợi, nhưng cũng có nhược điểm của nó, chính là dễ dàng nảy nở sinh sôi các loại muỗi, lại có các loài chim chóc sống ở trong. Các công viên này đặt ở bên cạnh nội thành thì không sao,
chứ nếu đặt ở trung tâm thành phố thì chỉ riêng chim và muỗi cũng gây sự phản cảm cho người dân thành phố. Viện trưởng Dư há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng không thốt ra lời, hiển nhiên là y không suy xét đến điểm này. Tuy nhiên, bị Hạ Tưởng phản bác ngay tại chỗ đến á khẩu không trả lời được. Điều này làm y cảm thấy cực kỳ mất mặt, y đành mạnh miệng nói một câu. Đúng là già mồm át lẽ phải. Hạ Tưởng cười cười không nói gì, bởi vì trong não hắn bỗng một tia sáng lóe lên, nghĩ thông suốt một vấn đề đã nghĩ hơn trăm lần mà không giải đáp được. Đó chính là hắn vẫn không rõ vì sao Thành Đạt Tài lại tung ra một khoản tài chính lớn như vậy để tạo ra một quảng trường cho người dân. Nếu là vì nâng cao hình ảnh của tập đoàn thì trả cái giá như vậy cũng là quá lớn. Vừa rồi cùng viện trưởng Dư thảo luận một hồi, những điều trước kia hắn vẫn không nghĩ ra thì bây giờ đã sáng tỏ. Thành Đạt Tài quả thực là cao nhân. Có thể nói, Thành Đạt Tài kiến tạo quảng trường nhân dân là kế hoạch lâu dài, so với tính toán nâng cao giá cả khu đất xung quanh của tập đoàn Viễn Cảnh khi xây dựng công viên rừng rậm là có hiệu quả như nhau. Sau khi quảng trường nhân dân hoàn thiện xong, chắc chắn sẽ trở thành một đại cảnh quan của thành phố Yến, quảng trường này hoạt động không được bao lâu sẽ trở thành nơi thu hút dòng người đổ về. Mà quảng trường nhân dân này gắn kết thành một khối với thôn Tiểu Mã, thôn Đại Mã, diện tích cũng đủ lớn. Chờ quảng trường nhân dân sau khi đi vào hoạt động, trong con mắt mọi người thì đây trở thành địa điểm tốt nhất cho lúc nghỉ ngơi thì có thể Thành Đạt Tài lại lần nữa ra tay, tìm đến thành phố một lần nữa xin quy hoạch, lấy bớt một phần đất của quảng trường, trong khoảnh đất đó kiến tạo một loạt các biệt thự xa hoa hạng nhất thành phố Yến. Cũng không cần diện tích đất lớn, chỉ cần nằm ở chính giữa công viên nhân dân là được. Khu biệt thự thì cũng không cần nhiều lắm, khoảng 4, 5 căn là được, cái chính là ở vị trí đắc địa, làm hiển lộ thân phận của người mua. Nếu mà như vậy thì tuyệt đối có thể bán giá ở trên trời, mà cũng chắc chắn chẳng phải lo đến nguồn tiêu thụ. Đến lúc đó có thể đem quảng trường nhân dân trở thành vườn hoa phía sau để tuyên truyền cho khu biệt thự. Vô số đình đài lầu các, vô số núi giả hoa cỏ, toàn bộ sẽ làm nền cho khu biệt thự này. Đúng là một kế di hoa tiếp mộc thật cao minh. Hạ Tưởng nghĩ tới tâm cơ và thủ đoạn của Thành Đạt Tài, không khỏi lập tức có chút thất thần. Vẻ thất thần này dừng ở trong mắt viện trưởng Dư thì bị y xem là vẻ khinh thị và vô lễ của Hạ Tưởng đối với y. Viện trưởng Dư nhớ tới y đã hơn 3 lần tìm đến Thành Đạt Tài để lý luận, đều bị một câu của Thành Đạt Tài gạt đi. Ý tưởng thiết kế phải thêm phóng khoáng và lâu dài hơn chút nữa. Ý tưởng thiết kế của Hạ Tưởng cũng rất tốt, có giá trị để tham khảo đấy. Việc này khiến y rất căm tức, đối với Hạ Tưởng thì cũng càng lúc càng hận thù. Thằng nhãi này vừa không phải là chuyên gia thiết kế, cũng không phải là nhân sĩ ở phương nào, dựa vào cái gì để khiến người được xưng là bắt đầu như y phải tham khảo thiết kế của Hạ Tưởng. Viện trưởng Dư nói giọng kỳ quái. Tiểu Hạ, lý do của cậu tuy rằng cũng có chút đạo lý, tuy nhiên cũng còn có chút gượng ép. Tôi thấy ý tứ này cũng quá miễn cưỡng. Hy vọng cậu có thể kể lại tỉ mỉ luận chứng của cậu một cách tốt nhất thì mới có thể thuyết phục tôi được. Sự bất mãn của Hạ Tưởng rốt cuộc phát tác ra. Rất xin lỗi viện trưởng Dư, tôi vừa không là học sinh của ngài, cũng không phải là nhân viên của viện quy hoạch, lại càng không phải là người của tập đoàn Đạt Tài. Do đó, tôi cũng không cần phải giải thích ý tưởng thiết kế của tôi cho ngài. Tính hợp lý, chính xác trong luận chứng thiết kế của tôi cũng không cần ngài quản đến. Theo không kịp tâm kế của Thành Đạt Tài thì không phải là lỗi của ông, nhưng đối với tôi cứ truy đuổi không tha. Lại còn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ là lỗi của ông. Mặc kệ y và Vương Bằng Phi có quan hệ gì, hơn nữa dù cho viện trưởng Dư và Vương Bằng Phi quan hệ với nhau cũng bất quá là quan hệ giữa Thành Đạt Tài và Vương Bằng Phi. Viện trưởng Dư tức giận đến kêu lên một tiếng, y đứng lên, lấy tay chỉ vào Hạ Tưởng. Kiêu ngạo, ngông cuồng, vô tri, vô lễ. Hạ Tưởng chậm rãi uống một ngụm trà. Viện trưởng Dư, trước lúc nói người khác cần phải xem lại mình. Tôi và viện trưởng Dư vốn không quen biết, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, ngài đối với tôi rất là bất mãn. Xin hỏi, tôi có chỗ nào lầm lỗi với ngài để khiến ngài có thái độ với tôi như thế? Ngài nói tôi là vô lễ, tôi so với ngài thì miễn cưỡng có thể nhận được. Ngài nói tôi kiêu ngạo, ngông cuồng, vô tri thì rất xin lỗi, tạm thời tôi còn không phát hiện những ưu điểm đó trên người của mình. Cũng xin ngài vui lòng nhận lại mấy từ này. Viện trưởng Dư sửng sốt một lát. Vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên phủi tay một cái. Xấu hổ quá phó bí thư Vương, bài không thể đánh nổi nữa rồi. Tôi đi trước đây. Vương Bằng Phi cũng không giữ lại, đứng dậy tiến đưa tới cửa.
viện trưởng Dư đi thong thả, xin phép không tiễn. Hạ Tưởng chờ Vương Bằng Phi trở về, lập tức cười cười vẻ xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi Phó Bí Thư Vương, vốn ngài tìm tôi đến để đánh bài, tôi lại chế giễu làm một người bực tức bỏ đi, bây giờ có ba người, thiếu mất một rồi. Vương Bằng Phi không cho là đúng phất tay, mỉm cười. Lão Dư tuổi càng lớn, tính tình càng nóng nảy. Ông ta là viện trưởng, sao có thể cùng hậu sinh vãn bối tính toán chi ly được. Quên đi, không nói đến ông ta nữa, ba người chúng ta đánh bài, đánh theo ý mình. Ba người tiếp tục đánh bài, đánh tới giữa trưa thì Vương Bằng Phi liền duỗi duỗi người. Đừng đánh nữa, đúng là bắt đầu đói bụng, tiểu hạ có chỗ nào đặc sắc không đi ăn một chút xem. Phó Bí Thư Vương có thích ăn đồ ăn Hồ Nam không? Ở thành phố Yến có quán cơm Hồ Nam chính tông à? Vương Bằng Phi nghe thấy vậy tỏ ra hứng thú. Sở Phong Lâu, không biết Phó Bí Thư Vương đã từng nghe qua. Hạ Tưởng đã đọc qua lý lịch của Vương Bằng Phi, biết nguyên quán của y ở Hồ Nam, cho nên mới nói câu hỏi trên. Tôi cảm thấy hương vị rất có vẻ chính tông, đương nhiên tôi là người phương Bắc, chưa từng nếm qua đồ ăn Hồ Nam chính gốc lần nào. Do đó có ăn được không thì còn mời ngài định đoạt. Đi, vậy đi nếm thử một chút, làm việc cũng phải thường xuyên thử một chút thì mới biết được tốt xấu, lợi hại. Vương Bằng Phi cười lên, vào lúc này ánh mắt lóe ra, dường như có chút nghi vấn nhưng cũng không lộ gì ra ngoài. Hạ Tưởng biết có lẽ Phó Bí Thư Vương còn có điều chưa nói hết. Thấy y không nói tiếp nên Hạ Tưởng cũng chẳng hỏi thêm nhiều, liền dẫn Phó Bí Thư Vương đi tới Sở Phong Lâu. Vương Bằng Phi không mang xe theo, ngồi vào trong xe của Thẩm Lập Xuân. Khi đến thì Hạ Tưởng cũng không đi xe, vừa lúc cả ba người ngồi chung một xe. Trên đường đi, Hạ Tưởng liền gọi một cuộc điện thoại cho Sở Tử Cao, yêu cầu y chuẩn bị một căn phòng thật tốt. Hạ Tưởng chỉ nói là khách quý, cũng không nói gì ra thân phận của Vương Bằng Phi. Sở Tử Cao từ cách nói khách quý trong miệng Hạ Tưởng là hiểu ra ngay, biết chắc chắn là một người có thân phận rất lớn. Đương nhiên, đừng nói tới việc có khách quý, chỉ riêng một mình Hạ Tưởng thì y cũng đã toàn tâm toàn lực đón tiếp rồi. Vừa đến Sở Phong Lâu, Sở Tử Cao đích thân đứng tại cửa nghênh đón. Hạ Tưởng cũng không giới thiệu thân phận chân thật của Vương Bằng Phi, chỉ nói là Vương tiên sinh. Sở Tử Cao cúi đầu khom lưng nhiệt tình đón tiếp. Vương Bằng Phi nghe được trong câu nói của Sở Tử Cao mang theo âm vị phổ thông của vùng Hồ Bắc, liền vừa đi vừa tán gẫu với Sở Tử Cao về quê nhà. Sau khi tán gẫu một hồi, Sở Tử Cao liền lấy thân phận đồng hương bừng bừng nhiệt tình nói. Đừng thấy chúng ta ở hai tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam. Tôi là ở phía Nam của Hồ Bắc, Vương Thiên Sinh ở phía Bắc của Hồ Nam, cách nhau chỉ hơn 100 cây em, xem ra là đồng hương chân chính. Đối với thái độ lấy đồng hương của Sở Tử Cao để lôi kéo làm quen thì Vương Bằng Phi không tỏ thái độ cho thấy suy nghĩ gì của y cả. Mấy người tới phòng, Sở Tử Cao hỏi Vương Bằng Phi thích đồ ăn gì rồi tự mình đi sắp xếp các món ăn. Không lâu sau đồ ăn được bưng lên, Vương Bằng Phi ăn mấy miếng, gật đầu nói. Hương vị đúng là không tồi, gần như đã tiếp cận được hương vị quê nhà. Lão Sở, tôi phải cảm ơn anh, vì có anh mà tôi lại được thưởng thức hương vị chân chính của quê nhà. Sở Tử Cao ngồi trong chốc lát, sau đó lấy cớ đi ra ngoài, để lại không gian cho mấy người. Quả nhiên Sở Tử Cao vừa đi, Vương Bằng Phi liền nói đầy thâm ý. Con người lão Sở cũng không tệ lắm. Chủ ý quảng trường thư giãn là do cậu chủ tâm giúp ông ta hả? Hạ Tưởng không cần phải giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Vương Bằng Phi lại hỏi thêm. Việc tập đoàn đạt tài kiến tạo quảng trường nhân dân sẽ không phải chỉ đơn thuần là nâng cao hình tượng của tập đoàn thôi chứ? Hạ Tưởng biết Vương Bằng Phi cố ý ra đề thi cho hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không biết rõ quan hệ giữa Vương Bằng Phi và tập đoàn đạt tài như thế nào. Vì thế, hắn không thể để lộ ra quan điểm của chính hắn. Đành làm kẻ dối trá. Vấn đề này hay là ngài hỏi Lập Xuân thì thích hợp hơn. Dù sao tôi cũng không phải là người của tập đoàn đạt tài. Thẩm Lập Xuân vẫn đang ngồi trầm mặc, ra vẻ thành thật ngoan ngoãn như một em bé. Bị Hạ Tưởng điểm danh, hắn liền lắc đầu cười. Đừng hỏi tôi đúng là không biết. Tổng Giám Đốc Thành có tính toán gì thì có lẽ Phó Bí Thư Vương còn biết được một chút. Tôi và Tổng Giám Đốc Thành thì khoảng chênh lệch hơi xa. Không theo kịp ý nghĩ của ông ta. Lời này Hạ Tưởng nghe xong lập tức minh bạch, cả ngày hôm nay Thẩm Lập Xuân nói hay nhất chính là câu này. Hắn âm thầm trừng mắt liếc nhìn Thẩm Lập Xuân một cái, ý tứ là sao lại không nói sớm,
bây giờ mới nói cho tôi biết quan hệ giữa Phó Bí Thư Vương và tập đoàn Đạt Tài. Ánh mắt của Thẩm Lập Xuân trốn tránh, giả bộ làm bộ dáng vô tội đáp lại câu hỏi của Hạ Tưởng, không phải là không nói mà là chưa có cơ hội để nói, hơn nữa Phó Bí Thư Vương cũng không cho tôi nói nhiều lời. Hạ Tưởng cũng không để ý tới Thẩm Lập Xuân nữa, quay đầu kính cẩn nói với Vương Bằng Phi. Tổng Giám Đốc Thành là nhân vật lãnh đạo kiệt xuất, ánh mắt của ông ta thì người bình thường nhìn không thấu, tôi cũng không ngoại lệ. Câu hỏi của Phó Bí Thư Vương đúng là rất khó với tôi. Vương Bằng Phi cũng không cho rằng Hạ Tưởng tinh mắt nhìn thấy ý tưởng lâu dài của Thành Đạt Tài, cho nên y cũng không nghĩ nhiều, cho rằng những lời nói kia của Hạ Tưởng là thật. Vậy Tiểu Hạ đã nhìn ra ý đồ chân chính của tập đoàn Viễn Cảnh chưa? Chắc chắn trong việc này có điểm huyền cơ gì đó, tự nhiên Vương Bằng Phi ra mặt tiếp khách, lại còn ra một đề thi cho hắn, rốt cuộc là nhằm mục đích gì? Trong lòng Hạ Tưởng không đoán ra dụng ý chân chính của Vương Bằng Phi. Nhưng hắn cũng biết rõ ràng là Vương Bằng Phi biết rõ tính toán của tập đoàn Viễn Cảnh, y cũng biết quan hệ giữa mình và tập đoàn Viễn Cảnh cũng không phải là tôi. Vì thế, câu hỏi này không thể không trả lời. Trong thời gian trước mắt thì công viên rừng rậm xem như là nơi công ích. Xét về lâu dài thì cũng có những suy tính của các thương gia. Dù sao tập đoàn Viễn Cảnh là một doanh nghiệp, điểm đầu tiên là phải nghĩ đến kinh doanh, đến thành phố Yến là muốn kiếm tiền. Hạ Tưởng cảm thấy hay là lộ ra một chút để Vương Bằng Phi thấy thỏa mãn. Tôi cảm thấy, tập đoàn Viễn Cảnh chắc chắn là nhìn chúng nguyên do là với sự hiện diện của công viên rừng rậm thì sẽ kéo giá đất khu vực xung quanh tăng lên. Lời này vừa nói ra, Vương Bằng Phi có vẻ hơi biến đổi sắc mặt. Hắn không tin tập đoàn Viễn Cảnh lại nói việc cơ mật trong kinh doanh của bọn họ cho Hạ Tưởng. Nếu vậy, Hạ Tưởng nhìn ra mục đích chân chính của tập đoàn Viễn Cảnh hiển nhiên là do chính hắn tự suy luận. Chẳng lẽ Hạ Tưởng đúng thực có ánh mắt hơn người như vậy sao? Trong ánh mắt của Vương Bằng Phi có một chút nghi ngờ và một phần tán thưởng. Nếu Tiểu Hạ có kiến giải về tập đoàn Viễn Cảnh như vậy, cậu và Lập Xuân tiếp xúc với nhau trong thời gian cũng không ngắn, cũng đã gặp mặt Tổng Giám Đốc Thành mấy lần, đối với triển vọng của Quảng trường Nhân dân thì chắc cũng có một số ý tưởng, có phải vậy không? Nếu câu hỏi hồi nãy là tâm lý muốn ôm thử một lần để dò hỏi Hạ Tưởng thì bây giờ thái độ này đối với Hạ Tưởng hoàn toàn là một cuộc khảo cứu, xem Hạ Tưởng có đúng là người đúng là không rõ lắm hay là giả bộ hồ đồ. Hạ Tưởng bị Vương Bằng Phi dồn không còn đường lui, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Vương Bằng Phi chắc hẳn là không có gì ác ý với mình, có lẽ cũng là để cân nhắc giá trị và phân lượng của mình. Do đó hắn cũng không giấu giếm nữa. Tôi cũng chỉ là suy đoán một chút thôi. Quảng trường Nhân dân của Tổng Giám Đốc Thành và công viên rừng rậm có điểm tương tự. Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng về tổng thể mà nói, hiệu quả cũng rất giống nhau. Đôi đũa của Vương Bằng Phi dừng lại trên không trung, cả nửa ngày sau không hạ xuống. Hay cho câu, có hiệu quả như nhau. Tiểu Hạ, cuối cùng hôm nay cậu cũng có một câu nói thật. Hạ Tưởng nở nụ cười chân thành, hắn không phải nói ra một câu nói thật, mà là nói ra một câu khiến Vương Bằng Phi vừa lòng. Ván bài ngày hôm nay xem như đến lúc này mới có được kết quả. Buổi chiều hắn bất chút thời giờ đi gặp Tiếu Giai. Trong dịp đầu năm mới này thì các việc kinh doanh trên cơ bản đang ở trạng thái tạm dừng. Tiếu Giai cũng đã bất thời giờ trở về nhà một chuyến, tuy nhiên chỉ ở nhà một ngày lại quay lại thành phố Yến. Chủ yếu là cô không yên lòng về việc kinh doanh lắm, hơn nữa cũng nhớ Hạ Tưởng. Từ trước Tết đến lúc này cũng đã có một quãng thời gian không gặp Hạ Tưởng, Tiếu Giai thuộc kiểu đang bị khai phá và dần dần có cảm giác là phụ nữ, trong nội tâm cũng có dục vọng và khát vọng, các vấn đề về sinh lý và tâm lý cũng tấn công cô rất mãnh liệt. Nhìn thấy Hạ Tưởng, không đợi Hạ Tưởng biểu lộ thái độ, cô liền nhào vào trong lòng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng gần đây cũng không hề động đến người phụ nữ nào, có ba cô gái ở bên cạnh mà chỉ có một mình Tiếu Giai là có thể rong ruổi được. Hơn nữa bây giờ cũng không có sự lựa chọn. Vì thế, hắn liền để súng lên ngựa, hung hăng tiến vào thân thể Tiếu Giai. Hai người lập tức giằng co với nhau, rất lâu sau mà cũng không thể tách ra được. Gây sức ép liên tục đến khi Tiếu Giai chết đi sống lại, lúc này Hạ Tưởng mới vuốt ve phía sau lưng đang ẩm ướt của cô, cực kỳ cảm khái nói. Làm người khai thác thì thật ra anh vẫn rất vất vả, cuối cùng bây giờ mới có một chút hồi báo. Tiếu Giai bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Anh có vẻ khá từng trải, trước khi có em thì anh đã từng có mấy người phụ nữ rồi. Hạ Tưởng vặn lưng nói. Em đừng hỏi, đúng thật là không đếm được. Tiếu Giai giơ tay nhéo Hạ Tưởng một cái.
Đừng tự tâng bốc mình lên. Sau khi anh tốt nghiệp, vẫn cái vẻ ngượng ngùng của gã trai tơ, trước kia nói với em mấy câu là mặt liền đỏ. Còn dám bảo là có rất nhiều phụ nữ, em thấy ngay cả một cũng không có. Cũng không biết ngày đó anh chúng phải tà thuật gì, vào ngày mưa nọ lại còn dám nạt nộ em. Từ đó về sau em cảm thấy anh thay đổi giống như là người khác, không còn vẻ ngây ngô của cậu học sinh mà đã rất chín chắn, trưởng thành. Tiếu Giai nói xong, chống người ngồi dậy hỏi Hạ Tưởng. Có phải trong phương diện này thì đàn ông đúng là mọi sự tự thông? Chương 218, cùng Tống Chiêu độ tâm sự. Điểm này xem ra là không sai biệt lắm, xem như nói đúng. Dường như người đàn ông nào cũng đều không cần người khác chỉ bảo, chỉ cần trèo lên là biết ngay mình muốn làm gì. Ngẫm lại cũng thấy đúng là việc lạ. Hạ Tưởng cảm thấy có chút hổ thẹn đối với việc không thể theo Tiếu Giai về nhà. Tiếu Giai cũng đã nghĩ thông suốt. Anh theo em về nhà em thì cũng chỉ để gạt người khác, danh bất chính thì ngôn không thuận, cần gì phải lừa mình dối người. Ngẫm lại, mỗi người theo đuổi một cảnh giới khác nhau, có đôi khi ở mặt ngoài thể hiện ra cũng chưa chắc bản chất đúng là như vậy. Làm người cũng không thể quá tham, đúng không anh? Hạ Tưởng mới nghĩ đến một vấn đề. Vẫn chưa hỏi qua là nhà bố mẹ em ở nơi nào. Thân thể trắng mịn như tuyết của Tiếu Giai dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào làm toát ra một vẻ vô cùng mê người, như một khối ngọc, rất hấp dẫn người khác. Một người con gái có sức quyến rũ thì mặc kệ là trần truồng hay mặc quần áo thì động tác giơ tay nhấc chân của cô không chút suy giảm, vẫn luôn có vẻ rất mê người. Hơn nữa Tiếu Giai vừa được tưới tắm xong, nước da mịn màng như nhung, như một đóa hoa vừa được ơn mưa móc dưới ánh sáng mặt trời lại càng thêm kiều diễm, vẻ đẹp không sao tả xiết. Ánh mắt Hạ Tưởng liên tục quét lên quét xuống, cảm giác như thế nào cũng không đủ. Tiếu Giai bị Hạ Tưởng nhìn thì có vẻ ngượng ngùng, kéo cái chăn lên che người. Huyền An, anh có biết nơi này không? Huyền An. Lập tức Hạ Tưởng sửng sốt, sao lại trùng hợp đến như vậy, hóa ra Tiếu Giai là người của Huyền An. Hắn mỉm cười nói. Một thời gian nữa anh có khả năng phải tới Huyền An làm phó chủ tịch huyện. Thật hay giả? Tốc độ thăng quan của anh đúng là quá nhanh, nếu đúng như lời anh nói thì em đã vớ được bảo bối. Vẻ mặt của Tiếu Giai như bay lên, tuy nhiên một lát sau lại ảm đạm xuống. Sai rồi, anh là bảo bối của người khác, không phải của em. Tiếu Giai thể hiện ở bên ngoài thì không tranh đoạt cái gì cả, tuy nhiên cô lo lắng là Hạ Tưởng e ngại sự phiền toái do cô mang đến, sợ cô nhiều chuyện. Vì thế cô hay thốt ra những lời trái ngược với nỗi lòng của mình. Một cô gái lớn lên, bản tính trời sinh đều khát vọng được gả cho một người đàn ông thành đạt để có thể nở mày nở mặt. Tiếu Giai cũng hiểu rõ rằng cô không có tư cách cò kè mặc cả với Hạ Tưởng. Mặc dù là tình nhân của Hạ Tưởng, nhưng cô cũng hiểu được không nên dồn ép Hạ Tưởng việc này. Được rồi, về sau em sẽ không nhắc lại việc này nữa. Cũng có đôi khi Tiếu cũng có những ước vọng xa vời. Cảm thấy rằng nếu Hạ Tưởng có thể lấy cô đúng thực là đó là người yềm hạnh phúc nhất trên đời mà cô có được. Không ai có quyền ép buộc giấc mơ của người khác. Hạ Tưởng rất hiểu tâm tư của Tiếu Giai, chỉ có điều hắn không thể nói ra, không phải là muốn lừa gạt Tiếu Giai mà là không muốn cô sau khi nghe xong lại càng thêm khó chịu. Dù sao khi so sánh với Tào Thù Lê hay Liên Nhược Hạm, dù cho Tiếu Giai trở thành tỷ phú thì cũng không thay đổi được việc cô không phải con nhà quan. Hơn nữa, Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm ngoại trừ có xuất thân cao quý ra thì tướng mạo và phẩm hạnh cũng là số một. Hạ Tưởng chỉ có thể an ủi Tiếu Giai. Anh có người yêu là chuyện thật, còn việc cô ấy là ai thì không phải là anh không nghĩ tới việc nói cho em, mà là không cần phải nói. Em biết. Tiếu Giai bỗng nhiên lại mỉm cười vẻ nghịch ngợm. Em chỉ muốn, có lẽ một ngày nào đó em sẽ trốn ở phía sau nhìn hai người tiến vào đài hôn lễ. Tiếu Giai đang cười, Hạ Tưởng lại cười không nổi. Hôn lễ đối với hắn mà nói thì dường như rất xa xôi. Nhưng thời gian 2 năm thì đảo mắt là trôi qua. 2 năm sau, khi Thù Lê tốt nghiệp đại học, hắn thật sự có thể làm được việc nghĩa là không chùn bước cưới cô bé Lê mà không để ý tới Liên Nhược Hạm vẫn ở sau lưng ủng hộ hắn hay không. Đến lúc đó hắn có thể quyết tâm được không? Hạ Tưởng không thể trả lời câu hỏi của chính mình. Ngày hôm sau, hắn lại cùng Tào Thù Lê đi gặp gỡ Liên Nhược Hạm. Dù sao Liên Nhược Hạm một mình ở tại thành phố Yến nên rất cô đơn. Hạ Tưởng cũng từng hỏi thử cô là vì sao không trở về nhà để đón năm mới. Ngay trước mặt Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm cũng không cho hắn một chút mặt mũi nào. Không nên hỏi mà cũng đừng hỏi chuyện này. Có biết tôn trọng riêng tư của người khác không?
rồi lại thừa dịp lúc Tào Thù Lê không chú ý, cô cúi người nói nhỏ vào tai Hạ Tưởng. Em biết dưới bụng của anh có một nốt ruồi. Hạ Tưởng kinh hãi, hắn ngẫm nghĩ lại một chút, mình cũng không khỏa thân trước mặt Liên Nhược Hạm bao giờ, làm sao mà cô ta lại phát hiện ra. Dường như Liên Nhược Hạm cố ý giải đáp nghi hoặc của hắn. Cô nói, lần trước ở cao ốc quốc tế, khi anh chỉ mặc một quần lót, phía dưới dường như xấu hổ gì đó mà trương phồng lên, trong lúc vô ý em phát hiện ra. Lời này rất có lực hấp dẫn. Hạ Tưởng biết Liên Nhược Hạm trêu ghẹo, muốn ở trước mặt Tào Thù Lê quyến rũ hắn. Vì vậy, hắn liền nghiêm trang nói lớn tiếng. Quân tử thích rộng rãi, tiểu nhân thì thích thứ dài dài. Khổng Tử viết, chỉ duy có phụ nữ và tiểu nhân là khó lường được. Tào Thù Lê nổi giận. Anh nói cái gì linh tinh vậy? Rõ ràng trước mắt anh có hai đại mỹ nữ, anh lại còn cố ý nói câu này, có phải muốn bị đánh hay không? Da anh ta chắc đang ngứa, chúng ta phải gãi giúp anh ta một chút. Liên Nhược Hạm cổ động Tào Thù Lê tiến hành xử phạt thể xác Hạ Tưởng. Kết quả là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm kết phe với nhau khinh rẻ Hạ Tưởng. Đã làm cách mạng thì ý chí cực kỳ kiên định, đồng chí Hạ Tưởng đương nhiên không thể ngồi chờ chết, hắn thừa cơ hội sờ soạng Tào Thù Lê mấy cái, thậm chí còn dám thừa lúc Tào Thù Lê không chú ý, cũng sờ soạng Liên Nhược Hạm được mấy chỗ, làm cho Liên Nhược Hạm bực mình lên, lấy tay chỉ vào bộ vị phía dưới của Hạ Tưởng, làm Hạ Tưởng khóc không ra nước mắt. Đúng là hình thức tra tấn dã man, chỉ để ý việc đốt lửa mà mặc kệ việc dập lửa, làm hắn giận điên người. Ngày tiếp theo lại là một ngày xã giao, có một số người thân quen, đầu năm mới phải đến thăm hỏi một chút, nếu không người ta lại oán trách. Hạ Tưởng chạy tới chạy lui, cuối cùng cũng xử lý xong được việc này. Những ngày này đi làm như đi chơi, bình thường thì trước rằm tháng giêng thì cũng không có người nào làm việc. Đảo mắt một cái đã qua rằm tháng giêng. Mọi người trong cơ quan cũng chậm rãi cởi bỏ hương vị ăn Tết, bắt đầu chính thức trở lại trạng thái làm việc. Hạ Tưởng không nghĩ tới là Lý Đinh Sơn còn chưa quay về huyện bá. Hắn nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn, hẹn hắn cùng đi gặp Tống Chiêu Độ. Không một chút suy nghĩ, Hạ Tưởng đồng ý ngay. Vừa tan tầm, hắn vội vàng đi tới nhà sử lão, đón Lý Đinh Sơn, sau đó đi thẳng đến nhà của Tống Chiêu Độ. Tống Nhất Phàm đã lâu không gặp Hạ Tưởng. Cô bé vừa nhìn thấy hắn thì rất mừng rỡ, không ngừng nhảy nhót nắm lấy tay hắn. Hạ Tưởng cố gắng mấy lần mới rời khỏi bàn tay của cô bé, trong lòng thầm nghĩ với những cô bé được ông bố nuôi dưỡng kiểu này là phải cẩn thận, thông thường nếu như có mẹ ở bên cạnh thì sẽ giáo dục con gái không được tùy tiện cầm tay đàn ông. Bây giờ thì tuổi của Tống Nhất Phàm cũng không coi là nhỏ nữa rồi, cũng đã bắt đầu vào tuổi thiếu nữ. Bàn tay nhỏ bé mềm mại, hoạt bát của cô bé làm Hạ Tưởng không tự chủ được nhớ tới Tào Thù Lê 2 năm trước. Cũng không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra, hắn cười nói với Tống Nhất Phàm. Cô em gái thấy anh mừng rỡ là đúng, nhưng để biểu hiện sự mừng rỡ thì có rất nhiều phương pháp. Có thể vừa cười, có thể nhảy, cũng có thể kêu, nhưng tốt nhất đừng nắm lấy tay anh, được không? Tống Nhất Phàm mất hứng, quay người lại đi mách ba của mình. Ba. Anh Hạ Tưởng bảo con không được cầm tay anh ấy. Anh ta keo kiệt như vậy, ba phải phê bình anh ta đấy. Ha ha, anh Hạ Tưởng nói đúng đấy. Con là một thiếu nữ rồi, khi thân thiết thì phải chú ý đến người ta là con trai hay con gái chứ. Dù sao Tống Chiêu Độ cũng là bậc làm cha, hiểu rõ ý tứ của Hạ Tưởng, nhìn Hạ Tưởng gật gật đầu khen ngợi, rồi lại nói với Tống Nhất Phàm. Con từ nhỏ vẫn ở bên ba. Mẹ con ít chăm sóc con nên có một số điều đáng ra mẹ đã nói cho con biết, còn ba nói ra thì cũng không tiện. Không nói thì thôi, con cảm thấy có việc gì đâu, ai lại để ý đến nhiều như vậy. Tống Nhất Phàm nhìn Hạ Tưởng rồi phản bác một câu. Anh Hạ cũng không phải đứa con trai nào đâu, anh ta là đàn ông. Tính ra Tống Nhất Phàm thuộc thế hệ 8X, hơn nữa còn là 8X đời cuối gần tới 9X. Hạ Tưởng biết rất rõ, so sánh với thế hệ 7X. Con gái 8X có tư tưởng cởi mở đủ làm cho người ta cứng lưỡi, còn chưa hết, là nữ sinh 9X thì không thể dùng từ cởi mở để tưởng tượng, mà có thể dùng thẳng từ buông thả để hình dung, thậm chí còn lên mạng khoe với nhau đêm đầu tiên như thế nào. Ngay cả một số người đàn ông nước ngoài, khi thấy các cô gái Trung Quốc đều lắc đầu nói, các cô gái Trung Quốc đúng là giải phóng quá. Hạ Tưởng rất bất đắc dĩ, đàn ông so với trẻ con thì lại càng đáng sợ hơn. Ngay trước mặt Tống Chiêu Độ và Lý Đinh Sơn, hắn cũng không tiện nói nhiều nên phải cười nói. Vậy được rồi, về sau anh sẽ cho em kéo tay. Tuy nhiên anh có một điều kiện,
là em chỉ được nắm tay một mình anh, các thanh niên khác thì không được làm như thế này, được không? Tống Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn Tống Chiêu Độ, trong chốc lát lại ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tưởng, cuối cùng là đồng ý. Cũng được, trước mắt em đồng ý. Tuy nhiên nếu về sau em thích một người anh khác thì làm sao? Nếu vậy thì đầu tiên em phải nói cho ba em trước, trao đổi với ông ấy, để xem ba em sau khi nhìn thấy người đó rồi nhận xét, được không? Được, nhìn nụ cười của anh khá thật thà chất phác, em sẽ làm như vậy. Tống Chiêu Độ mỉm cười vẻ nan giải, lấy giọng điệu cực kỳ hòa nhã nói. May là Tiểu Hạ có biện pháp, ai chà, nuôi một cô con gái thật hao tổn trí sức. Lúc con bé làm một việc gì sai trái, muốn mắng cũng không xong, trừng phạt cũng không được. Mà mẹ nó thì lại không ở bên cạnh, dù sao tôi cũng bị nó làm cho tức giận đến độ cơm ăn cũng không ngon. Hạ Tưởng và Lý Đình Sơn đều mỉm cười. Lý Đình Sơn hẹn Hạ Tưởng tới gặp Tống Chiêu Độ, thật ra là cũng không có việc gì. Tuy nhiên là muốn ba người tụ họp lại với nhau, mà nói cho cùng thì đây là lần đầu tiên ba người cùng gặp lẫn nhau như thế này, cũng xem như để long trọng thêm ý tứ chính thức. Tống Chiêu Độ liền lấy ra loại rượu rất lâu năm, cực kỳ chân quý để tiếp, lại bảo người giúp việc làm cơm ở nhà, ba người ngồi ngay ở ban công cùng uống rượu dưới ánh trăng. Sự tình Lý Đình Sơn phải tới huyện An thì Tống Chiêu Độ cũng đã biết, cũng là có thái độ tán thành. Đối với việc bố trí Hạ Tưởng làm chức phó chủ tịch huyện giúp cho Lý Đình Sơn thì ông ta không phát biểu cái nhìn, dường như rất cẩn trọng để phát biểu việc này. Hạ Tưởng đoán được khả năng Tống Chiêu Độ thấy hắn nên ở lại thành phố Yến thì hơn. Nhưng bởi vì là Sử lão an bài, vì thế Tống Chiêu Độ cũng không tiện mở miệng phản bác. Lý Đình Sơn uống vào vài chén rượu, có chút cảm khái. Mặc dù có Tiểu Hạ theo tôi đi tới đó, tuy nhiên bên người không có một thư ký thích hợp. Điều này cũng thật là hao tổn tâm trí. Chiêu Độ, anh có người nào phù hợp chọn giúp tôi được không? Tống Chiêu Độ chậm rãi lắc đầu. Không tốt để tìm người. Bây giờ người mà đảm bảo các phương diện thích hợp để tôi hoàn toàn tín nhiệm còn không có. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, đối với Tống Chiêu Độ mà nói, người mà phù hợp với điều kiện của ông ta thì không ít, nhưng để ông ta tín nhiệm thì lại rất ít. Rất khó để Tống Chiêu Độ tín nhiệm một người, điều này thì hắn nhận thức rất đầy đủ. Quãng thời gian mà hắn và Tống Chiêu Độ kết giao với nhau là không ngắn, mỗi lần đến Tống gia, ngoại trừ nói chuyện chính sự ra thì ông ta rất hiếm khi đề cập đến các vấn đề khác. Cho dù là nói chuyện tùy ý kiểu chuyện phiếm cũng không có. Hoặc là có sự việc gì thì nói sự việc đó, hoặc là không nói lời nào. May mắn còn có Tống Nhất Phàm thích nói chuyện với mình, nếu không mỗi lần đến Tống gia, chỉ sợ nói chuyện không vượt qua 3 phút thì sẽ không còn gì nói với nhau nữa. Tiểu Hạ có người nào thích hợp không? Lý Đình Sơn lại hỏi Hạ Tưởng. Vâng, cũng có, hơn nữa còn có hai người. Hạ Tưởng do dự một chút, vốn hắn đang thầm nghĩ đề cử một mình Trung Nghĩa Bình, sau lại nghĩ sao không thử đề cử Phương Cách xem, có lẽ trưởng ban Phương cũng đang cố ý để Phương Cách xuống cơ sở rèn luyện một chút. Huyện An cách thành phố Yến không xa, tuy rằng trưởng ban Phương và bí thư Lý không quen nhau, nhưng chính mình cũng đi theo làm phó chủ tịch huyện. Điều này không chừng trưởng ban Phương sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thực ra nếu Phương Cách làm thư ký bí thư Lý thì chẳng khác nào đem bí thư Lý và trưởng ban Phương cột chặt cùng một chỗ. Khi bí thư Lý gặp nạn thì chắc chắn là trưởng ban Phương sẽ không ngồi yên mà không quan tâm đến. Đương nhiên đây cũng là chuyện tốt, Hạ Tưởng cũng cố ý thúc đẩy việc này, tuy nhiên để thành công thì cả hai bên phải đồng ý mới được. Một người tên là Trung Nghĩa Bình, là một thanh niên trẻ, tính cách cũng được, bằng cấp cũng cao. Hơn nữa cũng có ánh mắt. Khuyết điểm của anh ta là trí lớn không đủ. Hạ Tưởng đánh giá xem như đã đúng về bản chất. Trung Nghĩa Bình chưa có kinh nghiệm công tác cơ sở, tầm mắt hơi thấp, nhưng có tâm phấn đấu, lại chịu khó chịu khổ, ham học hỏi. Còn có một người nữa tên là Phương Cách, mới tốt nghiệp, trường Đại học Bắc Kinh. Người này hơi lỗ mãng một chút, tuy nhiên có tầm mắt, lời nói cũng có dụng tâm, so với Trung Nghĩa Bình thì có tiền đồ hơn. Hạ Tưởng cười vẻ tự giễu. Vì người này là con của Phương Tiến Giang. Lý Đình Sơn khá giật mình. Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Phương Tiến Giang. Ông ta mà đồng ý để con mình làm thư ký cho tôi. Tiểu Hạ, cậu không nên nói đùa. Tống Chiêu Độ thì ngược lại, có sự trầm ổn hơn hẳn, suy nghĩ một chút rồi nói. Anh đừng nói nữa, ý nghĩ của Tiểu Hạ là rất được. Nếu Phương Tiến Giang đã an bài con ông ta vào văn phòng tổ cải tạo để đi theo Tiểu Hạ, điều này chứng tỏ ông ta có ấn tượng tốt với Tiểu Hạ,
rất xem trọng tiểu hạ nên mới yên tâm để con mình đi theo. Trước mắt nếu hạ tưởng và anh cùng nhau tới huyện An, như vậy việc bố trí Phương Cách ở bên cạnh anh làm thư ký, tương đương với việc gián tiếp ở cùng một chỗ với tiểu hạ. Xuất phát từ khía cạnh này, tôi nghĩ có lẽ Phương Tiến Giang đúng là thật sự sẽ nhả người ra. Lý Ninh Sơn mỉm cười tự giễu. Tôi tìm một thư ký mà cũng còn phải nhờ vào mặt mũi của tiểu hạ. Tôi là bí thư huyện ủy mà càng lăn lộn càng trì trệ. Lúc trước tiểu hạ ngay cả chức phó phòng cũng chưa có thì tôi đã là cấp trưởng của huyện rồi. Bây giờ tiểu hạ là cấp phó huyện, tôi vẫn là cấp trưởng huyện. Anh nói xem, thư ký của tôi lên chức so với tôi thì còn nhanh hơn, điều này có phải làm cho người ta bất đắc dĩ lắm không? Hạ tưởng cười ha hả không ngừng. Bí thư Lý nói rất khách khí. Tôi lên chức phó phòng là do ngài đề bạt, tuy rằng chức vụ trưởng phòng là sau khi đi đến thành phố Yến thì mới đề cử, nhưng cũng là có cái gốc từ ở huyện Bá, có trải qua quá trình nhậm chức ở quê nhà thì mới có thể thuận lợi được đề cử tiếp. Lại nói tiếp, xét đến cùng, hoàn toàn từ một tay ngài giúp đỡ tôi lên tới cấp phòng. Về phần cấp phó cục trưởng, đây là do được hưởng lây từ việc phê duyệt biên chế chính thức của tổ cải tạo, điều này thì xem như không ý nghĩa gì hết. Điều may mắn thì không phải người nào cũng có. Đây cũng do Trần Phong muốn đỡ cậu vì thế mới để cậu ở vị trí chủ nhiệm. Hôm nay Tống Chiêu Độ cũng không biết là bởi vì do có Lý Ninh Sơn ở đây hay là nguyên do là uống nhiều rượu nên nói cũng không ít. Ở trong quan trường, có người giúp, có người đỡ là rất bình thường. Nhưng như vậy rồi mà cũng có người này thế này, người kia thế kia. Điều chính yếu chính là các sự giúp đỡ chỉ là các ngoại lực. Năng lực cá nhân và trình độ đối nhân xử thế mới là gốc rễ của sự thăng quan tiến chức. Có thể nói rằng những nội dung trong lời nói của Tống Chiêu Độ đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Ông ta từng là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, đã từng trải qua hai lần đặc cách được đề bạt nên hạ tưởng không có chút hoài nghi nào đối với trình độ đối nhân xử thế của Tống Chiêu Độ. Hiện tại Tống Chiêu Độ đang là rồng ở ẩn, ông ta có thể bay lên bất cứ lúc nào. Bây giờ mà chiếm được sự tín nhiệm của ông ta, so với lúc về sau khi ông ta ở vị trí cao cao tại thượng thì sẽ dễ dàng hơn một ít, mà cũng làm ông ta ghi nhớ lâu hơn. Một khi người nào đó đứng lâu trên vị trí trên cao, trên cơ bản là bên người không có bạn bè chân chính để có thể tâm sự. Người bạn mà ông ta tín nhiệm nhất phải là người bạn mà luôn ở bên cạnh ông ta ngay tại thời điểm bị rủi ro nhất. Trưởng ban Tống nói rất chí lý, tôi xin ghi nhớ trong lòng. Hạ tưởng gật đầu tiếp nhận tâm ý của ông ta. Hắn đánh bạo kính Tống Chiêu Độ một ly. Tống Chiêu Độ rất nể tình cụng chén với Hạ Tưởng, uống một hơi cạn sạch rồi cảm khái nói. Tiểu Hạ, tôi không kết bạn nhiều, không phải tôi lạnh lùng, không dễ dàng tiếp cận, mà chính là tính cách nặng nề của tôi. Cũng bởi vì tính cách này mà hiện tại mới rơi vào nông nỗi này. Rất may mắn là trong thời điểm khó khăn nhất của tôi thì có người bạn chi tâm như Đinh Sơn. Bây giờ lại có thêm cậu là người bạn vong niên. Điều này cũng đủ để tôi vui mừng, nhất là cậu có thể giúp tôi quản giáo tiểu phàm, thật sự là khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Cậu đúng là người rất có sức hấp dẫn, có thể khiến đủ loại người thích cậu. Với tính cách như vậy, trong chốn quan trường thì cậu cực kỳ có lợi. Lý Ninh Sơn cười nói. Chiêu Độ, ông cũng đừng khen cậu ta nữa. Mọi người thường nói với tôi, không cho tôi khen ngợi cậu ta, bởi nếu khen nữa sẽ làm cậu ta trở nên kiêu ngạo. Tống Chiêu Độ ánh mắt sáng ngời, nhìn Hạ Tưởng hỏi. Tiểu Hạ, cậu nói thật đi, khen cậu mấy câu như vậy thì cậu sẽ lâng lâng chứ? Hạ Tưởng bị ánh mắt nhìn chăm chú của Tống Chiêu Độ làm có chút hốt hoảng, vội nói. Lúc được khen như vậy đương nhiên tôi thấy có chút hưng phấn, tuy nhiên sau khi qua rồi thì sẽ tỉnh táo lại, biết lúc sau phải làm gì. Tống Chiêu Độ lần đầu tiên vươn tay vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng. Tốt, tốt. Chương 219. Tỉnh Yến sắp nghênh đón một đợt điều chỉnh cán bộ mới. Hạ Tưởng gật mạnh đầu, nhịp tim trong ngực không ngừng nhảy nhót. Nói như vậy, chính mình là đã đạt được sự tán thành của Tống Chiêu Độ, trở thành một trong những người ông ta tín nhiệm nhất sao? Đúng thật là không dễ dàng, từ lần đầu tiên nhận được cuộc điện thoại của ông ta, tiếp đến là cuộc gặp mặt lần đầu tiên, kéo dài cho tới hôm nay từ trong miệng ông ta nói ra bảo mình rất tốt, thời gian trải qua quá trình này cũng sắp xỉ là 2 năm. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng hiểu được trị giá của việc này. Nếu đợi tới khi Tống Chiêu Độ một bước lên trời, muốn thu được tín nhiệm của ông ta, đừng nói là 2 năm, chỉ sợ là 10 năm cũng không được. Cuối cùng Lý Đinh Sơn và Tống Chiêu Độ nhất trí quyết định sẽ để Hạ Tưởng đi thăm dò Phương Cách.
Điều tốt nhất là thuyết phục được Phương Cách tới đảm nhiệm chức phụ thư ký cho Lý Đình Sơn, nếu Phương Tiến Giang không đồng ý thì chuyển phương án sang Trung Nghĩa Bình. Ngày hôm sau đi làm, Hạ Tưởng liền tìm Phương Cách, trực tiếp để lộ ra ý tứ của Lý Đình Sơn cho y. Phương Cách cũng biết Hạ Tưởng trước kia đảm nhiệm qua chức phụ thư ký của Lý Đình Sơn, tuy nhiên chuyện này tới rất đột nhiên, hắn chưa có chút tư tưởng nào chuẩn bị cho việc này nên sửng sốt trong chốc lát rồi mới nói. Vâng ạ, để tôi suy nghĩ chút. Tiếp đó y lại nói tiếp. Hạ Tưởng, anh bảo chuyện này là tốt hay là xấu? Phương Cách có tài văn chương là không sai, nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế thì còn cần lịch lãm thêm chút nữa. Hạ Tưởng cũng không dối gạt y. Điểm tốt là ở huyện thì bí thư Lý là nhân vật số 1, cậu đợi chờ 1-2 năm là có thể được đề bạt tới cấp trưởng phòng. Điểm xấu là ở huyện thì các cuộc tranh đấu diễn ra vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Đơn giản là đôi khi cách làm việc của các cán bộ cơ sở rất thẳng thắn và hơi thô bạo. Phức tạp là cái lối suy nghĩ của các cán bộ cơ sở có những điểm mà cán bộ xuất thân từ thành phố không thể lý giải, do đó có sự khác biệt trong cách giải quyết. Tôi phải nói trước, điểm tốt hay điểm xấu thì tùy thuộc vào cậu. Nếu cậu có bản lĩnh, có thể biến các chuyện xấu thành chuyện tốt, nếu không bản lĩnh thì lăn lộn một quãng thời gian rồi mặt mày xám xịt quay trở về. Hắn nói ra những lời này, ngược lại làm kích phát chí khí của Phương Cách. Tôi đồng ý tiếp nhận, tôi không tin, tôi, một cử nhân trường Đại học Bắc Kinh lại đấu không lại với mấy cán bộ ở nông thôn sao? Để tôi về nhà thương lượng lại với ba tôi chút đã. Hạ Tưởng cười. Không nên suy nghĩ sự việc đơn giản quá, cũng đừng nghĩ đến rất phức tạp. Tóm lại một câu là không khiêm tốn, không kiêu ngạo, không thành thật thì không uổng công kỳ vọng. Phương Cách mỉm cười hồi lâu. Anh nói như vậy tương đương với chưa nói gì. Được rồi, tôi rất thích việc này, để chờ về nhà thuyết phục ba tôi. Mà anh Hạ, khi tôi đi xuống đó bị người ức hiếp thì anh cũng không thể mặc kệ đâu nhé. Hạ Tưởng cũng không nói với Phương Cách việc hắn phải đi xuống đó làm phó chủ tịch huyện. Dù sao việc hắn đi xuống làm phó chủ tịch huyện, so với việc nhậm chức bí thư huyện ủy của Lý Đình Sơn thì trình tự cũng phức tạp hơn một ít, bây giờ mà nói ra thì đúng là sớm quá. Phương Cách vừa rời đi thì Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Giang Thiên, nói là thị trưởng Trần tìm hắn có việc. Đi vào văn phòng của Trần Phong, vừa lúc bên trong có người đang báo cáo công tác. Nhân cơ hội Giang Thiên liền nhỏ giọng nói với Hạ Tưởng. Thị trưởng Trần đang phát hỏa, dường như rất bất mãn cậu. Tiểu Hạ, cậu lại làm chuyện gì để thị trưởng Trần tức giận như vậy? Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút. Không làm chuyện gì cả. Thời gian gần đây cũng không có chuyện gì cả. Việc cải tạo thôn nội đô còn chưa triển khai. Thực sự là tôi vẫn rất thành thật, không hiểu có chuyện gì mà mới đầu năm thị trưởng Trần lại khó chịu như vậy. Vẻ mặt Giang Thiên cũng rất buồn bực. Dù sao cậu cũng cẩn thận một chút, có lẽ là thị trưởng Trần có chút nhớ cậu. Giang Thiên cũng không nói đúng hoàn toàn. Trần Phong nhìn thấy Hạ Tưởng cũng không phát hỏa, ngược lại có vẻ bình tĩnh. Khi nhìn thấy Hạ Tưởng thì Trần Phong chỉ nói hai chữ. Ngồi đi. Sau đó ông ta liền vùi đầu xem văn kiện, cúi đầu ký tên, còn gọi điện thoại, tóm lại là câu giờ kinh khủng, trong khoảng thời gian này cũng không nói một câu nào với Hạ Tưởng. Nếu là người khác thì chắc chắn trên đầu sẽ toát hết mồ hôi, hoặc là sợ tới sắc mặt tái xanh. Tuy nhiên Hạ Tưởng mặc dù cũng có một chút lo lắng, nhưng hắn tự nhận là hiểu được tính tình của Trần Phong nhiều hơn người khác. Nếu Trần Phong thực sự tức giận, chắc chắn khi giáp mặt sẽ nói ra. Nếu người đối diện làm ông ta cảm thấy bất mãn thì ông ta sẽ cố ý tỏ vẻ để người đó tu tỉnh lại, từ đó mới chỉnh sửa người đó, làm cho họ thấy mình mắc sai lầm ở chỗ nào. Sau khi Hạ Tưởng ngồi đợi mấy phút liền lập tức minh bạch, Sử Lão đã ra tay. Chắc chắn là thế lực sau lưng Sử Lão đã bắt đầu vận tác, điều hắn ra khỏi tổ cải tạo và việc này đã kinh động đến tai của Trần Phong. Đại khái trải qua khoảng nửa giờ. Lúc Trần Phong giơ tay định uống nước thì mới phát hiện trong cái chén không có nước. Ông ta liền trừng mắt liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Rót nước. Hạ Tưởng vội vàng chạy lại rót nước pha trà cho Trần Phong, vẻ mặt tươi cười nói. Thị trưởng Trần đừng có làm việc nhiều như vậy làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Sức khỏe con người là tiền vốn cách mạng, ngài phải chú ý để giữ gìn mới được. Mặc dù tôi cũng biết với tài năng thao lược của thị trưởng Trần thì chắc chắn biết mọi điều dù lớn nhỏ thế nào. Tuy nhiên cũng có khi khó tránh khỏi trong lúc vội mà quên mất. Vì thế cho nên tôi nhắc ngài một chút, thị trưởng Trần, nếu ngài muốn uống nước nữa thì đã có tôi ở bên cạnh. Tôi gọi cậu đến, không phải để cậu rót nước.
Trần Phong vẻ mặt giận dữ nói. Tiểu Hạ, làm người phải có trước có sau, làm việc phải suy xét về lâu về dài, không thể vì cố gắng đạt được lợi ích trước mắt mà đem tổ cải tạo thôn nội đô trở thành cầu nhảy cho cậu. Sự bất mãn của Trần Phong thì Hạ Tưởng có thể lý giải được. Thật ra mà nói thì hắn cũng không có ý tứ dối gạt hay lừa đảo gì. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không tự chủ được chính bản thân hắn. Lý Đình Sơn là người dẫn đường cho hắn, sau đó Trần Phong cũng là đoạt hắn từ trong tay của Lý Đình Sơn. Bây giờ thì Lý Đình Sơn lại kéo đoạt hắn trở về, thật ra điều này cũng coi như là sự công bình. Hạ Tưởng nói, thị trưởng Trần, tôi biết hiện tại mà rời đi thì đúng thật không thích hợp, nhưng tôi có sự lựa chọn sao? Tôi từ huyện Bá đến thành phố Yến, lúc đó cũng không có lựa chọn. Bây giờ lại từ thành phố Yến đi tới huyện An, không phải là cũng giống như lần trước. Hơn nữa, dù sao bí thư Lý cũng là lãnh đạo cũ của tôi không có khả năng vong ơn được. Nếu tôi chỉ nhận ân tình của thị trưởng Trần mà đem ân tình của bí thư Lý ném sang một bên, về sau chắc chắn sẽ có người chê trách thị trưởng Trần nuôi dưỡng một người vong ơn bội nghĩa như tôi. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, thấy sắc mặt ông ta có chút bình tĩnh hơn một chút, liền nói thêm. Huyện An cách thành phố Yến cũng không xa, cũng là huyện thuộc quyền quản lý của thành phố Yến, vẫn là dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Trần. Nếu thị trưởng Trần nghĩ tới tôi, một cú điện thoại lại sẽ đưa tôi từ huyện An trở về. Rốt cuộc Trần Phong không kìm nổi phải mỉm cười. Đừng ba hoa với tôi, đừng tưởng rằng nói ba xạo như vậy là có thể đả động tôi, để tôi tha thứ. Cậu đi xuống huyện An cũng coi như là chuyện tốt, tuy nhiên, dù sao cũng phải làm cho tôi một việc, sắp xếp nhân sự tổ cải tạo một lần nữa cho tôi. Đúng thật là chuyện đùa, đột nhiên có người lại tập kích tôi. Đừng quên tôi lúc đưa cậu từ huyện Bá lên đây, tôi đã cho cậu nửa năm để chuẩn bị. Làm lãnh đạo đều không hy vọng khi cấp dưới giở trò mà mình là người cuối cùng được biết. Hạ Tưởng cũng không hy vọng mối quan hệ với Trần Phong trở nên rắc rối. Mặc dù Trần Phong đối với hắn thật sự là không tồi, nhưng hắn cũng không thể không dè chừng, lúc ở trước mặt Trần Phong cũng phải biểu lộ ra thái độ đủ thành ý. Vì thế, hắn liền lấy thái độ vô cùng thành khẩn nói. Thật ra thì vào đầu năm nay tôi cũng mới gặp bí thư Lý. Lúc gặp mặt ông ta mới đề xuất việc này, từ đó đến nay tổng cộng còn chưa đến mấy ngày. Trong lòng tôi cũng luôn do dự, cũng không biết bí thư Lý triệu hồi tôi vào thời gian cụ thể nào. Sợ tình thế thay đổi sẽ phiền phức, vì vậy tôi cũng không dám báo cho ngài biết trước. Trần Phong nghe xong, quả nhiên sắc mặt trở nên tốt hơn rất nhiều, gật gật đầu nói. Nếu tôi không biết cậu luôn luôn làm việc có tình có lý, suy tính thận trọng thì chắc chắn là sẽ không tha cho cậu. Tuy rằng người muốn điều cậu đi rất có sức mạnh, nhưng nếu tôi không gật đầu thì người đó cũng đừng hòng lấy được cậu từ tay tôi. Bỗng nhiên Trần Phong thở dài một tiếng, mỉm cười nói. Tiểu Hạ, tôi nói rất thật lòng là tôi không nghĩ đến việc thả cho cậu đi. Cậu ở tổ cải tạo đúng thật là thay tôi giải quyết không ít phiền toái. Có cậu ở đó, tôi cảm thấy bớt lo đi không ít, các áp lực liên quan từ tỉnh đè xuống cũng giảm nhẹ đi rất nhiều. Đừng tưởng rằng tôi không biết, cậu âm thầm thay tôi làm rất nhiều việc, làm được những việc này đúng ra tôi phải nói từ tạ ơn với cậu. Hạ Tưởng lập tức kính cẩn nói. Thị trưởng Trần nói quá lời. Tất nhiên là dưới sự lãnh đạo sáng suốt của thị trưởng Trần thì tôi chỉ việc sắp xếp mọi người trong tổ làm việc mà thôi. Trần Phong khoát tay. Đừng nói những câu vô nghĩa và vô dụng như thế nữa. Bất động sản Lĩnh Tiên và bất động sản Cát Thành tranh đấu với nhau gay gắt, tôi lại không mù thì sao lại không thấy điều này. Nếu không tôi sao lại ủng hộ bất động sản Lĩnh Tiên. Tuy rằng bất động sản Lĩnh Tiên và bất động sản Cát Thành đều có chung một loại sản phẩm, ai cũng rất có lực lượng. Nhưng có thể có cơ hội tọa sơn quan hổ đấu tốt như vậy thì tôi cũng không thể buông tha được. Hơn nữa bất động sản Cát Thành ăn nói cũng quá khó nghe. Tiểu Hạ, cậu lại cho rằng tôi không biết cậu có tác dụng trong những chuyện này sao? Hạ Tưởng cũng biết một số sự việc thì hắn không thể gạt được Trần Phong, chẳng qua không nghĩ tới Trần Phong lại biết tỉ mỉ như vậy. Rất may là hắn và Trần Phong cùng chung một chiến hào, hắn một lòng giúp Trần Phong vượt qua cửa ải khó khăn, không có nhiều tư tâm tạp niệm. Nếu không, chỉ cần có chút động tác nhỏ, chắc chắn là không thể trốn khỏi ánh mắt của Trần Phong. Hạ Tưởng tự kiểm điểm. Nếu tôi có điều gì không đúng, xin thị trưởng Trần phê bình, tôi sẽ khiêm tốn lại để sửa chữa. Trần Phong cười ha hả. Nếu có điều gì cậu làm không đúng thì tôi còn ước gì cậu bỏ đi thật nhanh. Bởi vì việc cậu làm được tốt quá,
vì thế tôi mới luyến tiếc khi cậu rời khỏi. Biết tôi thưởng thức điểm nào của cậu nhất không? Câu hỏi của Trần Phong là câu hỏi không cần trả lời, tự hỏi tự đáp. Hạ Tưởng chỉ lắc đầu, Trần Phong liền nói ra đáp án. Đối nhân xử thế thông minh, làm việc điềm đạm, chắc chắn, không kể công cũng không kiêu ngạo, chưa bao giờ đưa ra yêu sách cho lãnh đạo xử lý. Tiểu Hạ, có một cấp dưới như cậu thì lãnh đạo nào mà chẳng thích. Còn nữa, một ủy ban nhân dân thành phố lớn như vậy, một khi quy hoạch hoặc triển khai giải phóng mặt bằng ở một khu vực nào đó thì không ai trong mắt tôi có thể đảm nhiệm được, ngoài cậu ra. Cậu nói xem, tôi thả cho cậu đi, đúng là rất tổn thất chứ. Kể cả Trần Phong có chút diễn xuất nào bên trong không thì Hạ Tưởng cũng đã bị làm cho cảm động. Một người đường đường là thị trưởng thành phố cấp phó tỉnh lại dùng hình thức nói chuyện thổ lộ tâm tình với hắn, chỉ riêng độ kiên nhẫn và sự chân thành này là đã làm cho người ta phải cảm kích. Trần Phong có là giả vờ thì cũng được, mà thật tâm thì cũng thế, Hạ Tưởng cũng không để ý đến điều này. Lần đầu tiên ở trước mặt Trần Phong, hắn biểu lộ nỗi lòng của hắn. Cảm ơn thị trưởng Trần đã coi trọng tôi. Điều khác thì tôi không dám nói, chỉ có câu này tôi xin nói ra, đó là tôi sẽ vẫn kiên định ủng hộ thị trưởng Trần, hy vọng đến lúc nào đó sẽ được quay lại công tác dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Trần. Trần Phong thản nhiên cười. Tốt lắm, không cần phải biểu lộ lòng chung, hiện tại đã có kẻ bên cạnh sườn lấy trộm cậu để đi theo Lý Đinh Sơn rồi. Bây giờ mà trừng phạt cậu, không khéo điều tốt lại rơi xuống đầu Lý Đinh Sơn, cũng không có gì tốt cả. Tuy nhiên, nếu cậu rời đi thì văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô không có ai có thể thay thế được. Mặt khác cũng có nhiều người không muốn cậu rời khỏi văn phòng tổ cải tạo. Bởi vậy, khi cậu đi khỏi thì tôi sẽ ít đi một viên đại tướng. Hạ Tưởng nói, hiện tại tổ cải tạo có phó chủ nhiệm Khúc và phó chủ nhiệm Ngô, có hai người này thì vẫn duy trì được các hoạt động bình thường. Hơn nữa việc cải tạo thôn nội đô vào lúc này cũng không có nhiều các thế cục phức tạp. Còn các chuyện nhỏ thì hai người này cũng có cũng đủ kinh nghiệm để xử lý, việc lớn thì đã có thị trưởng Trần và trưởng ban Cao đỡ rồi, cũng không lo lắng lắm. Còn nữa, tôi thấy người tên là Trung Nghĩa Bình cũng rất được, có thể giao thêm trọng trách cho anh ta. Tôi tin rằng sau một thời gian ngắn sau thì anh ta cũng có thể một mình đảm đương được một phía. Nếu Trung Nghĩa Bình chẳng may có thời điểm nào có chuyện khó xử thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ đến tôi. Chỉ cần anh ta mở miệng thì chắc chắn tôi không thể chối từ. Hạ Tưởng nói liền một hơi gần nửa ngày, nghĩ thầm rằng dù sao cũng phải làm cho thị trưởng Trần vừa lòng mới được. Hắn còn nói, mặc dù tôi không ở trong tổ cải tạo nữa, nhưng quan hệ sẽ không đứt đoạn. Vì thế xin thị trưởng Trần yên tâm, tôi ở tại huyện An thì lúc nào cũng chờ ngài triệu tập. Trần Phong phất tay, cười nói, đừng nói những lời thượng vàng hạ cám với tôi, cậu đi xuống huyện An cũng là điều tốt, tôi đồng ý. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện và cậu phải đáp ứng. Hạ Tưởng trong lòng kinh hãi. Xin thị trưởng Trần cứ nói. Tôi có đứa con mấy năm sau cũng muốn đi theo nghiệp chính trị. Đợi nó tốt nghiệp, có lẽ lúc đó cậu cũng đã lên được chức phó giám đốc sở, thậm chí giám đốc sở. Lúc đó tôi bảo cháu nó đi theo rèn luyện bên cạnh cậu, cậu thấy thế nào? Tôi chỉ sợ năng lực của tôi không đủ. Có con của lãnh đạo cũ ở bên người cũng là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là vị lãnh đạo đối với mình lại càng thêm tín nhiệm, hoàn toàn tin tưởng vào mình thì mới giao con của ông ta đi theo. Chuyện xấu là cũng không ai biết được cậu con trai của ông ta có điểm nào xấu không. Nếu chẳng may là một nhân vật bán trời không văn tự thì cũng không biết nên làm thế nào. Cho nên điều Hạ Tưởng lo lắng không phải là không có lý. Nếu nói như vậy, trong con mắt cậu thì quan hệ giữa cậu với tôi không bằng quan hệ với trưởng ban dịch. Trần Phong như cười như không nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải đầu hàng. Nhận được sự để mắt của thị trưởng Trần đúng là thật vinh hạnh. Chỉ có điều lúc đó tôi có thể có cấp bậc phó giám đốc sở trở lên thì mới dám dẫn theo tiểu Trần, nếu không được cấp bậc như vậy thì cũng khó nói lắm. Trần Phong cười to. Ý của cậu là tôi còn phải cố gắng kéo cậu lên thêm nữa. Phải cam đoan lúc đó cậu lên được chức phó giám đốc sở. Hai tay Hạ Tưởng xoa vào nhau. Tôi đúng là không có ý tứ này, thị trưởng Trần hoàn toàn hiểu lầm tấm lòng thành tâm của tôi. Trần Phong bỏ qua việc này không đề cập tới, lại thể hiện ra một thái độ xin thỉnh giáo hỏi Hạ Tưởng. Cậu nói xem, bước tiếp theo bí thư thôi có thể có động tác nào với tổ cải tạo hay không? Đây là khảo nghiệm hay chỉ để thử? Hạ Tưởng cúi đầu suy nghĩ hay là mình ăn ngay nói thật?
tạm thời có lẽ là không, bởi vì hiện tại thì tác dụng của tổ cải không lớn như trước kia nữa. Chỉ còn lại mấy thôn nội đô ở trung tâm thành phố, có lẽ là tập đoàn Đạt Tài sẽ ra tay. Tập đoàn Đạt Tài đã muốn, trên cơ bản thì người khác sẽ không có hy vọng, dù sao cũng không có nhiều điều để trì hoãn chuyện này. Bí thư Thôi đảm nhiệm bí thư đã hơn 2 năm, bước tiếp theo ánh mắt ông ta chắc để ở trên tỉnh, tạm thời không có tâm tư để làm việc khác. Nói tới đây, trong lòng Hạ Tưởng khẽ động, theo thông lệ, bình thường thì bí thư thành phố Yến đều lên đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy. Bí thư Thôi mà đi, Trần Phong chắc hẳn là người sáng sủa nhất để tiếp nhận chức phụ bí thư. Lúc đó, vị trí thị trưởng lại trở thành nơi để các thế lực khắp nơi đua tranh. Không biết Tào Bá Bá có hy vọng tiến thêm một bước nữa hay không? Tuy nhiên cũng có chút phức tạp là lý lịch của Tào Bá Bá không đủ mạnh, hậu trường trên tỉnh không đủ độ cứng rắn, mà vị trí thị trưởng thành phố Yến là chỗ mà chạm tay vào có thể bỏng. Tào Bá Bá muốn ngồi trên ngai vàng thị trưởng thì khó khăn rất lớn. Tuy nhiên nếu có sự đề cử mạnh mẽ của Trần Phong, nếu lại có ủng hộ của Phó Bí Thư Lộ thì hy vọng của Tào Bá Bá sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc Hạ Tưởng ngẩng đầu lên nhìn Trần Phong thì thấy trong mắt ông ta đầy tràn ánh mắt nóng bỏng. Trần Phong mỉm cười. Đã minh bạch chưa, tôi có thể lộ trước cho cậu một chút tin tức, nhiều nhất là trong 6 tháng cuối năm nay thì Bí Thư Thôi sẽ được điều lên tỉnh đảm nhiệm chức vụ Phó Bí Thư. Nếu vậy thị trưởng Trần phải đổi thành Bí Thư Trần. Hạ Tưởng thử hỏi thăm dò. Cũng không sợ nói trước cho cậu, bước tiếp theo tôi sẽ chính thức là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy. Tuy nhiên, Trần Phong bất đắc dĩ cười. Cho tới bây giờ thì chính trị đều là kết quả của sự thỏa hiệp. Hạ Tưởng lập tức minh bạch. Phó Bí Thư Lộ phải rút lui. Trần Phong gật đầu. Trên cơ bản thì việc đã được định đoạt, tuy rằng tình thế bây giờ còn rất trong sáng, tuy nhiên 6 tháng cuối năm thì tỉnh sẽ có sự thay đổi lớn. Là tốt là xấu thì hiện tại còn khó nói được. Không có tin tức nào cũng đều là tin tốt, cũng không có tin nào cũng đều là tin xấu, điều lạc quan nhất có lẽ là nửa tốt nửa xấu. Tiểu Hạ, nói điều này cho cậu biết để về sau cậu phải cố gắng lên. Phía trên đã có người giúp đỡ nhưng cuối cùng cũng phải dựa vào mình, khi mình làm ra các thành tích chói sáng thì người khác muốn đè ép cậu cũng không làm được. Ra khỏi văn phòng Trần Phong, Hạ Tưởng thở phào nhẹ nhõm. Điều mà Hạ Tưởng cảm thấy có chút không ngờ chính là Phương Tiến Giang lại cực kỳ sảng khoái đáp ứng để Phương Cách đi tới huyện An. Khi Phương Cách thuật lại với Hạ Tưởng thì y còn mô tả giọng điệu sinh động của Phương Tiến Giang. Chuyện tốt, đi chứ, vì sao không đi? Con nói cho Hạ Tưởng, bảo cậu ấy chuyển lại cho Bí Thư Lý, nói là Phương Tiến Giang tôi rất cảm ơn ông ta giúp tôi quản giáo đứa con. Phương Cách lại nhìn xung quanh không thấy ai, hạ giọng nói nhỏ. Ba tôi lại nói, bảo tôi thay ông ấy cũng cảm ơn anh. Mà quái lạ, ông ấy bảo tôi tạ ơn anh về việc gì, dường như có chuyện gì đối với anh à. Chương 220, nước mắt của Tào Thù Lê. Hóa ra là Phương Tiến Giang cũng biết chuyện hắn sẽ chuyển đến huyện An, chẳng qua là làm ra vẻ nguyên tắc bí mật, còn chưa nói với Phương Cách. Hạ Tưởng thì thôi cho Phương Cách một quyền. Là tôi giới thiệu cho cậu Bí Thư Lý, nếu không thì làm sao mà ông ấy biết cậu được. Cậu lại còn không cảm ơn tôi nữa. Có phải là sợ tôi bắt cậu mời cơm không hả? Một bữa cơm thì ai mà chả mời được. Ăn thì ăn chứ. Nói đi, ăn ở đâu? Cứ thoải mái đi. Phương Cách nổi nóng nói. Vốn ý của Hạ Tưởng cũng không phải là muốn ăn một bữa cơm của y, mà là muốn mượn cơ hội ăn cơm mà mách nước cho y một ít sở thích và tính cách của Lý Đinh Sơn. Cũng muốn ám chỉ cho y chú ý đến một số yêu cầu của bí thư và nội dung công việc cần lưu ý. Cho nên hắn cũng nói, cứ đến quán ăn ở cao ốc quốc tế đi, cách ở đây cũng không xa. Hạ Tưởng luôn có một cảm tình đặc biệt với cao ốc quốc tế. Lần đầu tiên gặp mặt Cao Hải cũng là ở cao ốc quốc tế này. Đồng thời cũng làm quen với Sở Tử Cao, đêm đầu tiên ở chung với Liên Nhược Hạm cũng là ở cao ốc quốc tế. Tóm lại, cao ốc quốc tế để lại cho hắn rất nhiều kỷ niệm. Mặc dù vẫn chưa có thông tin nghe hơi nổi chỗ nào. Nhưng do sự đề cử của Hạ Tưởng, Trung Nghĩa Bình được đề bạt lên làm phó chủ nhiệm tổ cải tạo vẫn khiến cho những người quan tâm để ý, đương nhiên, trong số đó bao gồm cả Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc. Thời gian đã gần đến tháng 2, tiết lạnh mùa xuân làm người ta run rẩy. Khí lạnh rơi rất lại của mùa đông vẫn ảnh hưởng khiến cho thành phố Yến mỗi ngày thêm hẻo lánh. Nhiệt độ không khí rất thấp, Khúc Nhã Hân mặc một cái quần côn thẳng, áo khoác lông dê, xoa một tầng phấn mỏng trên mặt.
trong văn phòng cũng chỉ có hai người là cô và Hạ Tưởng. Khúc Nhã Hân do dự chốc lát rồi vẫn mở miệng hỏi. Chủ nhiệm Hạ, có phải là một thời gian ngắn nữa công tác của anh sẽ có điều chỉnh không? Hạ Tưởng thấy Khúc Nhã Hân cũng nhìn thấu biến hóa, đoán rằng cô quan tâm đến vấn đề mình đi rồi thì ai có thể chống đỡ được mà lo nghĩ cho nên nói. Hiện giờ tôi cũng chưa có thông tin chính xác, phó chủ nhiệm Khúc vẫn cứ nên an tâm công tác đi. Thị trưởng Trần sẽ không bạc đãi người chăm chỉ đâu. Khúc Nhã Hân vừa thấy Hạ Tưởng đoán được tâm tư mình thì không khỏi hơi đỏ mặt. Thôi tôi cứ chúc chủ nhiệm Hạ liên tục thăng chức, về sau đừng có quên bạn bè cũ. Hạ Tưởng cũng nói đùa. Làm sao mà tôi có thể quên phó chủ nhiệm Khúc được cơ chứ? Chị Khúc đoan trang khéo léo, mười phần phong vận, là một biểu tượng của cái đẹp trong trụ sở cơ quan. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ vì tôi được cùng làm với chị Khúc đâu. Hạ Tưởng trêu ghẹo lại làm cho Khúc Nhã Hân không kìm nổi mà tim đập thình thịch, mặt cũng nóng lên. Cô vụng trộm liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy hắn miệng nói như đúng rồi, trên mặt lại không có biểu hiện chút nào là trêu chọc cả thì không khỏi buồn bã trong lòng. Hạ Tưởng cũng thật là, ngoài miệng thì nói cho dễ nghe nhưng chưa từng thấy hắn đưa mắt qua đánh giá mình bao giờ. Thật đúng là một kẻ mặt lạnh. Chẳng lẽ đàn bà có chút tuổi tác thì thực sự không còn hấp dẫn chút nào nữa sao? Khúc Nhã Hân tạm thời quên mất chuyện có thể chấp nhận việc Hạ Tưởng thăng chức hay không mà rơi vào suy tư tiếc nuối. Đến tháng 3, theo làn gió xuân thổi tới, trên đường phố ở thành phố Yến bắt đầu có ít màu xanh. Bước chân của mùa xuân tới càng lúc càng gần, mọi người đã ấm ách cả mùa đông giờ cũng thanh thản nhẹ nhàng hơn. Cùng lúc đó, một tin tức nho nhỏ lan truyền nhanh chóng trong văn phòng tổ cải tạo thôn Nội Đô, chủ nhiệm Hạ đã được điều sang huyện An làm phó chủ tịch huyện. Chủ nhiệm Hạ, có phải thật thế không? Làm sao anh có thể nói đi là đi được, bỏ mặc chúng tôi sao? Trung Nghĩa Bình với niềm vui sướng vì được thăng lên làm phó chủ nhiệm còn chưa phai nhạt thì đột ngột nghe thấy tin tức này, vội vàng tìm đến Hạ Tưởng chứng thực. Ngô Cảng Đắc cũng hấp tấp nói. Chủ nhiệm Hạ, tổ cải tạo dưới sự lãnh đạo của anh đánh đông dẹp bắc, dũng cảm tiến lên. Tôi không dám hình dung nếu như không có chủ nhiệm Hạ thì tổ cải tạo sẽ thành ra thế nào nữa. Ngàn vạn lần chớ đi, chủ nhiệm Hạ, nếu không thì tôi sẽ đau lòng lắm. Không ngờ là Ngô Cảng Đắc lại còn có cái bài này, Hạ Tưởng tức cười, nói. Nhưng mà thật sự là phải đi, chờ xác định cụ thể rồi tôi nhất định sẽ tâm sự với mọi người. Tôi cũng không muốn rời mọi người đâu, nhưng có điều bất kể là ở lại văn phòng tổ cải tạo hay là được điều đi thì đều là do công tác yêu cầu, đều phải phục tùng sự an bài của lãnh đạo cấp trên. Lão Ngô, tôi cũng không đi xa mà, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về thăm hỏi mọi người được mà. Hạ Tưởng biết nếu như đã có thông tin vỉa hè lan tràn thì có thể thấy được mọi chuyện đã tiến triển đến giai đoạn sau cùng, phỏng chừng rất nhanh là có thể nói chuyện với bên tổ chức. Trung Nghĩa Bình đỏ mắt. Chủ nhiệm Hạ, anh đi rồi thì chúng tôi phải làm sao bây giờ? Tôi lấy ai làm gương, lấy ai làm chuẩn mực đây? Nghe nói Phương Cách cũng phải đến huyện An, có phải là anh sắp xếp để hắn cùng đi với anh không? Tôi cũng theo anh đến huyện An có được không? Trong lời nói của Trung Nghĩa Bình có chút vô lý, có điều cũng biểu lộ tình cảm chân thực. Hạ Tưởng vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Tiểu Trung à, ở đâu cũng đều là nơi công tác cần, đều là đất dụng võ cả. Chịu khó đi theo phó chủ nhiệm Khúc và phó chủ nhiệm Ngô. Chờ đến lúc tôi quay về thành phố Yến, hy vọng cậu có thể gánh được trọng trách. Trung Nghĩa Bình nghe ra ý tứ ẩn trong câu nói của Hạ Tưởng. Tôi sẽ cố gắng, chủ nhiệm Hạ cứ yên tâm đi. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, sau khi xử lý mọi chuyện trong văn phòng, hết giờ làm Hạ Tưởng lái xe tới học viện kiến trúc đón Tào Thù Lê, tranh thủ biểu hiện tốt một chút bởi vì gần đây Tào Thù Lê với hắn cãi nhau mà chơi trò không gặp mặt. Hạ Tưởng mua một bó hoa, lại mua cả một con gấu trong phim hoạt hình mà cô bé thích nhất. Sau đó, trong ánh mắt hâm mộ và ghen tị của vô số các nữ sinh, hắn tay trái ôm hoa tay phải ôm con gấu, gõ cửa phòng ký túc xá của Tào Thù Lê. Cuối tuần quả nhiên là thời gian thư giãn, trong ký túc xá chỉ có hai người, Tào Thù Lê và Lam Miệt, những người khác đều đi vắng, hiển nhiên là không ra ngoài hẹn hò thì cũng đi chơi tẹt ga. Tào Thù Lê đang dựa trên bàn viết, cũng không biết là đang say sưa viết những gì. Là Lam Miệt mở cửa, vừa thấy Hạ Tưởng xuất hiện thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi lập tức sáng mắt lên. Hoa đẹp quá, gấu đáng yêu quá. Sau đó lại nhìn Hạ Tưởng mấy lần. Lại nói một câu làm Hạ Tưởng cũng phải đỏ mặt. Anh chàng đẹp trai quá.
Tào Thù Lê không quay đầu lại. Lam Miệt, mau đóng cửa lại. Đừng để ruồi bọ vào phòng, lại càng tránh bị một số kẻ xấu xông vào. Lam Miệt lập tức thể hiện phẩm chất trọng sắc khinh bạn ưu tú. Cô đón Hạ Tưởng tiến vào, đóng cửa lại, cười tủm tỉm nói. Tớ không thấy người xấu, chỉ thấy một anh chàng đẹp trai ngời ngời rất đặc biệt. Có phải là tìm cậu hay không đây? Nếu không thì tớ tiếc của sẽ nhận hết cả đồ lẫn người đấy. Tào Thù Lê vẫy tay ra phía sau lưng. Mau mang đi đi, lấy hết tất cả đi. Tuyệt đối không có ai tranh với cậu đâu. Ai thích thì cứ lấy, tớ chả thèm. Lam Miệt lén lút đi tới trước mặt Hạ Tưởng, nghịch ngợm cúi xuống bên tai hắn khẽ nói. Phối hợp với tôi đi được không? Tôi giúp anh trêu cho Thù Lê vui lên. Lam Miệt mặc một bộ đồ ở nhà bằng vải cotton, hơi giống áo ngủ, nhưng lại rất bó sát người, toàn thân đường cong cao thấp đều lộ hết ra. Cô có cái cổ thon dài tuyệt đẹp, nhất là vành tai rất ưa nhìn, đáng yêu mà trong suốt. Lúc cô tới gần, có vài cọng tóc bay trên mặt Hạ Tưởng, làm hắn ngứa ngáy lại ngượng ngùng không muốn gạt ra. Hơn nữa, trên người cô tản mát một hương thơm ngát dễ ngửi, vừa giống như mới dùng sữa tắm, lại tựa như là mùi thơm tự nhiên của cơ thể, làm cho Hạ Tưởng không tự chủ được mà nhớ tới câu nói, trời sinh hương thơm của người phụ nữ. Mùi hương của Lam Miệt quyến rũ nhất trong số những mùi hương của phụ nữ mà Hạ Tưởng từng biết, cũng là mùi thơm khiến cho người ta vừa thấy đã say mê lưu luyến nhất. Hạ Tưởng quên cả điều muốn nói. Lam Miệt lại nhỏ giọng bảo. Không cần mở miệng, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Hạ Tưởng liền gật đầu. Sau đó thật sự là bị tóc của Lam Miệt làm cho ngứa không chịu nổi, ngẩng đầu muốn gạt mấy sợi tóc ấy ra. Không ngờ, vì không để ý rằng Lam Miệt đang đứng quá gần. Hơn nữa, thân mình lại nghiêng về phía trước, tay hắn lại đang đưa lên cho nên vô tình đã đụng phải nơi cao nhất trước ngực Lam Miệt. Tuy rằng chỉ khẽ chạm vào, nhưng cảm xúc mềm mại và co giãn lại rất rõ rệt, lập tức làm cho người ta liên tưởng đến những hình ảnh đồi núi phong phú bên trong lớp vải quần áo. Hạ Tưởng có chút xấu hổ, lại nhớ ra mình thật đúng là ngốc hết sức, lùi lại phía sau một bước là được rồi, cần gì phải đưa tay lên gạt. Nhưng hắn thấy Lam Miệt chỉ thoáng đỏ mặt. Rồi sau đó lại tựa như không có chuyện gì đứng thẳng lên thì trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Tào Thù Lê đang giận hắn, nếu phát hiện ra hắn với Lam Miệt không cẩn thận mà có cái gì đen tối thì không đổ thêm dầu vào lửa nữa mới là lạ. Lam Miệt ra hiệu im lặng với Hạ Tưởng, sau đó lớn tiếng nói. Thù Lê, cậu thật sự là đến cả hoa người ta mang tới cũng không cần hử. Không cần, không cần. Tào Thù Lê vẫn không thèm quay đầu lại, vẫn liên tục viết trên giấy. Lam Miệt đắc ý cười. Thù Lê thật sự là quá hào phóng rồi, thế tớ lấy hết nhé. Đi nào, chúng ta đi ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến thôi. Nói xong, Lam Miệt kéo cửa ra, trước hết đẩy Hạ Tưởng ra bên ngoài, tiếp đó cô cũng bước ra, lại còn dùng sức đóng sập cửa vào. Bọn tớ đi trước đây, Thù Lê, bye bye. Hạ Tưởng với Lam Miệt đứng trước cửa phòng, lặng yên không một tiếng động lắng nghe động tĩnh trong phòng. Một phút. 2 phút rồi 5 phút đồng hồ trôi qua, bên trong vẫn không hề có một thanh âm nào. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ Tào Thù Lê cứ nhẫn tâm như thế, không hề lo lắng hắn bị người ta đoạt đi mất sao? Một việc nhỏ xíu không cần phải tức giận đến nỗi thế chứ. Từ khi hắn quen biết Tào Thù Lê đến nay, cô bé còn chưa bao giờ tức hắn quá 5 phút đồng hồ. Hạ Tưởng nhịn không được nữa, không để ý đến Lam Miệt lắc đầu ngăn cản, đẩy cửa ra luôn, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Tào Thù Lê đang nín thở đứng chờ ở ngay cửa, mắt mở thật to, môi mím chặt, cố nén cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Bị lừa rồi. Hạ Tưởng lúc này mới biết cô bé rất thông minh, đã sớm đoán được kế sách của Lam Miệt cho nên cố ý lén lút trốn ở phía sau cửa đọ độ nhẫn nại với Hạ Tưởng. Kết quả là hắn thua. Tào Thù Lê rốt cục cười ra tiếng. Đồ trứng thối xấu xa. Có giỏi thì đi đi, đi càng xa càng tốt, ai thèm gặp anh. Thế anh đi thật nhé. Anh đi huyện An, về sau 2 tháng, không 3 tháng về một lần. Hạ Tưởng xoay người giả bộ bước đi, lại bị Tào Thù Lê kéo lại giữ chặt lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ tủi thân, nước mắt lưng tròng. Không cho đi, vốn là anh không đúng, anh lại còn giành hơn thua với em. Làm sao mà anh lại chẳng hiểu biết gì thế hả? Được rồi, đến cả câu không hiểu chuyện cũng nói ra rồi. Hạ Tưởng lập tức cảm giác như mình bị rơi vào lớp mẫu giáo. Hắn xoay tay giữ chặt tay Tào Thù Lê. Khóc khóc cười cười, cãi nhau, bản lĩnh của em cũng không nhỏ đâu.
anh đi công tác ở huyện An, lại là cùng đi với bí thư Lý. Mà bác Tào cũng đã đồng ý, em cũng đừng giận dỗi nữa. Anh có phải là đi huyện Bá đâu, huyện An cách thành phố có vài chục cây em thôi mà. Tào Thù Lê kéo Hạ Tưởng vào ký túc xá. Lam Miệt cũng nhón chân tiến vào, chỉ cười cười, không nói lời nào, lén lút ngồi lên trên giường, xem Hạ Tưởng với Tào Thù Lê giận dỗi. Hạ Tưởng thật là bất đắc dĩ. Cái bóng đèn Lam Miệt này cũng sáng quá đi, ít nhất cũng phải 2 cây W. Trong lòng Tào Thù Lê vẫn có chút không vui, quả thật cô không muốn để Hạ Tưởng rời xa khỏi mình. Hạ Tưởng quay về thành phố Yến một năm, hai người gần như hàng ngày đều gọi điện thoại, luôn luôn gặp mặt, lại còn ăn cơm ở nhà với nhau hàng tuần nữa. Rồi thì chỗ ở của Hạ Tưởng cách trường học cũng gần. Tất cả những điều đó làm cho cô có một cảm giác sâu sắc rằng mình và Hạ Tưởng ở cùng một chỗ, không chia lìa lúc nào. Bây giờ sớm đã quen với sự tồn tại và ân cần chăm sóc của Hạ Tưởng, quen làm nũng ồn ào trước mặt hắn, hắn lại đột nhiên muốn đến huyện An. Huyện An mặc dù nói là không xa, nhưng dù sao cũng không ở nội thành. Vài chục cây em nói gần cũng gần, nhưng nói xa thì cũng xa, lái xe cũng mất tới hơn 1 giờ. Vừa nghĩ đến chuyện không thể bất cứ lúc nào cũng gặp mặt Hạ Tưởng được, lại vừa nghĩ tới trong cuộc sống hàng ngày đột nhiên thiếu đi sự góp mặt của hắn. Vừa nghĩ tới cũng không thể gặp mỗi lúc nhớ hắn, lại nghĩ đến chỗ hắn ở cách trường học không tới mấy trăm thước, trong lòng vô cùng kiên định, cô đã thấy sao mà khổ sở. Mặc dù có Lam Miệt ở đây, nhưng Tào Thù Lê càng nghĩ càng thương tâm, vẫn sụt sịt cái mũi. Lam Miệt xoa xoa mắt, thở dài. Con gái có xinh đẹp, có tinh khiết đến mấy đi nữa, một khi yêu vào là rơi vào bể khổ trần gian, rốt cuộc không thể bay lượn được. Bởi vì trong lòng có vướng bận, bởi vì luôn luôn có một người đàn ông làm mình đau lòng. Hạ Tưởng đang lau nước mắt cho cô bé, càng lau càng nhiều thì luống cuống. Nguy, vỡ đê rồi. Lam Miệt, mau đi ra sơ tán mọi người đi, không có chả mấy chốc mà cả tòa nhà này lụt lớn. Lam Miệt không có động tĩnh gì, không hề có chút ý thức gì rằng mình đang là kỳ đà cản mũi. Cô rút tờ giấy ra đưa cho Hạ Tưởng. Lau nước mắt cho Thù Lê tử tế đi. Anh không biết, ở ký túc xá của chúng tôi, Thù Lê chính là cô tiên bé nhỏ hay cười đáng yêu nhất. Từ sau khi quen biết anh thì yêu đời hơn không ít, nhưng mà nghiêm trọng là anh rất ít khi làm cô ấy đau lòng. Tào Thù Lê lại bị Hạ Tưởng làm cho phải bật cười, đẩy cái khăn của Hạ Tưởng ra. Không thèm lau, cứ kệ để mặt nước mắt đi ra ngoài để cho mọi người đều biết là anh bắt nạt em. Rồi lại giành lấy cái khăn, lau lau vài cái trên mắt. Thôi vậy, lau đi cho anh đỡ đắc ý. Em khóc thì anh có cái gì mà đắc ý chứ? Hạ Tưởng có chút khó hiểu. Chuyện này có một điển cố đấy. Lam Miệt ở bên cạnh phụ trách giải thích. Từng có một sinh viên nam vẫn theo đuổi Thù Lê, theo đuổi lâu lắm rồi mà không được, anh ta không cam tâm cho nên nói với Thù Lê là cô đừng cao ngạo như công chúa không bằng, một ngày nào đó cô sẽ khóc vì một cậu sinh viên khác. Lam Miệt liếc mắt nhìn Tào Thù Lê một cái, thấy cô không có ý phản đối thì nói thêm. Thù Lê nói là cô sẽ không khóc nhè vì một cậu sinh viên, vĩnh viễn sẽ không. Hạ Tưởng nghiêm trang gật đầu. Cô bé Lê nói đúng. Quả thực là bé ấy không khóc vì một cậu sinh viên nào cả. Anh không phải là sinh viên trẻ người non dạ, anh là người đàn ông đã chín chắn trưởng thành rồi. Tào Thù Lê nín khóc mỉm cười, bổ nhào vào trong lòng Hạ Tưởng, dụi mạnh vào trong lòng hắn vài cái. Lau nước mắt luôn lên áo anh, không cho anh trốn mất. Lam Miệt đứng bên cạnh bịt mắt lại. Quá cảm động, tớ không chịu nổi. Rồi lại lắc đầu. Rất buồn nôn, tớ thích đấy. Vốn là Hạ Tưởng phải đón Tào Thù Lê về nhà ăn cơm, nhưng hôm nay vừa lúc lại là sinh nhật của Lam Miệt. Theo sự đề nghị của Tào Thù Lê, Hạ Tưởng đành phải đồng ý đi ăn cơm cùng cô và Lam Miệt. Ngẫm lại tố chất làm bóng đèn chuyên nghiệp của Lam Miệt, Hạ Tưởng cũng vô cùng cảm tạ Lam Miệt đã hết sức hỗ trợ. Cho nên nhắn gắp cho cô những món cô thích ăn, lại còn mua bánh ngọt cho cô nữa, làm cho cô cảm động chớp mắt mãi, ánh mắt nhìn về Hạ Tưởng cũng lấp lánh hơn. Cùng Tào Thù Lê trở về nhà họ Tào, cô bé đã không còn việc gì nữa, không ngừng cười khanh khách, làm cho Hạ Tưởng thầm cảm thán trong lòng. Kỳ thật ở cùng Tào Thù Lê là nhẹ nhàng nhất, vui sướng nhất. Cô dễ giận dỗi nhưng không giằng co, cô cũng quấn lấy người ta nhưng biết chừng mực. Cô cũng có thể làm núng, nhưng biết nắm chắc thời cơ, luôn làm cho người ta có cảm giác vừa phải. Trên thế giới này, mỗi người đàn bà đều có một ưu thế đặc biệt. Tào Thù Lê cũng không ngoại lệ.
ưu điểm lớn nhất của cô chính là dễ dỗ dành, mặc dù thông minh nhưng tuyệt sẽ không ra vẻ ta đây. Hạ Tưởng thấy cô bé và Vương Vu Phân đang bên cạnh thầm thì, còn bất chợt nhìn hắn rồi lại còn cười cười nữa thì biết ngay là cô lại đang nói xấu mình, liền cười bảo. Nói xấu sau lưng người ta, xấu, em còn chưa nói xấu anh đâu, đồ hẹp hòi. Tào Thù Lê làm cái mặt quỷ với hắn. Em đang khen anh là có sức hấp dẫn, rõ ràng là Lam Miệt cực kỳ thích anh, nó toàn hỏi em chuyện về anh thôi. Thế em không nói cho cô ấy biết là được rồi. Như thế sao được, em đâu có nhỏ mọn như vậy chứ. Tào Thù Lê vẻ mặt đắc ý, dương dương tự đắc nói. Thứ tốt thì mọi người phải cùng nhau chia sẻ, mà nói lại, mọi người càng thích anh thì chứng tỏ ánh mắt em cũng được chứ sao. Tào Vĩnh Quốc cười ha hả. Không sợ người khác cướp mất Hạ Tưởng à? Không sợ, các cô ấy còn non lắm. Sự ca ngợi của Tào Thù Lê làm Hạ Tưởng cũng không khỏi cảm thấy cao hứng trong lòng. Có điều cô bé lại so sánh tiếp làm cho hắn cảnh giác hơn. Hạ Tưởng quen nhìn vẻ đẹp của chị Liên rồi, người bình thường không lọt vào mắt anh ấy được đâu. Là cố ý hay vô tình đây? Hạ Tưởng thiếu chút nữa thì hết hồn. Hắn vẫn tự thừa nhận là không chịu đựng nổi sức hấp dẫn của Liên Nhược Hạm. Vài ngày sau, người của ban tổ chức tới tìm Hạ Tưởng nói chuyện, chính thức nói với hắn chuyện muốn hắn đến huyện An làm phó chủ tịch huyện, Hạ Tưởng đương nhiên là tất cả phục tùng sự an bài của tổ chức. Sau đó, Phương Cách trực tiếp bị huyện ủy huyện An lấy danh nghĩa là điều tạm cán bộ điều đi, đi trước đến huyện An luôn. 3 tháng cuối cùng, quyết định bổ nhiệm Lý Đinh Sơn đảm nhiệm chức vụ bí thư huyện ủy huyện An chính thức được công bố. Thạch Bảo Lũy tiếp nhận chức phụ bí thư huyện ủy huyện Bá. Triệu Kiến Tô tiếp nhận chức vụ chủ tịch huyện, cục diện chính trị của huyện Bá đã hoàn thành giai đoạn quá độ một cách vững vàng. Có lẽ là do Sử Lão an bài tỉ mỉ, 1 tháng sau Lý Đinh Sơn nhậm chức bí thư huyện ủy của huyện An. Hội đồng Nhân dân huyện An được tổ chức, Lý Đinh Sơn thuận lợi được bầu làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân của huyện An. Do đó một người kiêm 2 chức vụ, có thể nói là nắm đại quyền. Cuối tháng 4, Hạ Tưởng được đề cử làm phó chủ tịch trong Ủy ban Nhân dân huyện An. Sau cuộc bầu cử của Hội đồng Nhân dân huyện An, Hạ Tưởng thuận lợi được bầu làm phó chủ tịch huyện. Chương 221, nữ phó bí thư huyện ủy 28 tuổi. Hạ Tưởng tạm rời khỏi cương vị công tác ở chính quyền thành phố Yến nên cũng không tổ chức tiệc chia tay rầm rộ làm gì. Nhưng cũng gây ra chấn động không nhỏ, bởi vì Trần Phong cố ý muốn tiễn Hạ Tưởng một đoạn đường. Thị trưởng thành phố ra mặt đưa tiễn, phó thị trưởng thường trực Tào Vĩnh Quốc, phó thị trưởng Đàm Long cùng với bí thư thị ủy Cao Hải đều đi cùng hết. Hơn nữa, mấy chục người của văn phòng tổ cải tạo cũng tới. Đội ngũ tiễn đưa có thể nói là rất đồ sộ. Trần Phong chuyển lời người khác cho Hạ Tưởng. Buông tay đi làm, đừng sợ khó khăn. Nếu làm tới phó chủ tịch huyện sẽ có ý niệm nắm quyền chấp chính. Hạ Tưởng tỏ vẻ thụ giáo bằng thái độ thành khẩn. Tào Vĩnh Quốc và Đàm Long không nói gì. Cao Hải cầm tay Hạ Tưởng, vô cùng cảm khái. Tốc độ trưởng thành rất nhanh, ngàn vạn lần đừng kiêu ngạo. Có điều căn cứ vào hiểu biết của tôi đối với cậu, có khi cậu còn khiêm tốn cẩn thận hơn tôi ấy chứ. Ha ha, chờ mong ngày Đinh Sơn và cậu trở về thành phố Yến. Với đề nghị của Hạ Tưởng, cuối cùng Khúc Nhã Hân được bổ nhiệm là chủ nhiệm của tổ cải tạo, thăng cấp lên phó cục trưởng. Trung Nghĩa Bình cũng chính thức trở thành cán bộ nhà nước cấp phó trưởng phòng. Lần cáo biệt này với một lần cáo biệt trước ở huyện Bá khác nhau rất lớn. Hạ Tưởng không có cảm xúc buồn bã của nỗi buồn ly biệt. Dù sao huyện An không phải là phạm vi quản hạt của thành phố Yến, cách thành phố Yến cũng gần. Đồng thời, bởi vì có một lần đấu tranh kinh nghiệm cho nên sau khi tới huyện An với Lý Đinh Sơn, tất cả mọi thứ đều thuận lợi, cho tới bây giờ cũng không có vướng mắc gì. Cho nên hắn cũng thả lỏng cảnh giác đối với chuyện liên thủ của Chủ tịch huyện Khâu Tự Phong và Phó Bí Thư Mai Hiểu Lâm đã được nói lúc trước. Huyện An nằm ở phía tây của thành phố Yến, tất cả đều dựa vào Đại Hành Sơn, là một huyện lắm núi nhiều hồ. So về ưu thế với huyện Bá thì huyện An có sẵn nguồn tài nguyên du lịch, giao thông cũng coi như tiện lợi. Tuy rằng đất ít, nhưng lại là một số đất tốt đẹp. Hơn nữa, khí hậu trong núi ôn hòa, có thể trồng trọt đa phần các loại cây ăn quả thông thường. Cho nên huyện An cũng không tính là một huyện nghèo ở tỉnh Yến. Đương nhiên, cũng chẳng phải là một huyện giàu có gì, trong huyện cũng không có gì đặc sắc, không có khía cạnh nào là nổi bật hơn nhất cả. Thị trấn huyện An và thành phố Yến có đường giao thông của tỉnh đi ngang qua, tình hình giao thông coi như không tệ. Hạ Tưởng đeo ba lô,
vừa không để cho thành phố Yến phái người đưa đi, cũng không thông báo cho huyện An phái người đến đón, một mình ngồi xe khách đường dài chạy tốc hành từ thành phố Yến đến huyện An, giống như một du khách bình thường, ngồi trong một góc xe, hai mắt ngắm nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ. Vừa ra khỏi thành phố Yến không lâu là có thể nhìn thấy núi non trùng điệp. Đúng là mùa xuân về hoa nở, trên triền núi trụi lùi bắt đầu phủ thêm một tầng xanh mướt, hoa cỏ ven đường cũng bắt đầu xanh tươi trở lại mặc dù thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Hạ Tưởng vẫn mở hé cửa kính xe, để cho không khí thanh tân trong núi tràn vào trong xe. Gió lạnh thổi, ý nghĩ liền vô cùng thanh tịnh. Vốn hắn một mình ngồi ở ghế đôi, sát vào bên trong, dựa vào cạnh cửa sổ. Lúc đi qua một trấn nhỏ, một số người đi xuống, lại khá nhiều người đi lên. Hạ Tưởng cũng không lưu ý đến đám người từ trên đi xuống, vẫn nhìn không chuyển mắt cảnh phía ngoài cửa sổ. Hắn cảm thấy chỗ trống bên cạnh có người ngồi vào nhưng cũng không quay đầu sang nhìn. Dù sao cũng không quen biết, có nhìn cũng vô ích, chẳng thà không nhìn cho xong. Sau một lúc ô tô khởi động, hắn cảm giác người bên cạnh không ngừng dùng mình vài cái. Một lúc sau, ô tô chạy nhanh hơn. Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào lại càng lớn, cảm giác mát lạnh đổ ập vào người, người bên cạnh hắn rốt cục không nhịn được. Đề nghị cậu đóng cửa sổ lại được không? Đừng có chỉ lo đến mình trúng gió mà không tính đến cảm thụ của người khác. Xe ô tô là nơi công cộng, xin đừng có vì một mình cậu mà ảnh hưởng tới mọi người. Là giọng nói của một cô gái, tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, có điều khẩu khí có chút không tốt. Vốn chỉ là một câu chuyện bình thường thôi. Cô không nên nói ra bằng giọng điệu châm chọc đó, ít nhiều cũng làm cho người ta nghe xong có cảm giác không thoải mái. Hơn nữa, Hạ Tưởng cũng chỉ mở hé cửa sổ ra có một cái khe nhỏ, gió cũng chỉ có thể thổi đến chỗ hắn, lại bị cô nói như thế, cứ làm như là hắn mở hẳn cả một cái cửa sổ ra, làm hại toàn bộ mọi người đi cùng trong xe vậy. Hạ Tưởng quay đầu lại vừa thấy bên trong là một cô gái chừng 27, 28 tuổi, mặc một cái áo màu xanh đen, quần màu than chì. Trên cổ còn quàng một cái khăn màu nâu đất, xét tổng thể thì màu sắc hơi tối. Có điều cô có cái mũi cao dọc dừa, miệng nhỏ nhắn, ánh mắt trong sáng rõ ràng, làn da trắng. Chỉ là lúc ánh mắt nhìn người ta thì trong mắt tất cả chỉ đều là sự đánh giá và lạnh lùng như băng, cứ như là tất cả mọi người nợ cô cái gì vậy. Đã từng gặp nét kiều diễm của Liên Nhược Hạm và vẻ xinh đẹp của Tào Thù Lê, cô gái trước mắt tuy rằng cũng coi như là tư sắc thượng thừa. Có điều ở trong mắt Hạ Tưởng thì không đến mức có cảm giác kinh diễm. Đương nhiên, sự thành thục và phong vận của cô thì Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê không thể so sánh với được. Nhưng mà đẹp thì đẹp thế thôi chứ ánh mắt của cô thì quá mức sắc bén, làm cho vẻ xinh đẹp của cô lại như một vầng hào quang chói mắt, làm cho người ta không thể có cảm giác thân thiết nổi, càng không có tâm tư thưởng thức. Mặc dù cô nói như thế không dễ nghe chút nào, Hạ Tưởng vẫn cười cười với cô, sau đó đóng cửa sổ lại, không nói nữa. Cô gái cũng không nói gì thêm nữa, cũng không liếc mắt nhìn Hạ Tưởng lấy một lần, tựa vào chỗ dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Qua mười mấy phút đồng hồ sau, cô đột nhiên ho khan. Lúc đầu chỉ ngẫu nhiên ho một hai tiếng, chốc lát sau càng lúc càng ho dữ dội, rất có xu hướng thành bị cảm. Hạ Tưởng cảm thấy tuy rằng vừa rồi cô nói chuyện có chút khó chịu, nhưng vẫn quan tâm hỏi một câu. Cô không sao chứ? Có sao? Cô gái cực kỳ bất mãn nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái. Nếu không phải vì vừa rồi cậu mở cửa sổ thổi gió lạnh vào thì tôi cũng sẽ không bị cảm. Nói cho cùng, đều tại cậu hết. Hạ Tưởng nhìn thoáng qua trong xe, nói. Không thể trách tôi hoàn toàn chứ. Trong xe có không ít chỗ trống, là tự cô muốn ngồi ở bên cạnh tôi. Lúc cô ngồi xuống là tôi còn đang nhìn ra cửa sổ, phải nói là cô tự mình chủ động lại chỗ lắm gió lạnh này ngồi, tại sao lại còn trách tôi? Nếu tôi ngồi xuống thì cậu phải cân nhắc đến chuyện quan tâm chiếu cố cho người khác thì cũng có thể chủ động đóng cửa sổ vào chứ. Cậu không những không đóng cửa sổ, làm hại tôi bị cảm, bây giờ lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, làm sao cậu lại là người không biết điều gì hết thế. Tôi nghĩ cô không hiểu rõ rồi, chính là cửa sổ ở chỗ tôi vốn đã mở bởi vì tôi thích chỗ gió thổi. Cô nếu không thích bị lạnh thì nên tìm một chỗ không có cửa sổ phòng hộ bị đóng mà ngồi chứ. Hạ Tưởng quả thật là bực mình rồi, cũng đã thấy những người không biết phải trái gì rồi nhưng chưa thấy ai không biết phải trái đến mức này, hơn nữa, nói chuyện với người ta còn lạnh như băng. Cũng chẳng ai nợ gì cô ta cả, chẳng cần thiết phải nhường nhịn làm gì. Chính là tự bản thân cô ra ngồi đầu gió, rồi sau đó mới bị cảm, nói trắng ra chính là tự làm tự chịu, cô lại còn đến trách tôi.
thế giới này đâu ra đạo lý như thế hả? Cô gái bị Hạ Tưởng nói cho á khẩu không trả lời lại được, miệng há hốc ra mà nói không ra lời. Cô sửng sốt một lát rồi dứt khoát đứng dậy, ngồi vào chỗ bên cạnh, vẫn không quên hung hăng trừng mắt lườm Hạ Tưởng một cái. Cãi chày cãi cối. Hạ Tưởng không để ý tới cô. Đối với những người hay nói ngang ngạnh, bực tức với người ta sẽ là một lựa chọn không sáng suốt, cuối cùng chẳng những bị người ta làm cho tức điên lên, mà còn thành ra tầm thường. Xe đến thị trấn huyện An, Hạ Tưởng xuống xe, hỏi thăm trụ sở của huyện ủy, vừa may cách chỗ xuống xe cũng không xa, cho nên hắn đi bộ đến. Thị trấn huyện An không lớn, nhưng so với huyện Bá thì cũng vẫn lớn hơn đáng kể, hơn nữa, cũng phồn hoa hơn, ít nhất nhìn qua giống như quy mô thị trấn của một thành phố hơn. Trên đường người đến người đi rất náo nhiệt, ô tô, xe ba bánh, thậm chí còn có cả xe ngựa, chạy rối cả lên. Hạ Tưởng thành thật đi trên vỉa hè, còn suýt chút nữa bị một ông nông dân già đi xe đạp tông phải, không khỏi cười lắc lắc đầu, thầm ta thán, cách thành phố Yến không xa, tuy nói không đến mức phồn hoa nhưng quả thực về trật tự hệ thống cũng khác biệt một trời một vực. Có điều ngẫm lại cũng không có gì đáng trách cả, công tác cơ sở chính là như thế, phải ở gần dân chúng mới thấy được rõ ràng. Hạ Tưởng đi chừng 10 phút đồng hồ thì đến trước cửa Ủy ban Nhân dân huyện. Ở huyện An, huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện không tách riêng mà ở cùng một trụ sở. Trên cửa song song dán hai tấm bảng, lần lượt viết, trụ sở Đảng ủy huyện An và trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện An. Cổng có hai cánh sắt, trên cánh cổng sắt, rỉ sét loang lổ, vừa vào qua cổng thì thấy còn có một phòng bảo vệ, bên trong có một ông bảo vệ già đang ngủ gà ngủ gật. So với mức độ cảnh giới cao ở Ủy ban Nhân dân thành phố thì Ủy ban Nhân dân huyện An chẳng khác gì không hề cảnh giác. Hạ Tưởng thấy ông bảo vệ đang ngủ say thì cũng không quấy rầy, cất bước đi vào bên trong. Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói nghiêm khắc. Đứng lại, cậu là ai? Ở đơn vị nào? Đến huyện ủy có việc gì? Xin mời đến phòng bảo vệ đăng ký đã. Nếu như câu nói chỉ dừng lại ở đó thôi thì cũng chẳng có gì. Nhưng lại có một số người nói chuyện cứ luôn thích châm chọc cạnh khóe, cứ như không nói thế thì rất khó chịu vậy. Cậu nghĩ cậu là ai? Trụ sở huyện ủy là chỗ cậu muốn đến thì đến à? Trụ sở huyện ủy không phải là cái chợ. Có thể nói, câu bổ sung đó hoàn toàn là vô nghĩa, nhưng đúng là bởi vì nó vô nghĩa cho nên mới làm cho người ta nghe xong là thấy vô cùng khó chịu. Hạ Tưởng khẽ nhíu mày. Vì cái gì mà thế giới này luôn luôn có những người thích làm phức tạp hóa những vấn đề đơn giản nhỉ? Rõ ràng chỉ là một chuyện bình thường có thể làm cho người ta vui vẻ làm cho xong, lại cứ muốn nhiều lời thêm vào vài câu khó nghe vô nghĩa, làm cho người ta nghe xong rất mất hứng. Chẳng lẽ có một số người trời sinh đã là người thích tạo ra rắc rối? Hạ Tưởng không cần quay đầu lại cũng đã nghe được ra, chủ nhân của giọng nói chói tai phía sau chính là cô hàng xóm đã mâu thuẫn ầm ĩ với hắn trên xe ô tô. Với pha ầm ĩ vừa rồi của cô ta thì ông già bảo vệ nửa ngủ nửa tỉnh cũng lập tức giật mình tỉnh dậy, cuống quýt đi ra khỏi phòng bảo vệ ngăn Hạ Tưởng lại. Cậu đến đăng ký đi, sao không nói tiếng nào đã xông vào bên trong rồi hả? Ở đây là trụ sở huyện ủy, bên trong đều là các vị đầu não, cậu không thể trêu vào được đâu. Nhìn cậu tuổi còn trẻ tôi sẽ không mắng cậu. Lần sau chú ý nhé. Hạ Tưởng cũng không làm khó một người bảo vệ, hơn nữa, xem bộ dáng của ông già thì không đến 60 cũng phải hơn 50 tuổi rồi, coi như là trưởng bối. Hắn cười cười gật đầu. Bác họ gì, vừa rồi cháu thấy bác buồn ngủ cho nên mới ngại gọi bác. Với lại, cháu cũng không phải người ngoài, về sau sẽ đi làm ở trong này cho nên cũng không cần đăng ký. Cô gái kia đứng bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn Hạ Tưởng. Cậu đến đây đi làm ư? Cậu tên là gì? Cuối cùng là đến làm ở bộ phận nào? Kỳ thật nếu chỉ nói đến đây rồi dừng là coi như câu hỏi bình thường được rồi. Không ngờ là cô nàng này tạm dừng một chút rồi lại nói thêm một câu nữa. Chỉ bằng vào hành động của cậu, ngồi trên xe mà không thèm để ý đến cảm nhận của người khác là tôi dám chắc bất kể là cậu công tác ở phòng ban nào cũng sẽ không được người ta chào đón đâu. Hạ Tưởng trong lòng đã tức giận rồi. Vốn định giáp mặt đột lại một hai câu, nhưng nghĩ đến lúc ở trên ô tô cũng không ai nói gì với nhau cả, bây giờ lại tranh cãi nữa thì cũng chẳng khác gì cãi nhau, cho nên hắn bảo. Cô đừng nói nữa, cô thật đúng là nói sai rồi. Tôi đã từng công tác ở một số địa phương, ở cùng với mọi người rất vui vẻ. Cho nên mời cô thu hồi lại sự độc đoán của mình, không cần đưa ra kết luận. Khi nói chuyện,
Hạ Tưởng đã điền xong tên họ và đơn vị trên sổ đăng ký khách đến mỏng toẹt ở cửa phòng bảo vệ. Ông già cầm lên vừa thấy lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói. Hạ, Phó Chủ tịch huyện Hạ, ngài chính là Phó Chủ tịch huyện Hạ mới tới ư? Cô gái vừa nghe nói Hạ Tưởng chính là người sắp tiếp nhận chức vụ Phó Chủ tịch huyện thì cũng sững sờ tại chỗ, hơi hơi sợ run lên một lát, rồi cuối cùng vẫn chủ động vươn tay ra. Tôi đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện An, hoan nghênh Phó Chủ tịch huyện Hạ đến công tác ở huyện An. Tôi là Mai Hiểu Lâm. Phó Bí Thư Mai ư. Mai Hiểu Lâm đều là Thái tử Đảng ở Bắc Kinh với Khâu Tự Phong ư. Hạ Tưởng cũng vô cùng kinh ngạc, lẽ ra bằng vào thân phận của Mai Hiểu Lâm, đi đến một trấn nhỏ ở huyện An thì chắc hẳn là sẽ ngồi xe đặc biệt đi, làm sao lại một mình lên xe đỏ chứ? Phó Bí Thư chắc chắn là có xe riêng rồi. Chỉ có một phó chủ tịch huyện xếp hạng cuối như hắn, bằng vào thực lực kinh tế của huyện An thì chưa chắc đã có thể có xe riêng. Hạ Tưởng thấy đối phương khách khí thì hắn cũng khách sáo nói. Hóa ra là Phó Bí Thư Mai, thật đúng là khéo quá. Chuyện trên ô tô, tôi đặc biệt xin lỗi Phó Bí Thư Mai. Đúng là tôi đã vô tâm quá. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng chuyện Mai Hiểu Lâm một mình lẻ loi đi xe ô tô công cộng. Bất kể là vì việc công hay việc tư cũng làm cho hắn có cái nhìn tôn trọng hơn. Ít nhất cô còn có tính cách hành động độc lập, làm bộ dạng cũng tốt, tính cách cũng tốt như thế, so với những người còn trẻ đã đắc chí chỉ thích tỏ vẻ hoành tráng thì còn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù tính tình của cô có chút cổ quái, con người ai cũng đều có một điểm phức tạp riêng, nhưng ít nhất cách cô đi ra ngoài bằng xe công cộng cũng khiến Hạ Tưởng sinh ra hảo cảm. Mai Hiểu Lâm cười nhạt, dùng giọng điệu thoải mái nói. Chuyện đã qua rồi, không nhắc tới cũng được. Phó Chủ tịch huyện Hạ làm sao lại ngồi ô tô khách đến thế? Sao không gọi điện thoại trước, bên ủy ban huyện cho xe đón anh một chút có phải tốt không? Phó Chủ tịch huyện đến nhậm chức mà lại ngồi xe công cộng, bủn xỉn quá mức. Là thử hay là châm chọc? Hạ Tưởng cười thầm, cũng không có nghĩ nhiều, nói thực suy nghĩ trong lòng. Không có gì, vốn là thành phố Yến cách huyện An cũng không xa. Tự mình đi xe công cộng thì hơn một giờ là tới. Nếu chờ xe đến đón, vừa phải chờ đợi mà lại vừa tạo ra sức ép. Rất là phiền toái, với lại, Phó Bí Thư Mai chẳng phải đã là một tấm gương tốt đó sao? Tự mình đi xe đò ra ngoài mà. Mai Hiểu Lâm hiển nhiên rất tự hào với hành động đi xe đò của mình, thấy Hạ Tưởng nói thế thì có chút tự đắc nở nụ cười. Thân là cán bộ lãnh đạo, nên làm gương tốt, đừng nên chỉ hô khẩu hiệu mà không thực hiện. Kinh tế huyện An còn chưa tốt, bình thường chúng ta ra ngoài làm việc, có thể đi xe đò thì cố gắng đi xe đò, chẳng những có thể tiết kiệm chi phí công tác, còn có thể thâm nhập trong dân chúng, hiểu được dân chúng thực sự cần gì. Một câu nói ấy đã làm cho những định kiến của Hạ Tưởng về Mai Hiểu Lâm tiêu tan, lần đầu tiếp xúc đã không còn nhận định rằng cô và Khâu Tự Phong khống chế cục diện chính trị ở huyện An, tước quyền lực của Lý Đinh Sơn như thế nào. Ngoại trừ tính cách có chút ngạo mạn lại không phân rõ trái phải. Thật ra tác phong của cô khá cụ thể, cũng có một tấm lòng vì dân. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Mai Hiểu Lâm không cố ý ra vẻ. Hạ Tưởng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi hoàn toàn tán thành lời này của Phó Bí Thư Mai. Có khi nhu cầu đích thực của dân chúng ở cơ sở không truyền đến tai chúng ta. Chỉ có thực sự đi lẫn vào cùng họ mới có thể nghe được suy nghĩ của họ. Không ngờ rằng hôm nay tôi tới huyện An lại gặp Phó Bí Thư Mai cải trang vi hành. Thật sự là may mắn. Mai Hiểu Lâm bị Hạ Tưởng khen đến nỗi khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Cô cùng Hạ Tưởng vừa đi về hướng tòa nhà văn phòng, vừa nói chuyện. Chưa nói đến cải tranh vi hành, chính là có người kêu oan, nói là bí thư đảng ủy xã Đán Bảo mượn cớ mở rộng gieo trồng cây ăn quả mà ở giữa kiếm lời đút túi riêng, huyện ủy phái người điều tra lại nói là việc đó không có thực. Tôi không quá tin tưởng cho nên tự mình đi tìm hiểu. Kết quả thế nào? Hạ Tưởng vừa nghe thấy thế thì cũng hứng thú. Bình thường cán bộ lãnh đạo bị dân chúng kiện cáo 10 phần đều có vấn đề. Dân chúng khá thành thật, trừ phi gặp phải khốn cảnh đến không thể sống nổi, bình thường rất ít kiện cáo. Có thể nói, để cho người dân vu cáo cán bộ lãnh đạo thì trên cơ bản là không có. Chỉ cần là chọc cho dân phải khiếu nại thì như thế cán bộ lãnh đạo không thể nói là không có chuyện được, mà khả năng có thật ít nhất cũng phải 99%. Kết quả tôi đến thăm mấy nhà làm nông, thật đúng là không có vấn đề đó. Có thể thật sự đúng là có đối thủ trả đũa, cố ý tung tin đồn. Mai Hiểu Lâm bộ dạng trầm tư, lắc lắc đầu. Danh tiếng của Lệ Triều Sinh,
bí thư đảng ủy xã Đán Bảo luôn không tồi. Mấy năm nay, công tác của xã Đán Bảo cũng triển khai được khá tốt. Còn đang nói chuyện thì hai người đã đi tới dưới lầu. Lúc này, từ trong tòa nhà có một người đi ra, thân hình cao lớn, mặt vuông vắn, không béo không gầy, hình thể bảo trì rất khá, vừa có vẻ cường tráng của vận động viên lại có cả sự nho nhã của thư sinh. Rất hiếm gặp cả hai loại phong cách này trên cùng một người, có thể nói là tướng mạo đường hoàng, làm cho người ta vừa nhìn thấy sẽ không tự chủ được mà thầm trầm trồ khen ngợi. Mai Hiểu Lâm vừa nhìn thấy người này thì tiến về phía trước một bước, mỉm cười. Chủ tịch huyện Khâu, thật là khéo quá, vừa lúc để tôi giới thiệu một chút, phó chủ tịch huyện mới đến nhậm chức, Hạ Tưởng. Phó chủ tịch huyện Hạ, vị này chính là chủ tịch huyện Khâu. Trên mặt Khâu Tự Phong hiện lên một tia kinh ngạc, hơi ngẩn ra, lại lập tức lộ ra nụ cười khoan hậu. Hoan nghênh phó chủ tịch huyện Hạ. Chương 222, hiện tượng kỳ lạ. Nói hoan nghênh thì rõ nhiệt tình, lại chỉ khẽ nắm tay Hạ Tưởng một cái rồi buông ra ngay và sau đó không hề để ý đến hắn nữa, quay mặt ra nói với Mai Hiểu Lâm. Phó Bí Thư Mai, hôm nay thu hoạch thế nào? Địch ý, từ sự lãnh đạm của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng đã nhận ra địch ý rõ ràng. Xem ra, Khâu Tự Phong biết rất rõ quan hệ của mình và Lý Đinh Sơn, cũng hiểu rằng bản thân một phó chủ tịch huyện như mình nhất định sẽ liên thủ với Lý Đinh Sơn. Chỉ có điều là vì sao không nhìn thấy sự phản cảm của Mai Hiểu Lâm đối với mình nhỉ? Ngoại trừ chuyện cửa sổ rồi dẫn đến mâu thuẫn không vui kia, sau khi Mai Hiểu Lâm biết được thân phận phó chủ tịch huyện của hắn thì ngược lại thái độ lại tốt lên nhiều. Chẳng lẽ là chuyện Mai Hiểu Lâm và Khâu Tự Phong liên thủ vẫn được đồn đại là giả hay sao? Không có thu hoạch gì cả. Nói đến chuyện ở xã Đán Bảo, cảm xúc của Mai Hiểu Lâm cũng có chút trùng xuống. Cô khoát tay áo nói với Khâu Tự Phong. Chủ tịch huyện Khâu có việc thì cứ đi trước đi. Tôi đưa phó chủ tịch huyện Hạ lên lầu được rồi. Khâu Tự Phong không nói nhiều lời, gật gật đầu, nhìn cũng không thèm nhìn liếc Hạ Tưởng một cái, xoay người lên xe đi luôn. Mai Hiểu Lâm dường như không ý thức được rằng Khâu Tự Phong cố tình lờ Hạ Tưởng đi. Cô chỉ về phía trước. Phòng làm việc của anh ở lầu 3, có muốn tôi đưa anh lên nhìn xem không? Thôi, không cần làm phiền phó bí thư Mai, tôi tự đi lên cũng được rồi. Hạ Tưởng bây giờ chỉ muốn đi lên lầu nghỉ ngơi rồi sau đó đi tìm Lý Đinh Sơn nói chuyện. Mai Hiểu Lâm cũng không ép, nói. Tốt lắm, vậy tôi bận việc đi trước đây. Nói rồi cô xoay người rời đi, mới đi được vài bước, cô lại đột nhiên đứng lại. Phó chủ tịch huyện Hạ, có một câu tôi vẫn muốn nói với anh. Anh còn rất trẻ tuổi, còn trẻ hơn tôi vài tuổi nữa, xem như tuổi trẻ đầy triển vọng, phải nói là rất có tiền đồ. Có điều đừng nên hồ đồ trong một số chuyện đại sự, đứng sai đội ngũ cũng không tốt đâu. Hạ Tưởng chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Tính tình của Mai Hiểu Lâm có chút cổ quái nhưng so với Khâu Tự Phong thì còn dễ tiếp xúc hơn. Ít nhất sau khi cô biết được thân phận của hắn thì chỉ có khách khí hơn chứ không hề có chút biểu lộ bất mãn nào. Vốn hắn còn cho rằng Mai Hiểu Lâm có lẽ không liên thủ với Khâu Tự Phong, nhưng không ngờ là câu nói sau cùng của cô vẫn làm bại lộ ý tưởng thực sự của cô. Trong những vấn đề trọng đại, cô sẽ bảo trì sự nhất trí với Khâu Tự Phong. Kệ thôi, quản nhiều sao được. Hạ Tưởng lắc lắc đầu, sau đó đi lên lầu. Tới trên lầu tìm được chánh văn phòng ủy ban Hứa Lương, bảo y đưa chìa khóa văn phòng. Hứa Lương chừng 30 tuổi, cao gầy, mặt dài nhỏ, mắt nhỏ, lúc cười rộ lên ánh mắt híp lại gần như không nhìn thấy gì. Thấy Hạ Tưởng gặp mình muốn lấy chìa khóa, y nhiệt tình bưng trà rót nước cho Hạ Tưởng. Lại tự phê bình bản thân không làm tốt công tác tiếp đón, làm cho phó chủ tịch huyện Hạ phải đích thân lại đây, là y công tác còn sơ sót, tình nguyện chấp nhận sự phê bình của phó chủ tịch huyện Hạ. Hứa Lương chính là muốn nói mấy lời hay xem phản ứng của Hạ Tưởng thế nào. Y tuy rằng đã biết là phó chủ tịch huyện mới đến sẽ là một người trẻ tuổi, nhưng mà sau khi gặp người thật rồi, trong lòng vẫn có chút ghen tị với tuổi trẻ của Hạ Tưởng, lại có điểm bất mãn nữa. Ngẫm lại y lăn lộn mười mấy năm trong quan trường, hiện giờ mới là một chánh văn phòng ủy ban cấp phòng thôi. Mà Hạ Tưởng thì tính toán xít sao ra cũng mới tiến vào quan trường được 2-3 năm thôi mà đã bỏ lên tới vị trí phó chủ tịch huyện rồi. Thật sự đúng là che già măng mọc. Có điều Hứa Lương tức thì tức, trên mặt vẫn không hề toát ra chút cảm xúc bất mãn nào. Bởi vì tuy y ghen tị thì ghen tị thật nhưng cũng quen với những hiện tượng quái lạ ở huyện An này rồi. Kỳ thực, sau khi bầu cử hội đồng nhân dân huyện An,
hạ tưởng đã sớm đi cùng với các nhân viên các cơ quan hữu quan của thành phố Yến đến huyện An rồi. Có điều sau khi bầu cử kết thúc, xác định rằng hắn sẽ đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch huyện, hoàn thành các giao tiếp tổ chức rồi thì bởi vì có việc lại phải về thành phố Yến một chuyến, xử lý nốt chuyện. Nói cách khác, thủ tục bình thường đã coi như xong, chẳng qua là chưa chính thức đi làm mà thôi. Hôm nay hẳn là xem như ngày đầu tiên chính thức đi làm. Huyện An cũng là một huyện cực kỳ bình thường, nhưng bởi vì nguyên nhân chủ tịch huyện Khâu Tự Phong mà lại trở nên không bình thường. Khâu Tự Phong năm nay mới 30 tuổi, mà khi y lên làm chủ tịch huyện thì còn chưa tới 30. Ngẫm lại xem, một chủ tịch huyện mới 30 tuổi, so với những huyện khác thì có muốn không làm cho người ta chú ý cũng không được. Thế còn chưa hết, cũng không lâu sau, lại có một vị phó bí thư được điều tới. Chẳng những là một phó bí thư nữ, mà tuổi còn mới xấp xỉ 28. Trời đất ạ, nữ phó bí thư 28 tuổi. Có còn để cho những cán bộ đã phấn đấu mười mấy năm ở cơ sở bên dưới sống nữa hay không đây? 28 tuổi, rất nhiều người còn chưa đến cấp phòng, lại càng không cần phải nói đến chuyện nhậm chức trưởng phòng. Thế mà người này thì ngược lại, 28 tuổi đã nhậm chức cấp phó huyện. Lập tức huyện An trở thành ngôi sao sáng trong tất cả các huyện của thành phố Yến. Không phải bởi vì giá trị sản lượng kinh tế được tăng cao, cũng không phải bởi vì có sự kiện gì trọng đại về mặt chính trị mà chỉ bởi vì có hai cán bộ đảng và chính quyền trẻ tuổi quá. Đang lúc mọi người còn chưa hết kinh ngạc, còn đang bàn tán không ngừng thì đùng một cái lại truyền đến tin tức kinh người, huyện An sắp có phó chủ tịch huyện Hạ Tưởng, 25 tuổi, là cán bộ cấp phó huyện trẻ tuổi nhất trong lịch sử huyện An. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian cực ngắn, huyện An đã trở thành huyện có đề tài khiến người ta chú mục nhiều nhất trong tất cả các huyện và thị trấn trực thuộc thành phố Yến. Một huyện có một vị chủ tịch huyện mới 30 tuổi đã đủ khiến cho người ta giật mình rồi. Đồng thời lại còn có một vị phó bí thư mới 28 tuổi và một phó chủ tịch huyện mới 25 thì quả thực giống như là cuộc đua tranh giữa những nhân tài tuổi trẻ tài cao. Các huyện xung quanh đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa rồi mà gần như đều là khiếp sợ, muốn nói cũng nói không ra lời. Cũng không phải là tất cả mọi người đều biết lai lịch của Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm. Nhưng kể cả là những người không biết bọn họ là thái tử đảng, chỉ cần hơi có tư tưởng chính trị là ai nấy đều rõ ràng, hai người tuyệt đối là rất có lai lịch. Nhất là chủ tịch huyện và phó bí thư, đều là những chức vụ trọng yếu, không có hậu trường, không có bối cảnh thì làm sao có thể trẻ tuổi như thế đã nắm giữ quyền cao chức trọng cho được. Đối với việc Hạ Tưởng chỉ mới 25 tuổi đã đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, mọi người ngoại trừ việc khiếp sợ vì tuổi hắn còn trẻ thì sự chú ý đối với hắn ngược lại lại không bằng sự chú ý dành cho Mai Hiểu Lâm. Chức vụ chỉ là phó chủ tịch huyện, tầm quan trọng của Hạ Tưởng không thể so sánh được với Mai Hiểu Lâm. Mặc dù hắn còn ít hơn Mai Hiểu Lâm 3 tuổi nhưng tuổi tác trên chính trường rất dễ vượt qua. Từ vị trí phó chủ tịch huyện đến phó bí thư là không dễ dàng qua mặt được. Mai Hiểu Lâm đảm nhiệm chức phó bí thư. Sau khi hết nhiệm kỳ gần như chắc chắn có thể sẽ tăng thêm lên một bậc nữa. Mà chức phó chủ tịch huyện của Hạ Tưởng thì không lạc quan được như chức phó bí thư. Bởi vì đã có rất nhiều sự thật làm ví dụ, rất nhiều chức phó trong cơ quan chính quyền thường chỉ làm một lần là mai danh ẩn tích. Đồng thời, cũng là bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ lai lịch của Hạ Tưởng, biết hắn là thuộc phe chính của thị trưởng Trần, từng đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Cho nên tất cả mọi người đều đương nhiên cho rằng Hạ Tưởng có thể đến huyện An làm phó chủ tịch huyện thì nhất định là kết quả do một tay thị trưởng Trần xử lý. Tâm lý mọi người luôn tò mò với những gì không biết rõ hoặc hơn nữa là những gì tràn ngập vẻ thần bí. Đúng là bởi vì tất cả mọi người đều không biết rõ lắm về lai lịch của Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm cho nên sự chú ý dành cho bọn họ vượt xa cả sự chú ý dành cho Hạ Tưởng, trong đó, sự chú ý tập trung vào Mai Hiểu Lâm là nhiều nhất. Dù sao, quan trường là thiên hạ của đàn ông, quan chức là nữ trước giờ đều rất thưa thớt, cho dù là có, bình thường cũng chỉ là cấp phó ở một số bộ phận phòng ban không quá quan trọng. Cực kỳ ít có người nào là phụ nữ đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng, lại càng ít có người đảm nhiệm chức phó bí thư. Gần như không có tiền lệ 28 tuổi đã là phó bí thư huyện ủy, cho nên ánh mắt của mọi người gần như là đều tập trung vào trên người Mai Hiểu Lâm. Có điều so sánh với sự cường ngạnh của Khâu Tự Phong và cái gan dám đối đầu với bí thư của y, sau khi nhậm chức biểu hiện của Mai Hiểu Lâm tựa hồ rất tầm thường và khiêm tốn. Thậm chí đến cả xe riêng mà huyện ủy trang bị cho cô cũng rất ít dùng đến. Trừ khi đi đến thành phố Yến hoặc huyện khác,
chỉ cần là ở trong phạm vi huyện An và có tuyến xe bus thì cô nhất định sẽ ngồi xe bus đi công chuyện. Với hành động đó của cô, có người thì khen ngợi, nhưng có người lại bảo là cô làm bộ. Bất chấp tất cả, Mai Hiểu Lâm vừa lên nhậm chức đã khiến khắp nơi chú ý. Mặc dù có rất nhiều tin đồn này nọ nhưng cô vẫn làm theo ý mình. Cho dù sau này tân nhiệm bí thư Lý Đình Sơn đến nhậm chức, cô cũng vẫn trước sau như một, vừa không thu liễm tí nào mà cũng không thể hiện hơn. Thân là tránh văn phòng ủy ban, Hứa Lương trực tiếp báo cáo công việc với Khâu Tự Phong. Tuy y tiếp xúc với Mai Hiểu Lâm không nhiều lắm nhưng Mai Hiểu Lâm dù sao cũng là phó bí thư phụ trách về nhân sự, quyền cao chức trọng, cũng là người mà y phải cẩn thận hầu hạ. Đối với Hạ Tưởng thì không phải như thế. Trong sự cung kính của Hứa Lương thì hơn phân nửa là do thói quen mà ra, là một hành động ứng xử với cấp trên theo thói quen. Kỳ thật trong thâm tâm y, đối với Hạ Tưởng lại có một chút cảm giác xem thường. Mới có 25 tuổi, bất quá là một thằng danh trai trai thôi, có thể có bản lĩnh gì. Không chừng là gặp phải vận may gì đó, được thị trưởng Trần coi trọng rồi không ngờ lại sắp xếp cho hắn xuống dưới là phó chủ tịch huyện. Chuyện trên quan trường thật đúng là không có cái gì là chắc chắn cả. Có đôi khi phân biệt đối xử, kém nửa năm tư cách và sự từng trải thôi là đã không được rồi. Có đôi khi lại đặc biệt đề cao, chẳng theo một thang bậc hay tiêu chuẩn nào cả. Tốt và không tốt chẳng phải chỉ là một câu trong miệng lãnh đạo. Huống chi, chức danh của Hạ Tưởng lại chỉ là một phó chủ tịch huyện xếp hạng sau cùng, được phân công phụ trách quản lý văn hóa, giáo dục, môi trường kỳ thật đều là những đơn vị phòng ban chẳng có nước non gì. Trong tay hắn cũng không có lắm quyền lực, đi vào huyện An với danh nghĩa là phó chủ tịch huyện, nhưng trên thực tế không khác gì một người để đó không dùng. Trên thì có chủ tịch huyện Khâu Tự Phong, việc lớn việc nhỏ đều phải hỏi đến. Lại còn có phó chủ tịch huyện Thường Trực Thịnh Đại cũng là một người thích nắm quyền hành. Hạ Tưởng có tư cách và sự từng trải còn nông, tuổi lại trẻ, ở trong ban bệ chính quyền, có lẽ nói chuyện cũng chẳng có người nào nghe. Có điều Hứa Lương đã đảm nhiệm chức chánh văn phòng ủy ban nhiều năm rồi, ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ diễn kịch vô cùng nhuần nhuyễn. Chánh văn phòng chính là một tay ấm trà, một tay tài liệu, lãnh đạo duỗi tay trái là lần lượt trình tài liệu lên, duỗi tay phải là đưa ấm trà lên. Chính xác là người làm công tác chuyển tiếp. Gặp người trên thì sẽ e dè sợ sệt với người trên. Dẫn dắt người dưới thì nắm đúng mấu chốt giữa bên dưới và lãnh đạo. Không phải là việc mà người thường có thể làm được hết. Hạ Tưởng cũng không phải là mới bước chân vào quan trường, không phân biệt được rõ ràng sự nhiệt tình ngoài mặt của Hứa Lương. Cho dù trong lòng hắn hơi có không vui nhưng cũng sẽ không thể hiện ra ngoài mặt ngay trực tiếp. Trên quan trường chính là như thế, trước khi có thực lực. Người khác đều đã có các loại ý tưởng, anh không thể làm cho ai cũng phải tôn kính anh từ tận sâu thẳm trong lòng. Trừ khi anh thực sự tạo ra thành tích, nếu không, tất cả đừng bàn. Hạ Tưởng thì không hề ra vẻ phó chủ tịch huyện trước mặt Hứa Lương, mà lại vô cùng khách sáo nói. Chánh văn phòng Hứa nói quá lời rồi, tôi thấy tự mình đến đây cũng được, không muốn làm phiền mọi người. Đưa chìa khóa cho tôi tự đi là được rồi. Hạ Tưởng có trẻ hơn nữa thì cũng là phó chủ tịch huyện. Hắn đã muốn tự mình đi thì Hứa Lương quả thật nếu không đi cùng thì rất là không xứng làm cái chức chánh văn phòng ủy ban. Khi thấy thái độ của Hạ Tưởng rất được thì trong lòng cũng cân bằng hơn rất nhiều, cầm chìa khóa mượn cớ đi trước dẫn đường, đưa Hạ Tưởng đến phòng làm việc của hắn. Hạ Tưởng đi theo phía sau Hứa Lương, thấy y bước đi bước ngắn nhưng lại cực nhanh, dẫm bước và tiết tấu vừa độ, biết y là một người lão luyện. Có ánh mắt lại đã nhiều năm phục vụ trên quan trường rồi. Đối với người như thế này, thái độ cần bảo trì khoảng cách không xa không gần, không cố ý tranh thủ cũng không cố ý chèn ép. Bởi thân là người đã lão luyện trốn quan trường, lại đảm nhiệm chức phụ chánh văn phòng, chỉ cần không có trở ngại phía trên, Hứa Lương nhất định sẽ cố gắng duy trì cục diện yên ổn đoàn kết tốt. Hứa Lương đưa Hạ Tưởng đi xem hết văn phòng rồi còn nói. Phó chủ tịch huyện Hạ có việc gì cần hay phân phó gì cứ tìm tôi. Nếu tạm thời phó chủ tịch huyện Hạ không có việc gì khác thì tôi bận chút xin đi trước. Hạ Tưởng tự mình đưa Hứa Lương ra tới cửa. Vất vả cho chánh văn phòng Hứa rồi. Từ sự nhiệt tình của chánh văn phòng Hứa cũng có thể nhìn ra, anh là một đồng chí công tác rất có trách nhiệm. Hứa Lương vừa đi, Hạ Tưởng mới buông lỏng tâm tình xuống, nhìn kỹ lại phòng làm việc thực sự thuộc về mình. Cơ cấu bố trí ở huyện An không khác mấy ở huyện Bá. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện ở cùng một trụ sở, nhà tập thể có chút xưa cũ, nhìn qua có vẻ như lâu lắm rồi nhưng bên trong trang hoàng coi như không tồi.
Văn phòng Hạ Tưởng không tính là lớn, cũng chia thành trong ngoài hai gian, bố trí cũng xem như là được. Salon không phải là rất cũ nhưng cái bàn thì hoàn toàn mới. Lại còn có một ít đồ dùng văn phòng phẩm cũng bày đặt tự động. Thậm chí, đến một hộp ghim cũng cẩn thận đặt ở chỗ có thể với tay là tới được. Các giấy tờ bản thảo, bút máy bút bi đầy đủ mọi thứ. Từ những chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được, Hứa Lương là một người cẩn thận. Chỉ có một chánh văn phòng đủ cẩn thận thì nhân viên cấp dưới mới chú ý đến những điểm nhỏ nhặt như thế trong khi bố trí văn phòng làm việc của lãnh đạo. Nói tóm lại, Hạ Tưởng coi như vừa lòng với sự bố trí trong văn phòng. Có lẽ cũng có nguyên nhân là bản thân hắn yêu cầu không cao. Hắn thậm chí còn cho rằng trong văn phòng bất kể là cái bàn hay là bố trí chung, còn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Khâu Tự Phong cho dù không chấp nhận, không quan tâm đến hắn hơn đi chăng nữa cũng không để hắn khó chịu ở văn phòng và các trang bị công tác. Điều này cũng nói lên là Thái tử Đảng chính là Thái tử Đảng, nhưng quan niệm chính trị bất đồng, cho dù là đối thủ cũng sẽ không tầm thường đến mức gây khó dễ cho nhau ở những việc nhỏ. Hạ Tưởng thích đối thủ có tố chất, có nguyên tắc. Hiển nhiên, Khâu Tự Phong thân là Thái tử Đảng thì đã có xuất thân tốt đẹp rồi, cho phép y có thể kiêu ngạo một chút trong các thủ đoạn và cách hành xử, cũng có thể cứng rắn cương quyết một chút, nhưng không có nghĩa là trong các thủ đoạn nhỏ nhỏ cũng thế. Hắn nghỉ ngơi một lát, uống một chén trà tự pha thật là ngon, đang định cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Đinh Sơn thì có người gõ cửa. Là Phương Cách. Phương Cách vừa vào cửa liền ngạc nhiên vui mừng nói. Chủ nhiệm Hạ, sao giờ anh mới đến? Sau đó lại ý thức được là bây giờ gọi là chủ nhiệm Hạ thì đã không ổn cho nên lại sửa lại. Hiện giờ nên gọi là Phó Chủ tịch huyện Hạ rồi. Ha ha, em đến đây đã lâu lắm rồi. Thật là chờ đợi đến mòn con mắt. Phương Cách vẫn có bộ dạng có chút lỗ mãng như thế, Hạ Tưởng cũng không còn trông mong rằng gã có thể thành thục trong khoảng thời gian ngắn, liền cười nói. Cậu là thư ký của bí thư Lý, ngóng trông tôi để làm cái gì? Phải nhớ kỹ, nhất định phải làm tốt vị trí của mình. Phương Cách không cho là đúng, nói. Người khác không biết chứ em chẳng lẽ cũng không biết sao? Bí thư Lý với anh chính là một sáng một tối, là người cùng một đường. Bí thư Lý cũng nhắc đến anh vài lần, nói anh cũng nên đến rồi. Nói chuyện phiếm vài câu, đừng nhìn Phương Cách cử chỉ không đủ ổn trọng, có điều dù sao cha gã cũng là trưởng ban tổ chức cán bộ, tầm mắt vẫn không tồi, cũng nhìn thấu điểm phức tạp trong thế cục ở huyện An. Chủ tịch huyện Khâu không đơn giản, có đôi khi nói chuyện rất mạnh và cứng rắn, có đôi khi lời nói và việc làm đều rất có quyết đoán. Hơn nữa, đại đa số mọi chuyện lại để cho mọi người tìm không ra sai sót, lẽ ra là một vị chủ tịch huyện tốt. Có điều vẫn kiêu ngạo, không phục bí thư Lý. Muốn khiêu chiến quyền uy của bí thư, tư tưởng chủ nghĩa cá nhân bành trướng nghiêm trọng. Hạ Tưởng vui vẻ. Quả nhiên là công tử nhà trưởng ban tổ chức cán bộ, giọng điệu nói chuyện rất quan liêu. Nói xem, cậu làm sao lại biết là tôi tới rồi? Em ở trên lầu gặp phó bí thư Mai, chị ấy nói cho em biết. Phương Cách vừa nhắc tới Mai Hiểu Lâm thì ánh mắt đã sáng lên. Hạ ca, anh đừng nói nhé, bộ dạng phó bí thư Mai thật đúng là không tồi. Không phải là kiểu vẻ đẹp khiến người ta vừa gặp đã đương nhiên động tâm, nhưng chỉ cần nhìn nhiều hơn một chút sẽ phát hiện ra nội hàm rất đẹp của chị ấy, chính là loại em rất thích. Đã nói là Hạ ca rồi, Hạ Tưởng biết Phương Cách đang nói lời nói thật. Bình thường lúc nào gã kích động hoặc là nói thật cái gì thì đều thích gọi hắn là Hạ ca. Hạ Tưởng liền cười thầm, không muốn gã phải làm phi công trẻ lái máy bay bà già, liền thiện ý nhắc nhở gã. Đừng có nói linh tinh về lãnh đạo. Phó bí thư Mai mà cậu cũng có thể tùy tiện thích được à? Cô ấy còn lớn hơn tôi 3 tuổi, so với cậu thì còn lớn hơn càng nhiều. Đừng có suy nghĩ lung tung. Làm sao hả, nghĩ cũng không được à? Phương Cách không có vẻ phục. Phó bí thư Mai thì làm sao? Là lãnh đạo thì sao chứ? Ngoại trừ chức vụ của chị ấy ra thì rõ ràng chị ấy là một phụ nữ, cũng có nhu cầu. Chẳng qua là lớn hơn em vài tuổi. Vừa may em chính là thích phụ nữ lớn tuổi một chút, biết yêu người ta, sẽ không giống như mấy cô bé, nhõng nhẽo mệt lắm. Chương 223, người đã từng là bạn thân nhất của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đành phải khoát tay. Được rồi, không nói đến đề tài này nữa. Cẩn thận không nói ra quen miệng rồi nhớ bị người khác nghe được thì không vui đâu. Đi nói bí thư Lý một tiếng là đến giờ ăn trưa rồi đấy.
tòa nhà làm việc có 3 tầng là phòng làm việc của bên chính quyền. Từ tầng 4 đến tầng 5 là phòng làm việc của huyện ủy. Lý Đình Sơn ở tầng 4. Vừa đến giờ nghỉ buổi trưa, Hạ Tưởng đi xuống lầu trước, vừa đến dưới lầu đã thấy Cổ Hợp lái xe chờ ở trước cửa. Hắn không khách sáo gì ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Lý Đình Sơn đã ngồi trong xe rồi. Hạ Tưởng và Lý Đình Sơn nhìn nhau cười, nói. Bí thư Lý, huyện An tên là huyện An, trên thực tế cũng không bình an, so với huyện Bá thì thế cục còn lắm vấn đề phức tạp hơn. Lý Đình Sơn gật đầu. Ở huyện Bá, tôi là bí thư, cậu là thư ký, cũng là thư ký cấp cao nhất. Ở huyện An, tôi là bí thư, cậu là phó chủ tịch huyện, cấp bậc trước mắt là phó huyện. Tôi có lẽ ở huyện An không đến một năm nữa. Có điều tôi hy vọng, một năm sau cậu có thể vào thường vụ được. Lời này chính là ngầm nói, năm đó một Hạ Tưởng ở cấp phó phòng còn có thể không sợ Lưu Thế Hiên. Hiện giờ hắn ở cấp phó cục, lại càng nên không sợ Khâu Tự Phong mới đúng. Trước đó vài ngày, Cổ Hợp đã gặp qua Hạ Tưởng một lần ở thành phố Yến. Y tận mắt nhìn thấy Hạ Tưởng trong một thời gian ngắn, từ một kẻ không có cấp bậc gì là thư ký của bí thư huyện ủy, đã thăng lên ngai vàng của phó chủ tịch huyện thì trong lòng cũng vô cùng cảm khái, cho nên lại nói đùa. Lại chả mấy chốc nữa đâu, phó chủ tịch huyện Hạ sẽ không quen biết gì Cổ Hợp tôi nữa. Cho dù phó chủ tịch huyện Hạ dám quen biết, tôi cũng không dám nhận quen. Chỉ có 2 năm đã làm đến phó chủ tịch huyện rồi, tôi vẫn còn dẫm chân tại chỗ đứng nguyên đó, đến cả một cô vợ cũng chưa tìm được. Hạ Tưởng cười thoi cho Cổ Hợp một phát. Đừng có lôi kéo em đi làm quen lằng nhằng. Cái gì mà kêu là phó chủ tịch huyện Hạ, nói chuyện với nhau thì gọi em là tiểu Hạ là được rồi. Về phần chuyện vợ con của anh thì không thể trách người khác được, chỉ có thể trách anh lá gan không lớn, da mặt không dày. Trong thời gian một năm anh ở lại huyện Bá, làm sao lại không tìm được ai cả hử? Trưởng ban Đỗ muốn giới thiệu Trương Tín Dĩnh cho tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Không ngờ Trương Tín Dĩnh kia tuy rằng cũng nghĩ tôi là anh hùng cứu người, nhưng lại nói là tôi không đủ đen, không đủ cao, không đủ gầy. Sau này tôi nghĩ lại xem như là hiểu ra, cô ấy hoàn toàn là lấy cậu ra làm tiêu chuẩn mà nói tôi. Cổ Hợp vừa nói vừa khởi động ô tô lái ra khỏi trụ sở huyện ủy. Rất là làm tổn thương lòng tự tôn của tôi liền quyết định, yêu lấy bản thân mình, rời xa Trương Tín Dĩnh, từ nay về sau không nói chuyện yêu đương ở huyện Bá. Hạ Tưởng còn chưa kịp vui thì Phương Cách ngồi ở vị trí cạnh bên lái xe cười ha hả. Cổ ca, trước kia em làm sao lại không phát hiện ra là nói chuyện với anh còn khôi hài như thế nhỉ? Anh thật lợi hại, chỉ bằng sự hài hước vừa rồi của anh còn lo tìm không được bạn gái à? Đừng có sốt ruột, lúc nào về thành phố Yên em giới thiệu cho anh một cô. Trong tiếng cười nói, ô tô đã đi đến phố Liễu Điều, là phố lớn nhất trong thị trấn. Vẫn đi theo hướng Tây, sau đó là đi tới Yên Hoa Hạng. Tên là Yên Hoa Hạng, nhưng không có ý là chỗ phong trần mà là một con phố ăn uống. Cổ Hợp rất quen đường, chỉ chốc lát sau đã chạy đến một nhà hàng có tên là nhà hàng Thường Sơn. Hạ Tưởng đã từng nghiên cứu qua lịch sử của huyện An, nói. Huyện An ở đời Tấn là huyện thuộc về Thường Sơn Quốc. Nhà hàng này lại có tên là nhà hàng Thường Sơn, có thể thấy được chủ nhân cũng là người hiểu lịch sử. Lý Ninh Sơn cười đáp. Chính xác, ông chủ nhà hàng tên là Tiêu Hà, cùng tên với thừa tướng Tiêu Hà ở cổ đại. Tôi cũng vì thấy tên nhà hàng của anh ta rất nhã nên mới vào ngồi. Không ngờ là đồ ăn cũng khá ngon cho nên mới làm quen với nhau. Tiêu Hà năm nay 50 tuổi, vóc dáng không cao. Là dân bản xứ ở huyện An, đã từng vào bộ đội, đánh giặc, ra quân, khai thác mỏ quặng rồi cuối cùng mới mở nhà hàng Thường Sơn này. Từ sau khi Lý Đình Sơn đến ăn cơm, ông ta cố ý để lại một phòng chuyên môn bố trí riêng cho Lý Đình Sơn. Bất chấp là đông khách đến mức nào, gian phòng đó không bao giờ để cho người ngoài tiến vào, chỉ dành riêng cho một mình Lý Đình Sơn mà thôi. Cũng không phải là ông ta cố ý nịnh bợ bí thư huyện ủy. Mà là những quan chức nhà nước đến ăn cơm ở nhà hàng của ông ta không ít, nhưng Lý Đình Sơn là người đầu tiên nói ra được lai lịch tên của nhà hàng của ông ta, làm cho ông ta lập tức trân trọng tôn kính Lý Đình Sơn. Một vị bí thư hiểu biết lịch sử của huyện An tuy không thể nói chắc chắn sẽ là một bí thư tốt, nhưng ít nhất là một bí thư có dụng tâm nghiên cứu về huyện An, là một vị bí thư thực sự để huyện An trong lòng mình. Cho nên Tiêu Hà vốn tính tình ngay thẳng lập tức coi Lý Đình Sơn là tri kỷ. Ông ta bất chấp việc Lý Đình Sơn có đến hay không, có để mắt tới ông ta hay không, thấy ông ta là người thế nào,
ông ta vẫn nguyện ý lưu lại một gian cho Lý Đinh Sơn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chờ Lý Đinh Sơn đại giá quang lâm. Lý Đinh Sơn cũng thấy đồ ăn ở nhà hàng Thường Sơn khá là hợp miệng thì lại thường đến. Ông cũng không phải cái loại bí thư quen ăn nợ, mỗi lần đến đều tự móc tiền túi ra trả, đều chi tiền mặt hết luôn. Mà Tiêu Hà cũng không khách sáo, tính tiền theo mức chiết khấu xuống còn 70%, tính thành tiền ra thì không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Trong quan hệ giữa ông ta và Lý Đinh Sơn còn có một cảm tình kết giao quân tử đạm mạc như nước. Mấy người đi vào phòng ở trên lầu, bên trong bố trí cũng khá, phía trên cửa gỗ tròn tròn có một loạt các ô cửa trống không, phía trên còn dán mấy tờ báo cũ, làm cho người ta có cảm giác lẫn lộn về thời gian, hình như là đã trở về mười mấy năm trước. Lý Đinh Sơn ngồi xuống rồi, cười tươi nói. Tôi cũng rất thích cái cảm giác hoài cổ như thế này. Có điều đối với Tiểu Hạ và Tiểu Phương thì có lẽ vẫn thích phòng tráng lệ hơn một chút. Nói thật, Hạ tưởng kỳ thật cũng hoài cổ, có điều hắn lại không nói ra được thôi. Phương Cách thì lại không nghĩ nhiều như thế, gã ngồi phía dưới Lý Đinh Sơn, đưa đũa ra nói. Bí thư Lý, đừng nhìn tôi tuổi ít nhưng tôi rất chín chắn. Chẳng những tôi thích cảm giác hoài cổ mà còn thích lãnh đạo ổn trọng chín chắn nữa cơ. Làm sao mà Hạ Tưởng nghe thế nào vẫn cảm thấy trong lời nói của Phương Cách còn có nghĩa khác. Có khi lãnh đạo trong miệng gã nói chính là chỉ Mai Hiểu Lâm thì có. Tiêu Hà đích thân đến ghi món ăn, Lý Đinh Sơn hỏi ý kiến Hạ Tưởng một chút liền gọi một số đồ ăn bình thường hàng ngày thôi. Đưa đồ ăn lên, Tiêu Hà lại miễn phí tặng kèm bình rượu thuốc đích thân ngâm chế, vừa rót ra từng ly nhỏ lại vừa giới thiệu công hiệu của rượu thuốc. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đang lúc ông ta định rời đi thì chợt nghe dưới lầu truyền tới tiếng ồn ào, còn có tiếng người hùng hổ tranh cãi nhau ầm ĩ, ngay sau đó là một loạt tiếng va chạm ầm ầm. Hiển nhiên, dưới lầu đang có người động tay động chân rồi. Bình thường gặp phải những chuyện đánh nhau cãi nhau lặt vặt thế này, ông chủ nhà hàng đều có thể sợ đến phát hoảng lên, nhưng Tiêu Hà lại không hề có chút phản ứng nào cả, chỉ có bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lại là thằng con tôi bày trò đấy. Sau khi nó giải ngũ trở về vẫn chưa tìm được việc. Tôi bảo nó giúp tôi trông nhà hàng, nó đến thì tốt rồi, cả ngày lăn lộn với một đám người trong thị trấn, kẻ nào không phục thì kẻ đó không được yên, kéo bè kết phái với nhau, thành lập cái gì mà bang Thường Sơn, chính là một đám thanh niên vô công rồi nghề càn quấy. Tôi đoán có lẽ nó lại đánh nhau với bang Lý gia ở thành Bắc. Tuổi trẻ thì nóng giận, một lời không hợp là phải đánh vài trận mới yên. Tôi thật là không quản được nó. Hạ Tưởng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hỏi. Chú Tiêu, con chú tên là gì? Một tiếng, chú Tiêu, không chỉ làm cho Tiêu Hà ngạc nhiên mà cũng làm cho Lý Đinh Sơn vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của ông, Hạ Tưởng vẫn chín chắn giả dặn, về mặt xưng hô tuyệt đối sẽ không lộn xộn. Hôm nay vì sao mới lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Hà mà đã thân thiết gọi là chú, được rồi. Tiêu Hà sửng sốt một lúc rồi mới tươi cười đáp. Thật không dám để phó chủ tịch huyện Hạ gọi tôi là chú. Con tôi tên là Tiêu Ngũ. Quả nhiên là Tiêu Ngũ, thật đúng là Tiêu Ngũ rồi. Hạ Tưởng thiếu chút nữa thì đứng lên giữ chặt lấy cánh tay Tiêu Hà, nhưng nhẫn nhịn một chút thì thấy tốt nhất vẫn là ngồi yên, không nên nhúc nhích, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng. Tiêu Ngũ có phải là bộ đội đặc chủng không ạ? À, phó chủ tịch huyện Hạ làm sao mà biết được? Chẳng lẽ anh quen với thằng con tôi? Tiêu Hà giật mình, song nghĩ lại lắc lắc đầu. Không thể nào, thằng con tôi chắc chắn là không quen phó chủ tịch huyện Hạ. Bằng vào bản lĩnh của nó thì làm sao có thể quen biết phó chủ tịch huyện Hạ cho được. Phó chủ tịch huyện Hạ lại được điều từ thành phố Yến đến. Thằng con tôi còn chưa bao giờ đến thành phố Yến nữa. Tiêu Ngũ hiện giờ quả thật còn chưa đi đến thành phố Yến. Đại khái phải khoảng chừng một năm sau y mới đến thành phố Yến. Ứng tuyển vào làm huấn luyện viên cho một công ty bảo vệ. Sau đó vô tình y quen biết với Hạ Tưởng, có xung đột nhỏ với Hạ Tưởng rồi hai người đánh nhau một trận. Kết quả là Hạ Tưởng mặc dù có chút tài nghệ, nhưng còn chưa phải là đối thủ với một người xuất thân từ bộ đội đặc chủng như Tiêu Ngũ. Hai người không đánh thì không quen biết, sau khi đánh nhau xong lại kéo nhau đi uống rượu. Từ đó về sau, Hạ Tưởng liền có thêm một người bạn thân nhất trong đời. Đáng tiếc là Tiêu Ngũ tính tình dữ dằn, bướng bỉnh cố chấp. Mặc dù hắn vẫn cố gắng muốn Tiêu Ngũ thu liễm tính khí một chút nhưng chẳng ăn thua. Đầu tiên là Tiêu Ngũ buôn bán sách và đĩa CD in lậu vài năm, rồi lại đi buôn bán điện thoại di động được vài năm, tiền kiếm được không nhiều cũng chẳng ít,
nhưng lại kết giao được một đám bạn bè muôn hình muôn vẻ, cũng bởi thế mà y quen với Phượng Mỹ Mỹ. Y và Phượng Mỹ Mỹ, một kẻ không có văn hóa, với một người là sinh viên, lại có thể đến được với nhau, yêu nhau đến chết đi sống lại, cũng thật là hiếm gặp. Cũng là bởi vì Tiêu Ngũ quá yêu Phượng Mỹ Mỹ, không thể chịu được nếu cô phải chịu bất cứ sự thua kém nào. Cuối cùng, Phượng Mỹ Mỹ lại bị con trai của một vị quan chức tầm trung để mắt tới. Gã đó và Tiêu Ngũ cùng nhau tranh đoạt Phượng Mỹ Mỹ. Trong cơn nóng giận, Tiêu Ngũ tẩn cho gã nhị thế tổ kia một trận, lại đánh đến nỗi gã thành thái giám luôn. Sau khi vào tù, Tiêu Ngũ đột nhiên bị bệnh nặng mà chết, nghe nói là bị bệnh tim đột phát. Mọi người quen biết Tiêu Ngũ đều biết, y khỏe như trâu, chưa từng có vấn đề gì về tim phổi cả. Có điều Hạ Tưởng lúc ấy cũng không biết những người trong ngành tư pháp, người nhà Tiêu Ngũ cũng không có quan hệ gì cả, còn chưa kịp cáo trạng, Tiêu Ngũ đã bị hỏa táng. Thế là từ đó về sau, nỗi oan chìm xuống biển sâu. Tiêu Ngũ tuy rằng người thì đã chết nhưng khoản bồi thường dân sự vì y đánh người ta thì vẫn còn đó. Quan chức không chịu buông tha, làm cho người nhà của Tiêu Ngũ bán nhà bán đất đi cũng không đủ. Phượng Mỹ Mỹ dứt khoát đứng lên, đến giao trì trung tâm tắm hơi đệ nhất ở thành phố Yến làm nhân viên phục vụ, thay Tiêu Ngũ kiếm tiền trả nợ. Lúc ấy Hạ Tưởng cũng không có tích lũy được mấy, không đứng ra thay Tiêu Ngũ trả tiền nổi. Phượng Mỹ Mỹ nói sao cũng không chịu, còn uy hiếp sẽ cắt đứt quan hệ với Hạ Tưởng nữa. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, đành phải thường xuyên đến giao trì để chăm sóc Phượng Mỹ Mỹ. Hắn cũng biết tâm tư của Phượng Mỹ Mỹ, ý là muốn thay Tiêu Ngũ làm tròn chữ hiếu, bởi vì thực sự Tiêu Ngũ là vì cô mà chết. Hạ Tưởng không kiên trì nữa. Sự khó chịu nhất của con người kỳ thật không phải là không thể ở cùng với người mình yêu mà là người mình yêu nhất lại vì mình mà chết, mà chính mình thì lại bất lực. Hạ Tưởng hiểu tâm tư của Phượng Mỹ Mỹ như chết đi rồi. Cho dù hắn đến giao trì tìm Phượng Mỹ Mỹ, cũng chỉ là cùng cô ngồi yên lặng uống rượu chứ chưa bao giờ nhắc đến tên của Tiêu Ngũ cả. Có điều sau này hắn kinh doanh thảm bại, không có thời gian và tiền tài để tiếp tục đến thăm nom Phượng Mỹ Mỹ nữa. Cũng không lâu sau thì tái sinh lại cho đến bây giờ. Chỉ sợ lúc ấy Phượng Mỹ Mỹ còn chưa trả hết khoản nợ của Tiêu Ngũ nữa. Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ kết thân với nhau 5-6 năm, vẫn là bạn bè tốt nhất. Hắn cũng nhớ rõ trước kia Tiêu Ngũ đã có nói qua y là người ở thành phố An. Khi hắn được điều đến huyện An, bởi vì có nhiều việc quá nên thật sự không tính đến điều này. Hơn nữa lúc này huyện An còn chưa được thăng cấp lên thành thành phố An, cho nên hắn cũng không nghĩ ra được là huyện An kỳ thật không chỉ là nhà của Tiếu Giai mà còn là quê của Tiêu Ngũ. Hôm nay vừa lúc nghe Tiêu Hà nói chuyện, là tiếng phổ thông có khẩu âm huyện An, lại thấy hình thức ông ta và Tiêu Ngũ có vài phần giống nhau, ký ức vốn đầy bụi phủ mờ của Hạ Tưởng đột nhiên lại sống lại. Trong đầu hắn lại thoáng hiện ra khuôn mặt của Tiêu Ngũ hơi hồn hậu mà lại có chút góc cạnh. Cho nên hắn mới không tự chủ được mà mở miệng hỏi thêm. Hạ Tưởng thấy mấy người Lý Đinh Sơn đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc thì biết là mình có chút thất thố, liền cười cười. Khéo thật, tôi có một bạn học cùng hồi đại học tên là Tiêu Đội. Cậu ta có một người anh trai tên là Tiêu Ngũ, cũng đã từng là bộ đội đặc chủng cho nên tôi nhất thời kích động mới hỏi như thế. Lại nghĩ ra thì Tiêu Đội là người thành phố Bảo, không phải là người huyện An, thành ra là kích động nhầm rồi. Hắn thuận miệng bịa ra một câu nói dối lấp liếm đi, lại còn cố ý hỏi Tiêu Hà. Chú Tiêu, chắc không phải là chú còn có một người con trai nữa tên là Tiêu Đội chứ hả? Tiêu Hà cười ha hả. Không có, có điều anh thật đúng là nói chuẩn. Năm đó tôi đã bảo nếu mà lại sinh một đứa con trai nữa thì sẽ đặt tên gọi là Tiêu Đội, đáng tiếc là không sinh nữa. Phó Chủ tịch huyện Hạ thật đúng là có duyên với Tiêu Ngũ, tên hồi nhỏ của nó cũng gọi là Đội Ngũ. Đối với chuyện bi thảm của người cả nhà Tiêu Ngũ, Hạ Tưởng vẫn canh cánh trong lòng. Vừa lúc bây giờ gặp được rồi, sẽ không thể không âm thầm giúp đỡ bọn họ một phen. Làm quen với Tiêu Ngũ sớm hơn một chút cũng là chuyện tốt. Cho nên hắn bảo, đã có duyên thế thì hay là gọi Tiêu Ngũ lên đây cùng nhau uống chén rượu, mọi người làm quen với nhau đi. Được không, Bí Thư Lý? Lý Đinh Sơn đối với Hạ Tưởng vừa có sự coi trọng, lại vừa có sự từ ái như dành cho con cháu. Ông cũng không nghĩ nhiều Hạ Tưởng vì sao lại làm chuyện thừa thế này. Nếu Hạ Tưởng đã nguyện ý thì cứ để hắn đi, cho nên ông gật đầu nói. Cũng tốt, lão Tiêu, anh đi gọi Tiêu Ngũ lên đây ngồi một chút. Ai? Tiêu Hà cao hứng, vẻ mặt hưng phấn.
có thể cùng ngồi ăn cơm với bí thư huyện ủy và phó chủ tịch huyện thế này là vinh quang lắm, cũng là chuyện tốt nghìn năm khó gặp. Ông ta xoa xoa tay, vui quá nên nói năng có chút lộn xộn. Bí thư Lý, phó chủ tịch huyện Hạ, hai ngài chờ một chút, tôi đi một lúc về ngay. Tiêu Hà nói là đi một lúc sẽ trở về, thật đúng là chân đi tay động, xuống lầu không đến một phút đồng hồ đã lại trở lại, vẻ mặt xấu hổ. Thằng danh này không có phúc, chạy đi mất rồi tìm không được. Chờ lúc nào nó về, tôi nhất định bắt nó đến xin lỗi bí thư Lý và phó chủ tịch huyện Hạ. Lý Đình Sơn xua tay nói. Không cần đâu, đến đây cũng là để vui vẻ một chút thôi. Mang thức ăn lên ăn cơm. Tiêu Hà thầm mắng Tiêu Ngũ một trận. Một cơ hội tốt mà cứ như thế bỏ lỡ mất rồi. Thật sự là đồ mất dạy, chẳng có phúc gì cả. Trong lòng ông ta còn tiếc hận hơn cả Tiêu Ngũ nữa. Hạ Tưởng cũng không tiện biểu hiện quá mức thân thiết gấp gáp. Dù sao thì vẫn còn ở lại huyện An, ở gần Tiêu Ngũ, sớm muộn gì rồi cũng có cơ hội quen biết nhau, cho nên hắn cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi ăn cơm xong cùng trở lại trụ sở huyện ủy, hắn mới đi đến văn phòng của Lý Đinh Sơn. Phương Cách không chờ Lý Đinh Sơn phân phó đã chủ động nói. Có người đến báo cáo công tác thì cháu sẽ đỡ trước. Văn phòng của Lý Đinh Sơn lớn hơn văn phòng của Hạ Tưởng không ít, trang hoàng cũng xa hoa hơn rất nhiều. Sau khi ngồi xuống, Lý Đinh Sơn đi thẳng vào vấn đề, nói. Hiện giờ cậu được phân công quản lý văn hóa, giáo dục, môi trường, phạm vi rất hẹp, không có chỗ mà vươn tay vươn chân, liệu có ý kiến gì không? Tạm thời thì chưa có, bởi vì cháu còn chưa nắm rõ thế cục ở huyện An, đang muốn nghe một chút ý kiến của bí thư Lý. Hạ Tưởng tuy rằng cũng biết một ít tình hình huyện An nhưng đều mới chỉ là nghe nói, độ chính xác còn phải giảm bớt đi. Tài nguyên du lịch của huyện An ở thành phố Yến còn lớn hơn mấy huyện chuyên về du lịch. Không tính đến xuất sắc, chỉ cần tương đối thôi là cũng có thể moi móc ra tiềm lực được. Về mặt nông nghiệp thì không được tốt lắm, dù cũng không tính là quá tồi, coi như mức trung bình. Đất đai ở phía Tây và phía Nam khá là phì nhiêu, gieo trồng được không ít cây cối kinh tế. Ví như cây hạch đào và quả hồng làm cho nông dân địa phương có thu nhập coi như không tồi. Nhưng đất đai ở vùng trung tâm và phía Bắc thì hơi khô cằn, hơn nữa điều kiện kém, trên cơ bản là nhờ trời cho thôi. Lý Đinh Sơn xem ra đã dành không ít công phu, nói đến tình hình huyện An thuộc như lòng bàn tay. Tổng thể mà nói, tình hình hiện giờ của huyện An là nửa vời, nếu như không chờ đợi cái gì thì vô dụng nhưng trông mong thì cũng chỉ thêm phần kinh nghiệm lý lịch thôi. Cho dù tôi không làm một việc gì cả cũng có thể lấy được một phần chiến tích, nhưng nếu muốn đẩy kinh tế huyện An lên một bậc thang nữa, muốn tạo ra một phen thành tích mới thì cũng không dễ dàng gì. Nói xong, Lý Đinh Sơn lại tự giễu, cười cười. Bảo sao đến cả cấp trên ở Bắc Kinh cũng có thể chú ý đến huyện An. Thật đúng là một nơi an ổn để có thể có thêm kinh nghiệm lý lịch. Hạ Tưởng không nói gì một lúc lâu, hắn không biết nên nói như thế nào, công bằng mà nói. Nếu đã đến huyện An, lại là phó chủ tịch huyện, hắn còn có ý tưởng tạo phúc cho một phương. Nhưng sự thật là hắn chỉ là một phó chủ tịch huyện được phân công quản lý văn hóa, giáo dục, môi trường. Chiêu thương thu hút đầu tư hay là công nghiệp nông nghiệp cũng không thuộc phần hắn quản lý. Hơn nữa Lý Đinh Sơn cũng làm ở huyện An không lâu. Một khi Lý Đinh Sơn được điều chuyển đến thành phố Yến, mất đi sự ủng hộ của bí thư thì người vốn đang bên lề như hắn có lẽ cũng chỉ có phần ăn không ngồi rồi. Lý tưởng thì lúc nào chả tốt đẹp, chỉ có sự thật là trần trụi lạnh lẽo như băng, không cho phép có chút ảo tưởng nào. Cho dù có Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc ở thành phố ủng hộ, cũng là núi cao đường xa, còn không bằng được sự ủng hộ trực tiếp của bí thư huyện ủy Lý Đinh Sơn này. Nhưng nếu như để hắn ở huyện An để kiếm thêm kinh nghiệm thành tích cho lý lịch thì hiển nhiên cũng không phải là tính cách của hắn. Hắn vẫn chưa tới cái tuổi phải gom góp lý lịch như thế. Hắn đang ở tuổi đang lớn. Đang muốn vươn mạnh tay chân, phải tranh thủ ưu thế của mình để có cống hiến gì xứng đáng với nhân dân huyện An chứ. Làm sao có thể tình nguyện sống được chăng hay chớ hàng ngày được. Các thường vụ huyện ủy của huyện An có lai lịch thế nào? Hạ Tưởng đoán rằng Lý Đinh Sơn có vết xe đổ ở huyện Bá, sau khi đến huyện An, chắc chắn việc đầu tiên phải làm chính là thăm dò hậu trường và bối cảnh của hơn 10 vị thường ủy của huyện An. Lý Đinh Sơn nở một nụ cười hàm xúc. Tiểu Hạ. Trí tuệ chính trị chín chắn không ít. Ông cầm một trang giấy lên đưa cho Hạ Tưởng. Ở đây là một số tin tức mà tôi nắm rõ. Cậu xem đi rồi biết. Xem xong rồi nhớ hủy đi.
Trở lại văn phòng, Hạ Tưởng tĩnh tâm lại để xem bản danh sách mà Lý Đinh Sơn cho hắn. Huyện An tổng cộng có 10 ủy viên thường vụ, 3 người Lý Đinh Sơn, Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm thì đương nhiên không cần phải nói. Những người còn lại theo thứ tự lần lượt là Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thịnh Đại, Bí thư Đảng ủy Công an Bình Cát, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Nghê Chính Phương, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Vinh Chi Nữ, Trưởng ban Tuyên truyền Lạc Văn Tài, Trưởng ban Chỉ huy Quân sự Khổng Kiếm, Chánh văn phòng huyện ủy Thái Nghị, Phó Chủ tịch huyện Cường Giang Hải, Bí thư Đảng ủy xã Đán Bảo là Lệ Triều Sinh và Bí thư Đảng ủy xã Tam Thạch là Đoan Đại Khả. Trên giấy, mấy cái tên Khâu Tự Phong, Mai Hiểu Lâm, Thái Nghị, Cường Giang Hải và Lạc Văn Tài đều được Lý Đinh Sơn dùng bút mực đỏ khoanh lại thành một nhóm. Hiển nhiên, 5 người này là một phe. Bình Cát, Nghê Chính Phương, Khổng Kiếm được khoanh lại bằng nét bút mực xanh, có thể thấy được rằng 3 người bọn họ là nhóm hòa bình ở giữa. Tên của Lệ Triều Sinh và Đoạn Đại Khải thì được bút đen tô đậm lên, đoán chừng là hai bí thư đảng ủy xã này đi lại khá gần gũi với nhau. Trưởng ban tổ chức cán bộ Vinh Chi và Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thịnh Đại, tên hai người này đều không có gì đặc biệt cả, phía sau lại đánh hai số thật to, xem ra Lý Đinh Sơn cũng không xem trọng gì lập trường của bọn họ. Hạ Tưởng xem một lúc rồi lấy bật lửa ra, đốt tờ giấy đi. Chỉ là một sự phân chia đơn giản, không đủ để nói lên vấn đề. Nhưng ít ra cũng khiến cho lòng người hiểu rõ. Để làm được bản danh sách này, Lý Đinh Sơn cũng đã mất không ít công. Đương nhiên mối quan hệ giao tế giữa con người với nhau là rất phức tạp, không thể chỉ đơn giản vạch vài cái là có thể phân chia được rành mạch. Hạ Tưởng thầm cười cười, có hậu trường mới chỉ là một khía cạnh thôi, còn thủ đoạn chính trị cao hay thấp mới là vô cùng mấu chốt. Bởi vì không có khả năng mọi chuyện đều bày rõ hết ra trên bề mặt. Chẳng ai là trẻ con cả. Quan điểm chính trị bất đồng, cách thức chấp chính cũng không giống nhau, lại còn tính cách khác biệt nữa. Chỉ cần chỗ nào có người thì chỗ đó còn có sự mâu thuẫn. Có đất quan trường thì còn có sự tranh đấu. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng hiểu được, so với Lưu Thế Hiên thì Khâu Tự Phong thân là thái tử đảng sẽ không thiếu tiền. Y đã không thiếu tiền thì sẽ không thể tìm ra nhược điểm của y ở các vấn đề về kinh tế được. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng không biết rằng thủ đoạn chính trị của Khâu Tự Phong có phải là trong sự cao minh thì còn có một chút nằm ngoài dự đoán của mọi người hay không? Buổi chiều Hạ Tưởng nhận được thông báo, muốn hắn tham gia hội nghị công tác của chính quyền. Phòng họp ở ngay đầu tầng 3, lúc Hạ Tưởng cầm sổ đi đến thì bên trong phòng họp đã có một người rồi. Người này khoảng chừng 40 tuổi, để kiểu đầu tóc húi cua hiếm thấy, mặt rất tròn, rất lớn, hơi béo, ngồi một chỗ mà rất có cảm giác uy vũ. Thấy Hạ Tưởng tiến vào, y đứng lên, cười. Khuôn mặt béo phì lập tức làm cho người ta có cảm giác vô cùng hòa ái. Cậu chắc chắn là phó chủ tịch huyện Hạ mới tới hả? Tôi là Thịnh Đại, về sau chúng ta là đồng nghiệp rồi. Ngồi cạnh tôi đi. Thịnh Đại thật ra bộ dạng lại khá thân thiện, Hạ Tưởng cũng nhiệt tình bắt tay y. Tôi mới tới huyện An, xin phó chủ tịch huyện Thịnh giúp đỡ nhiều hơn. Thịnh Đại khoát tay, giọng điệu không sao cả, nói. Huyện An không lớn. Chẳng cần đến 3 ngày là cậu sẽ quen thuộc tình hình hết thôi. Phó chủ tịch huyện Hạ được phân công quản lý văn hóa giáo dục và môi trường đúng không? Vậy thì rất dễ phát triển công tác. Văn hóa giáo dục và môi trường của huyện An có chút lạc hậu, không có việc gì lớn cả, khá là rảnh rỗi nhẹ nhàng đấy. Ở quan trường, công tác càng nhẹ nhàng thì càng có vẻ rời xa trung tâm quyền lực. Lời nói của Thịnh Đại là châm chọc hay là có ám chỉ khác? Hạ Tưởng nhìn khuôn mặt béo múp của y như có vẻ chân thành, nói chuyện lại có hàm nghĩa khác thì không khỏi thêm phần cảnh giác hơn. Tiếp đó lại có 4 vị phó chủ tịch huyện nữa tới. Ngoại trừ thường ủy phó chủ tịch huyện Cường Giang Hải là có thái độ bình thường, còn 3 người khác thì ở ngoài mặt xem như khách sáo, lại còn khen Hạ Tưởng vài câu kiểu như tuổi trẻ tài cao. Khâu Tự Phong là người cuối cùng đi vào phòng họp, y vừa tiến vào, cũng không khách sáo ngồi xuống luôn. Và đầu tiên là giơ tay ra chỉ vào Hạ Tưởng. Trước khi vào họp, chúng ta cùng hoan nghênh Phó Chủ tịch huyện Hạ đến công tác ở huyện An đã. Khâu Tự Phong dẫn đầu vỗ tay, mấy vị Phó Chủ tịch huyện khác vỗ tay coi như là sôi nổi nhiệt tình. Hạ Tưởng đứng lên, mặt mỉm cười, đều cúi đầu tỏ vẻ cảm tạ. Vì vấn đề thời gian chúng ta có ít cho nên sẽ không thể tổ chức liên hoan chào mừng Phó Chủ tịch huyện Hạ được. Bây giờ vào họp thôi. Khâu Tự Phong vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt đảo qua trên người mỗi người, chính là biểu hiện ra sự uy nghiêm của một chủ tịch huyện. Bỗng nhiên, y vỗ bàn đánh, bốp một tiếng.
các đồng chí, tình hình rất nghiêm trọng. Triển vọng kinh tế huyện An không hề lạc quan. Trong quá trình cạnh tranh một số dự án đầu tư với bên huyện cảnh, năng lực của một số cán bộ lãnh đạo cá biệt của chúng ta có hạn, làm việc bất lợi khiến cho cuối cùng tài chính lại chảy về phía huyện cảnh hết. Nếu như hơn 40.000 tiền đầu tư mà đưa tới được khu du lịch Tam Thạch của huyện An chúng ta thì khu du lịch Tam Thạch lập tức sẽ được nâng lên một tầm cao mới, có thể tiếp tục khai thác được phong cảnh nhiều hơn. Đáng tiếc chính là tài chính lại rót vào khu du lịch Tam Thủy của huyện cảnh. Và một khi khu du lịch Tam Thủy của huyện cảnh nhận được một khoản tài chính lớn như thế thì sẽ càng toàn diện hơn chúng ta. Vốn dĩ khu du lịch Tam Thạch của chúng ta và khu du lịch Tam Thủy đang là quan hệ cạnh tranh, giờ thì tốt rồi, tài chính chảy về phía đối thủ cạnh tranh, các vị nói xem hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Tôi nghĩ là chẳng bao lâu sau thì du khách đến khu du lịch Tam Thạch sẽ giảm đi một nửa. Người được gọi là lãnh đạo cá biệt hiển nhiên là Phó Chủ tịch huyện Dương, người được phân công quản lý về du lịch. Phó Chủ tịch huyện Dương bị Khâu Tự Phong điểm đích danh phê bình thì cúi đầu, không nói một lời. Ông cũng sắp đến tuổi về vườn, mái đầu cũng hoa râm rồi. Thịnh Đại nói, Chủ tịch huyện Khâu, phải nói là việc kêu gọi đầu tư thất bại không thể đổ tất cả là tại vấn đề của một mình Phó Chủ tịch huyện Dương được. Do ban bệ chính quyền chúng ta đã có sai lầm về mặt quyết sách, bản thân tôi làm thường vụ Phó Chủ tịch huyện mà cũng quá lạc quan cho nên phán đoán tình thế sai lầm, không có ủng hộ lớn nhất về mặt chính sách ưu đãi. Khâu Tự Phong lạnh lùng cắt ngang lời nói của Thịnh Đại. Lão Thịnh không cần nhiều lời. Trách nhiệm của ai thì chính là trách nhiệm thuộc về người đó. Hiện giờ vấn đề trọng yếu nhất đối với chính quyền chúng ta là ba điểm, ý nghĩ công tác, đoàn đội và sức chấp hành. Nói cách khác, điều đầu tiên chính là phương hướng nhìn xa, hoạch định chiến lược, điểm thứ hai là tham gia đoàn đội, xây dựng đội ngũ, điều thứ ba là đấu tranh nghiêm khắc, ác liệt. Chính là nếu người đã mang trách nhiệm, ý thức công tác đã xác nhận rõ ràng, tinh thần đoàn đội cũng có mà lại thất bại thì chứng tỏ là thất bại ở khâu sức chấp hành không đủ rồi. Sức chấp hành không đủ thì nguyên nhân là vì cái gì? Chính là vấn đề năng lực của một người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.